Lộng Triều, Triệu Quốc Đống. Tập 91. Quyển 19, chương 98. Khương Trường Tùng chỉ cảm thấy ánh mắt thâm thúy của đối phương nhìn vào mình, làm mình không có chỗ ẩn thân. Hắn muốn mình thành vô hình, biến mất vô tung, nhưng ở hoàn cảnh như thế này thì hắn có thể làm gì? Đúng thế Bí Thư Tương, tôi là Khương Trường Tùng. Khương Trường Tùng bình thường tự hào về cách ăn nói nhưng lúc này lại lắp bắp như học sinh trước mặt giáo viên. Mà dù là Lý Vinh Trung hay là Vương Đức Bình hoặc là Minh Diệu cũng cảm thấy được sự khác thường này. Bí Thư Tương nào chứ? Lý Vinh Trung nghĩ qua một loạt lãnh đạo liên quan trên tỉnh, thành phố, hình như không có vị nào là Bí Thư Tương mà. Anh nhận ra tôi. Tương Hữu Tuyền không ngờ Khương Trường Tùng nhận ra mình, nhưng hắn nghĩ lại mình bây giờ đã là Bí Thư Đảng ủy Chính pháp tỉnh, dù hôm qua mới nhận chức nhưng cũng sẽ có không ít người thấy mình trên TV. Đúng thế. Khương Trường Tùng phát hiện tài ứng biến của mình đã mất, đối với câu hỏi của Tương Hữu Tuyền, hắn không tìm được cách giải thích tốt, đầu óc như đông cứng lại, không nghĩ ra gì cả. Một phân cục trưởng, một bí thư đảng ủy chính pháp quận, còn một phó phân cục nữa. Hôm nay đúng là làm tôi mở rộng tầm mắt, anh biết tôi nói có ý gì không? Tương Hữu Tuyền nói xong mặt đột nhiên thay đổi. Quả là vô sỉ. Tôi không ngờ lúc ăn cơm mình còn lớn tiếng nói về biểu hiện tốt đẹp của đội ngũ chính pháp tỉnh ta với lãnh đạo chủ yếu, hoàn toàn có thể đảm nhiệm nhiệm vụ mà tỉnh ủy, ủy ban tỉnh giao phó. Không ngờ đến đây tôi lại mất mặt, làm tôi và lãnh đạo chủ yếu thấy được cảnh này. Khương Trường Tùng, anh nói anh cố ý làm tôi mất mặt với lãnh đạo chủ yếu, hay là cố ý làm cho bí thư quan, thị trưởng Đàm của các anh mở mặt. Câu nói sắc bén làm Khương Trường Tùng hoàn toàn muốn ngất đi. Nhất là câu Tương Hữu Tuyền nói có cả lãnh đạo chủ yếu nghe thấy làm chân hắn mềm nhũn ra. Lãnh đạo chủ yếu của tỉnh tận tai tận mắt nghe thấy sao? Lãnh đạo chủ yếu của tỉnh có mấy người chứ? Chỉ sợ Miêu Trấn Trung không phải, ngoài Lăng Chính Dược ra thì chỉ có Triệu Quốc Đống, bọn họ sao có thể ở đây? Nhưng việc này đã không quan trọng, thái độ của Tương Hữu Tuyền đủ để đẩy mình vào địa ngục. Lý Vinh Trung đáng chết, con ả kia không muốn thì thôi, hắn cứ ép làm gì? Mẹ kiếp! Khương Trường Tùng hoàn toàn quên lúc trước mình châm chọc Minh Diệu, kích động Lý Vinh Trung như thế nào. Bây giờ hắn chỉ nhớ rõ chuyện này do Lý Vinh Trung gây ra, ngọn lửa này đủ để đốt mình và Lý Vinh Trung thành cho tàn. Còn có, anh là phân cục trưởng phân cục Thiên Hà ư? Anh có trình độ, tố chất như vậy sao? Tôi quả thực thấy xấu hổ thay cho anh. Lưu Triệu Quốc sao lại đặt anh tới vị trí này? Hắn uống say hay là mù mắt? Mặt Tương Hữu Tuyền xanh mét lại. Một đôi mắt ác liệt nhìn chằm chằm vào Khương Trường Tùng và Lý Vinh Trung. Thể diện của đội ngũ chính pháp đều bị các anh làm mất sạch. Khương Trường Tùng, anh về tự suy nghĩ cho tôi, phải có bản kiểm điểm sâu sắc vụ việc hôm nay. Khương Trường Tùng đổ mồ hôi như mưa, Lý Vinh Trung cúi đầu liên tục, Vương Đức Bình mặt như màu đất. Đợi tới khi Tương Hữu Tuyền rời khỏi hành lang, ba người Khương Trường Tùng, Lý Vinh Trung, Vương Đức Bình mới có thể thở dài một tiếng. Người khác đều đã bị đuổi đi. Ở tình huống này đâu còn tâm trạng ca hát chứ? Làm như thế nào cứu vãn cục diện này mới là quan trọng nhất. Bí thư Khương, anh nói người vừa rồi là Bí thư Tương, tân bí thư đảng ủy chính pháp tỉnh ta. Lý Vinh Trung hốt hoảng nói. Còn có thể là ai chứ? Khương Trường Tùng hút một hơi thuốc thật sâu, làn thuốc bay qua mũi quanh quẩn trong ba người. Hắn bình thường không hút thuốc nhưng chuyện hôm nay làm hắn rất rối loạn. Mẹ nó chứ, ai biết gặp hắn ở đây? Khương Trường Tùng vốn luôn có thái độ nhã nhặn lúc này cũng chửi bới. Lý Vinh Trung và Vương Đức Bình đều run lên, điều này đủ để chứng minh tình hình rất nghiêm trọng. Bí thư Trung, chúng ta cũng không làm gì, không phải chỉ là liên hoan thôi sao? Dù hành vi của chúng ta có hơi quá thì cũng không phải là chuyện ác gì. Dù là hắn bảo ủy ban kỷ luật đến điều tra chúng ta cũng không thể làm gì mà. Vương Đức Bình cắn chặt răng nói. Khương Trường Tùng dùng ánh mắt rất kỳ quái nhìn Vương Đại Hải. Lão Vương, đầu anh vào nước à? Tương Hữu Tuyền hắn cần dùng ủy ban kỷ luật điều tra anh và tôi sao? Mẹ kiếp, hắn gọi điện cho thị ủy cho thấy thái độ, anh biết hậu quả sẽ như thế nào không? Khương Trường Tùng càng nghĩ càng tức, mẹ nó chứ, sao lại gặp việc này? Làm như thế nào hóa giải việc này? Làm Khương Trường Tùng lo nhất là mình lên chức về cơ bản không có vấn đề gì, nhưng hội nghị thường vụ thị ủy An Đô chưa thông qua, chuyện này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến chức phó bí thư quận của mình? Lý Vinh Trung cũng lo lắng. Hắn biết nếu Tương Hữu Tuyền có thái độ rõ ràng, gây khó dễ với thị ủy thì dù là bí thư Nghiêm hay bí thư Lưu chỉ sợ sẽ không hề do dự gạch tên mình.
có không ít người tranh đoạt vị trí này cơ mà. Vấn đề bây giờ là hắn xem có thể giữ được chức ở phân cục thiên hà hay không. Đây vốn không phải việc lớn, nhưng nghĩ tới lời Khương Trường Tùng nói, Tương Hữu Tuyền căn bản không cho anh cơ hội giải thích, hắn cũng không cần nói chuyện này ra mà chỉ cần truyền một thái độ là đủ. Bí thư, vậy chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Lý Vinh Trung cố làm bình tĩnh lại. Có phải là tìm người giúp không? Bí thư Tương dù sao cũng mới lên, dù hôm nay hắn có ấn tượng không tốt chỉ cần chúng ta lập tức nghĩ biện pháp đền bù thì tôi thấy vẫn có hy vọng. Khương Trường Tùng lắc đầu nói. Không đơn giản như vậy, người như hắn thì anh nghĩ sẽ dễ dàng tức giận sao? Chuyện hôm nay đáng gì chứ, cần hắn ra mặt sao? Mắt nhắm mắt mở, dù là tìm người gọi điện tới chúng ta không phải im mà nghe ư. Tại sao hắn tới mắng chúng ta? So sánh với Lý Vinh Trung, Khương Trường Tùng có trình độ cao hơn nhiều, có thể nhanh chóng bình tĩnh lại, cẩn thận phân tích tình hình trong đó. Tương Hữu Tuyền đột nhiên xuất hiện, theo lý thuyết hắn gặp việc này dù không thích cũng không dùng cách này để tham gia mới đúng. Điều này làm Khương Trường Tùng rất khó hiểu. Có thể như lời hắn nói, lãnh đạo chủ yếu của tỉnh trùng hợp thấy việc này với hắn, làm hắn mất mặt nên mới tức giận không? Lý Vinh Trung cũng đang suy nghĩ. Có lẽ thấy lý do này miễn cưỡng đúng, nếu không Tương Hữu Tuyền chính là nhằm vào mấy người mình. Nhưng Tương Hữu Tuyền mới tới tỉnh chưa lâu, sao biết mấy người mình chứ? Lý do này hơi gượng ép, dù là trùng hợp như vậy thì anh nghĩ lãnh đạo sẽ nhàm chán đứng bên đợi nửa ngày, kiên nhẫn nghe chúng ta nói sao? Vậy thân phận của vị lãnh đạo chủ yếu kia đáng để nghi ngờ. Khương Trường Tùng không cho là đúng. Lý Vinh Trung cũng dao động vì câu nói này của Khương Trường Tùng. Nhưng dù giải thích từ góc độ nào thì Tương Hữu Tuyền cũng không nên dùng cách đó mà tham gia, hơn nữa thái độ cứng rắn như vậy, mục tiêu nhằm thẳng vào mấy người mình. Bỏ đi lão Lý, chuyện này đã xảy ra, trên đời không có thuốc hối hận. Nếu đã xảy ra thì... Khương Trường Tùng cũng biết bây giờ có thảo luận gì cũng vô ích. Mình cần phải nhanh chóng thám thính tin tức, đưa ra đối sách. Chúng ta phải tìm cách hóa giải như thế nào? Quyển 19, chương 9-19. Minh Diệu và Đường Cẩn rất khó hiểu đi cùng Âu Dương Cẩm Hoa. Tương Hữu Tuyền đột nhiên xuất hiện làm bọn họ rất giật mình. Nhất là thấy hai người Khương Trường Tùng cùng Lý Vinh Trung đổ mồ hôi như mưa trước mặt đối phương, mặt như màu đất, bọn họ càng giật mình hơn. Bọn họ cũng rất khó hiểu sao Tương Hữu Tuyền đột nhiên xuất hiện ở đây, sao lại ra mặt vì việc này. Người ở cấp độ Tương Hữu Tuyền thì dù như thế nào cũng không nên dùng phương pháp đó chứ. Mãi tới khi người trẻ tuổi kia đưa bọn họ tới hoa viên, thấy một người Minh Diệu và Đường Cẩn mới hiểu ra. Đường Cẩn run lên, nước mắt từ từ rơi. Cô không muốn thể hiện sự mềm yếu trước mặt hắn. Bao năm qua cô hy vọng dùng cố gắng của mình để chứng minh mình vẫn sống tốt, cô vẫn có thể đạt thành tích trong công việc. Mặc dù không thể so sánh với hắn nhưng ít nhất cô có thể thỏa mãn về tâm lý. Minh Diệu cũng dừng lại. Ngày xưa hắn cảm thấy mình có chênh lệch với đối phương, bây giờ lại như nhìn sao trên trời vậy. Trong lúc nhất thời hắn không biết nên nói nguyên tính. Đường Cẩn chỉ đứng mấy giây rồi bỏ lại một câu. Chuyện của em không cần anh lo. Không đợi mọi người có phản ứng, Đường Cẩn đã quay đầu bước nhanh, chẳng qua chân cô hơi loạn, thiếu chút nữa ngã. Minh Diệu vốn định đuổi theo khuyên nhưng thấy người trẻ tuổi đã đi theo, Triệu Quốc Đống lại ngửa mặt lên trời, hắn thở dài một tiếng lắc đầu. Triệu Quốc Đống về An Nguyên làm chủ tịch tỉnh, Minh Diệu biết. Hắn thậm chí còn đứng ở xa xa thấy Triệu Quốc Đống. Đồng Mạn muốn cùng hắn đi gặp Triệu Quốc Đống một lần, không có ý gì khác, dù là để Triệu Quốc Đống có ấn tượng trở lại cũng là việc tốt, có lẽ giúp Minh Diệu giảm mấy năm phấn đấu. Nhưng Minh Diệu kiên quyết không đi, cũng không cho Đồng Mạn liên lạc với Triệu Quốc Đống. Không phải Minh Diệu cố chấp, nếu điều kiện đầy đủ, có cơ hội gặp mặt Triệu Quốc Đống, Minh Diệu không phản đối. Nhưng Triệu Quốc Đống vừa về An Nguyên, đang bận rộn chuẩn bị đại hội đảng. Sau đó là tuyển cử chủ tịch tỉnh, bao việc lớn cần làm. Mình đến gặp, đối phương lại thấy mình đi nịnh nọt. Trước kia không như vậy, sao lần này anh lại vội vàng đến thế? Vì thế Minh Diệu không muốn để người ta có ấn tượng không tốt. Mặc dù hắn cũng biết vợ vẫn có liên lạc điện thoại với Triệu Quốc Đống. Tình cảm giữa Đường Cẩn và Triệu Quốc Đống thì hắn cũng được Đồng Mạn kể lại, cũng vì thế mà than thở. Nhưng lúc ấy Triệu Quốc Đống không có quan hệ đến cuộc sống, vận mệnh của mình. Mà bây giờ Triệu Quốc Đống là chủ tịch tỉnh, hắn ngược lại càng có chút không quen. Chủ tịch Triệu, Minh Diệu có chút không quen gọi một tiếng, giọng rất nhỏ có lẽ còn chưa quen với việc Triệu Quốc Đống là lãnh đạo cao cấp như vậy. Minh Diệu, đã mấy năm không gặp rồi nhỉ?
Triệu Quốc Đống cô. Tôi nhớ lần trước gặp thì Đồng Mạn mới bắt đầu có thai. Chu Tinh Văn gả con đi đã mấy năm rồi, tôi lúc công tác ở Ninh Lăng về An Nguyên cũng gặp Đồng Mạn ở cổng tỉnh ủy một lần, nhưng anh thì không gặp lần nào. Chẳng qua trong điện thoại thường xuyên nghe Đồng Mạn nhắc tới anh. Anh đến phân cục Thiên Hà rồi ư? Ừ, đã xuống được 3-4 tháng. Minh Diệu thở dài một tiếng. Thực ra tôi thích làm ở đội cảnh sát hình sự hơn, trực tiếp phá án, không phải suy nghĩ quá nhiều, không phải đấu đá, tự tại hơn bây giờ nhiều. Bây giờ có bao chuyện phiền lòng. Vẻ mê man trong mắt Triệu Quốc Đống đã biến mất, thay vào đó là vẻ bình tĩnh. Minh Diệu, xuống rèn luyện sẽ có lợi cho sự trưởng thành của anh, chẳng lẽ nói phá án là không cần biến nhân tình thế thái bên dưới sao? Minh Diệu há hốc mồm, một phần là do thân phận của Triệu Quốc Đống khác, dù Lưu Triệu Quốc ở đây cũng phải cúi đầu nghe lệnh. Tương Hữu Tuyền dậy máy điện thoại đi tới, thấy Minh Diệu, hắn vui vẻ nói. Tiểu Minh rất được, không làm cho tôi hoàn toàn mất mặt với Chủ tịch Triệu. Cậu từ Tổng đội Cảnh sát Hình sự thành phố An Đô xuống ư. Tiếng gọi Tiểu Minh làm Minh Diệu không quen, làm hắn cảm thấy mình về thời đi học. Nhưng đối phương là thường vụ tỉnh ủy, bí thư đảng ủy chính pháp tỉnh, từ góc độ nào đó mà nói thì Tương Hữu Tuyền thậm chí có sức ảnh hưởng trực tiếp đối với hệ thống chính pháp toàn tỉnh hơn Triệu Quốc Đống. Lúc trước Tương Hữu Tuyền tức giận làm Khương Trường Tùng cùng Lý Vinh Trung mặt không còn cút máu. Không biết bây giờ hai người Lý Vinh Trung đang trốn ở đâu mà suy nghĩ. Vâng, Bí Thư Tương, tháng 5 năm nay tôi xuống, bây giờ làm phó phân cục trưởng phụ trách điều tra. Minh Diệu rất cung kính nói. Ồ, được. Tương Hữu Tuyền quay đầu lại nói với Triệu Quốc Đống. Trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy An Đô Quách Trường Canh là bạn cùng học ở trường đảng Trung ương với tôi, quan hệ khá tốt. Tôi gọi điện cho y hỏi chuyện của Khương Trường Tùng cùng Lý Vinh Trung. Khương Trường Tùng đúng là có thể lên làm phó bí thư quận Thiên An. Về phần Lý Vinh Trung cũng được chọn khảo sát làm bí thư đảng ủy chính pháp quận. Tôi nói rõ hai người kia không thích hợp, đề nghị hắn cân nhắc người khác. Ồ, y nói như thế nào? Triệu Quốc Đống nở nụ cười, thật không ngờ Tương Hữu Tuyền mặc dù mới tới mà đã có đồng minh rồi. Quách Trường Canh cùng Quan Kinh Sơn có quan hệ mật thiết, có quan hệ khá được với Đàm Lập Phong. Vốn hắn là người có thể tranh chức phó thị trưởng thường trực An Đô nhưng kết quả Tề Hoa cùng Lăng Chính Dược đẩy Vu Chiết xuống. Điều này làm Quan Kinh Sơn, Đàm Lập Phong rất bất mãn với ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Hắn hỏi rốt cuộc là vì nguyên nhân gì, muốn xử tội cũng cần chứng cớ, tôi chỉ nói thấy một cảnh làm tôi coi thường tố chất của hai cán bộ này, đề nghị hắn cẩn thận cân nhắc ý kiến của tôi. Hắn nói thị ủy sẽ nghiêm túc cân nhắc, về phần chức vụ của Lý Vinh Trung thì không do ban tổ chức cán bộ thị ủy phụ trách, bảo tôi trao đổi với Lưu Triệu Quốc sẽ thích hợp hơn. Tương Hữu Tuyền khẽ cười nói. Triệu Quốc Đống giới thiệu Minh Diệu với Tương Hữu Tuyền, Tương Hữu Tuyền có ấn tượng tốt đối với Minh Diệu, nhất là ở hoàn cảnh này còn có người kiểm tra với nguyên tắc của mình. Minh Diệu cũng biết đây là cơ hội tốt để làm quen với lãnh đạo tỉnh, hắn cũng không phải là loại người cố chấp, cổ hủ, có thể có cơ hội quen với người như Tương Hữu Tuyền thì về sau nhất định có lợi cho sự phát triển của mình. Khoảng cách giữa Triệu Quốc Đống và Minh Diệu là rất xa, đương nhiên có quan hệ này về sau cũng có thể là cơ sở để tiến lên. Mà Tương Hữu Tuyền mang tới ảnh hưởng sẽ trực tiếp hơn. Vì thế Minh Diệu cũng lấy lại tinh thần cẩn thận đối đãi với Tương Hữu Tuyền, ít nhất cũng cần để Tương Hữu Tuyền có ấn tượng tốt về mình. Sau khi Minh Diệu rời đi, Triệu Quốc Đống và Tương Hữu Tuyền ngồi một lát nữa. Hai người không ngừng than thở vì việc tối nay. Chủ tịch Triệu, nhiệm kỳ của Lưu Triệu Quốc sắp kết thúc, tôi cảm thấy nên điều chỉnh. Tương Hữu Tuyền thử dò xét. Hắn cũng nghe thấy quan hệ giữa Triệu Quốc Đống và Lưu Triệu Quốc. Nhưng người ngoài đồn thổi chưa chắc đã đúng, có người nói ẩn sâu không lộ, có nói trước mật thiết sau xa cách. Nhưng có thể khẳng định đó chính là Lưu Triệu Quốc vốn có quan hệ với Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng trong lòng. Vấn đề của Lưu Triệu Quốc vẫn không thể né tránh, dù ủy ban kỷ luật không tìm tới nhà nhưng vấn đề tuổi và nhiệm kỳ ở ngay trước mặt. Làm cục trưởng cục công an hơn 10 năm, làm bí thư đảng ủy chính pháp không ngắn, dù là từ góc độ nào đó mà nói thì hắn cũng đáng phải điều chỉnh. Quyển 19, chương 100. Tương Hữu Tuyền xem ra sớm nghĩ tới vấn đề này, bây giờ nói ra chính là thời cơ tốt nhất. Không giấu gì anh, tôi và Lưu Triệu Quốc có quan hệ từ lâu, chính xác mà nói là có ơn giúp đỡ. 15 năm trước tôi còn là cảnh sát nhỏ ngẫu nhiên gặp Lưu Ca, sau đó Lưu Ca giúp tôi không ít. Nhất là bước đầu tiên trong con đường làm quan của tôi, lúc cạnh tranh chức trưởng đồn công an thì Lưu Ca phát huy một ít sức ảnh hưởng. Triệu Quốc Đống như nhớ lại việc mình gặp Lưu Triệu Quốc ở chùa.
Về phần sau đó tôi rời khỏi hệ thống công an tiến vào chính quyền nên ít liên lạc hơn. Về sau tôi đều công tác ở Ninh Lăng, Hoài Khánh hoặc là ở Bộ, không làm việc ở Ando. Mà Lưu Ca ở mãi Ando, nhưng quan hệ của chúng tôi vẫn còn đo. Mãi về sau xảy ra một chuyện nên quan hệ mới từ từ nhạt đi. Với thân phận của Tương Hữu Tuyền đương nhiên không thể nào không biết gì về vấn đề của Lưu Triệu Quốc. Lưu Triệu Quốc có nhiều ý kiến phê phán, không ít là nhằm thẳng vấn đề trung tâm. Ít nhất theo Triệu Quốc Đống biết ủy ban kỷ luật tỉnh đã mơ hồ liệt Lưu Triệu Quốc vào đối tượng giám sát trọng điểm. Chẳng qua vẫn chưa tìm được chứng cứ rõ ràng, mà bản thân Lưu Triệu Quốc cũng khá linh hoạt, tinh danh nên chưa chính thức chạm vào hắn. Có thể nói Lưu Triệu Quốc nếu tiếp tục ngồi ở vị trí này thì lật thuyền cũng là chuyện sớm muộn. Triệu Quốc Đống và Khâu Nguyên Phong lo nhất là Lưu Triệu Quốc ngã vào lúc cuối cùng này. Nhưng bây giờ Lưu Triệu Quốc đã không nghe lời người khác nói, có lẽ chỉ khi nào bị điều tra thật sự thì hắn mới tỉnh ngộ. Nhưng thật sự chỉ có thể chờ tới ngày đó thôi sao? Chủ tịch, tôi cảm thấy đã đến lúc điều chỉnh Lưu Triệu Quốc. Có một số việc không thể kéo dài, nếu không sẽ không thể cứu vãn. Tương Hữu Tuyền bình tĩnh nói. Ừ, tôi đồng ý. Triệu Quốc Đống hiểu ý của Tương Hữu Tuyền. Lưu Triệu Quốc có rất nhiều vấn đề, nếu không điều chỉnh có lẽ sẽ xảy ra chuyện vào lúc này. Nếu như điều chỉnh ít nhất chứng minh tỉnh ủy chú ý đến điểm này, mặc kệ về sau hắn gặp chuyện không may hay là vững vàng quá độ đều là chuyện tốt. Gặp chuyện cho thấy tỉnh ủy có quyết định sáng suốt, vững vàng quá độ thì là bảo vệ cán bộ. Câu nói ngắn gọn làm Tương Hữu Tuyền ngẩn ra, sau đó hắn cười nói. Chủ tịch Triệu, chuyện này chỉ là có một câu như vậy là được sao? Ha ha, anh còn muốn tôi nói thế nào chứ? Không nói cái khác, tôi cảm thấy nếu như có thể nhắc nhở Lưu Ca một chút thì có lẽ Lưu Ca sẽ hối cải, tiếp nhận an bài của tỉnh. Triệu Quốc Đống cũng nở nụ cười. Tôi hy vọng Lưu Ca có thể sáng suốt chấp nhận thực tế, không nên cố chấp. Về vấn đề Lưu Triệu Quốc đi đâu cũng làm hai vị lãnh đạo chủ yếu của Ando đau đầu. Lưu Triệu Quốc là thường vụ thị ủy có tư cách lâu năm nhất của Ando, lại kiêm chức cục trưởng cục công an thành phố. Tuy nói nhất định phải điều chỉnh nhưng đưa hắn tới vị trí nào cũng là một vấn đề. Sau khi hội nghị thường vụ tỉnh ủy hôm qua kết thúc, Quan Kinh Sơn đã gặp Tương Hữu Tuyền bàn về vấn đề của Lưu Triệu Quốc. Thị ủy Ando cũng hiểu cứ kéo dài mãi chuyện của Lưu Triệu Quốc là không ổn. Ninh Sâm cùng Lưu Triệu Quốc có quan hệ tốt nên luôn nói tạm để đó. Bây giờ tình hình thay đổi, Ninh Sâm đã đi, Lưu Triệu Quốc cũng có thể biết điều nhận an bài của tỉnh. Tương Hữu Tuyền cũng có thái độ ủng hộ ý kiến của thành phố Ando, nhưng việc điều chỉnh Lưu Triệu Quốc dính tới rất nhiều mặt, hắn cần chăm chú phân tích các phương án. Nhất là quan hệ giữa Triệu Quốc Đống và Lưu Triệu Quốc cũng là một vấn đề. Bây giờ Triệu Quốc Đống chủ động hẹn đi dạo, hơn nữa lại xuất hiện việc kia nên việc điều chỉnh Lưu Triệu Quốc cũng là hợp lý. Chủ tịch, tôi cũng coi như báo cáo chuyện này với anh. Thị ủy Ando cũng có ý kiến này. Bí thư Đảng ủy Chính pháp và Cục trưởng Cục Công an thành phố Ando không phải bình thường, Bí thư Kinh Sơn nói với tôi là muốn do hai người phụ trách. Bí thư Đảng ủy Chính pháp là Bí thư Đảng ủy Chính pháp, Cục trưởng Cục Công an là Cục trưởng Cục Công an, mỗi người có trách nhiệm riêng. Đợt điều chỉnh sau đây sẽ tiến hành theo ý đồ này. Tương Hữu Tuyền thấy Triệu Quốc Đống không có ý gì khác nên yên tâm. Về phần Lưu Triệu Quốc điều chỉnh tới đâu tôi nghĩ mình cần trao đổi với ban tổ chức cán bộ. Triệu Quốc Đống gật đầu, Tương Hữu Tuyền thật ra sớm có chủ ý, Triệu Quốc Đống biết mình có thái độ gì thì Lưu Triệu Quốc nhất định phải đi. Nhưng đối phương làm việc rất tốt, vừa nói rõ tôn trọng thái độ của mình, vừa đạt được mục đích, hơn nữa mượn chuyện tối nay kéo gần quan hệ hai bên. Đương nhiên đây cũng là mục đích mà hắn muốn đạt được. Người thông minh, có thể đi tới vị trí này ai không trải qua bao sóng gió. Bộ Phú Hải rõ ràng cảm nhận được áp lực mà Tương Hữu Tuyền mang tới. Khi hắn vừa ra khỏi văn phòng Triệu Quốc Đống, hắn ý thức được Tương Hữu Tuyền đã có hành động. Tương Hữu Tuyền này đúng là không yên phận, mới nhận chức đã bắt đầu thúc đẩy việc chỉnh đốn hoàn cảnh trị an, nhắm thẳng mũi giáo vào vấn đề ô dù, xã hội đen. Đề tài này liên quan rất rộng, mà đối phương lại cố ý làm lớn chuyện. Bộ Phú Hải có chút không hiểu. Bộ Phú Hải chuyên môn tới báo cáo với Triệu Quốc Đống về công tác và vấn đề nhân sự của Sở Công an. Không ngờ Triệu Quốc Đống khá nghiêm khắc phê bình một ít hiện tượng xấu của cơ quan công an, yêu cầu Bộ Phú Hải phải trang bị đội ngũ cán bộ cơ sở, tích cực phối hợp với Đảng ủy Chính pháp tỉnh điều chỉnh bộ máy. Bộ Phú Hải có chút buồn bực, hắn không biết Triệu Quốc Đống nghĩ gì, lúc trước hắn kéo dài, bây giờ lại đưa ra yêu cầu phối hợp với Đảng ủy Chính pháp. Triệu Quốc Đống tôn trọng Đảng ủy Chính pháp từ bao giờ?
không thể nghi ngờ Tương Hữu Tuyền nhất định là đã phát động thế công về phía Triệu Quốc Đống, đi trước một bước tỏ vẻ vấn đề còn tồn tại trong công tác chính pháp với Triệu Quốc Đống, nắm thế chủ động. Bộ Phú Hải có chút hối hận lúc trước mình quá sơ suất. Vốn tưởng Đinh Sâm ít nhất kéo dài tới sang năm, ai ngờ hắn đi nhanh như vậy. Chẳng qua Bộ Phú Hải cũng không quá lo lắng, dù là Triệu Quốc Đống hay Tương Hữu Tuyền đều không có quyền quyết định. Bên Tề Hoa thì mình đã nói xong, mà Bí Thư Lăng cũng đã nghe mình báo cáo, về cơ bản đồng ý với mình. Ở vấn đề này hai người Triệu Quốc Đống, Tương Hữu Tuyền không có quyền lên tiếng mấy. Nhưng Bộ Phú Hải mơ hồ nghe được một việc Triệu Quốc Đống không quá hài lòng với công tác của hệ thống công an tỉnh, nghe nói chính hắn tự mình gặp một hai chuyện làm hắn mất ấn tượng tốt đối với cơ quan công an. Điều này có lẽ là nguyên nhân chính khiến Triệu Quốc Đống phê bình mình. Bộ Phú Hải không muốn đắc tội Triệu Quốc Đống quá sâu. Bên Bí Thư Lăng có ý muốn mình làm trợ lý chủ tịch tỉnh, coi như là thăng bằng ảnh hưởng khi Tương Hữu Tuyền làm bí thư đảng ủy chính pháp. Nhưng nếu Triệu Quốc Đống kiên quyết phản đối thì vấn đề của mình không nhỏ. Ý đồ của lãnh đạo đúng là khó nghiền ngẫm. Quyền 19, chương 101. Lúc trước Triệu Quốc Đống nói tới việc bộ máy cục công an các nơi có thể nghiêm túc cân nhắc việc trao đổi nhận chức, tránh cho công tác ở một nơi quá lâu mà phản tác dụng, lời này như có ám chỉ, Bộ Phú Hải cũng đã bỏ nhiều tâm tư cân nhắc lời này. Cục trưởng cục công an một số nơi đúng là công tác khá lâu, nhưng tuổi bọn họ còn chưa tới, có một số bộ máy có dấu hiệu buông lỏng, không biết chủ tịch tỉnh có phải ám chỉ mấy bộ máy này không? Nếu là đúng thì đương nhiên mượn cơn gió này để phổ biến một vài ý tưởng của mình, nhưng nếu không phải thì đó chính là đặc biệt ám chỉ, mình phải cân nhắc thật kỹ. Chẳng qua trao đổi người đứng đầu bộ máy cục công an các nơi không phải do sở công an có thể quyết định, còn cần phải do ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy cùng tỉnh ủy, ủy ban tỉnh phối hợp với thị ủy, ủy ban các nơi. An Nguyên trước đây mặc dù đã từng làm như vậy nhưng đó là cách nhiều năm. Mấy năm qua cục trưởng các cục công an đều là cán bộ địa phương trưởng thành lên, thậm chí còn có một số trực tiếp từ đơn vị ngoài điều vào đội ngũ công an. Thật lòng mà nói Bộ Phú Hải rất khâm phục sự nhạy cảm của Triệu Quốc Đống. Vị chủ tịch tỉnh này từng làm cảnh sát, hắn không biết Triệu Quốc Đống hiểu sâu như thế nào đối với công tác công an, nhưng có thể thấy điểm kia đủ thấy đối phương cân nhắc rõ sự lợi hại do đặc thù của cơ quan công an mang lại. Bộ Phú Hải luôn vô thức muốn gán một số công việc bên cơ quan công an gần đây với tân bí thư đảng ủy chính pháp, cũng không biết là do hắn quá mẫn cảm hay thực sự là có liên hệ gì đó. Nhưng có một điều Bộ Phú Hải có thể khẳng định đó là trong thời gian tới hắn có lẽ không thoải mái. Nhất là việc chủ tịch tỉnh sợ là chưa quên chuyện ở câu lạc bộ Kim Đình. Chuyện này làm Bộ Phú Hải khó xử, Tề Hoa đã bóng gió hỏi tới, trong giọng có chút không đúng. Nghiêm Lập Dân cùng Vu Chiết cũng gọi điện cho mình, nhưng Lưu Triệu Quốc vẫn im lặng. Điều này làm hắn rất hoang mang, hắn chỉ có thể phê một chữ khá mơ hồ, yêu cầu Cục Công an thành phố An Đô nghiêm túc phân tích điều tra, tìm ra vấn đề còn tồn tại trong công việc. Lưu Triệu Quốc ngồi trên ghế lặng lẽ hút thuốc. Hắn biết mình không thể ngồi lâu trên vị trí này nữa, ngoài việc lãnh đạo liên quan đã trao đổi, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy và thị ủy cũng đã trao đổi với hắn, gần đây sẽ có một nhóm cán bộ được điều chỉnh, mình cũng nằm trong danh sách. Một cảm giác cô đơn bao phủ trên người hắn, hắn vốn thấy hứng thú với nhiều thứ nhưng giờ cũng dần phai nhạt. Hắn biết chuyện của mình, hắn có quan hệ của mình. Hắn cũng biết ủy ban kỷ luật tỉnh vẫn nhìn chằm chằm vào mình, các tin tức đều rất bất lợi với mình. Chẳng qua hắn không thèm để ý, ít nhất tới bây giờ bọn họ còn chưa có thể bắt được nhược điểm của mình, nhiều năm làm cảnh sát như vậy khiến hắn khá quen với thủ đoạn phản trinh sát. Hơn nữa hắn cũng biết trừ phi tỉnh ủy thật sự muốn động mình nếu không ủy ban kỷ luật tỉnh còn không dám tùy ý dùng vài thủ đoạn đặc thù lên người mình. Mặc dù là như vậy, Lưu Triệu Quốc cũng đã phải rất cẩn thận. Nhất là sau khi Triệu Quốc Đống về làm quyền chủ tịch tỉnh, hắn có cảm giác áp lực và khẩn trương bao phủ trong lòng. Triệu Quốc Đống năm nay sẽ thành ủy viên Trung ương Đảng. Một người từ cảnh sát bình thường, đến trưởng đồn công an, đến phó chủ tịch huyện, rồi lên tới chủ tịch tỉnh. Triệu Quốc Đống chính là cây kim lớn nhất trong lòng mình. Rụi tàn thuốc, Lưu Triệu Quốc đứng lên. Hắn đột nhiên phát hiện cả người mình mệt mỏi, một cảm giác xuất hiện trong lòng. Già, thật sự già rồi, bên Á Phỉ mình tới càng lúc càng ít. Đứng trước cửa sổ, từng cảnh tượng như phim xuất hiện trước mặt. Triệu Quốc Đống bắt tên trộm, mình gọi điện cho bạn bảo cân nhắc về Triệu Quốc Đống, Triệu Quốc Đống có miệng lưỡi lưu loát trước mặt chiến hữu của mình. Đợt Tết đó Triệu Quốc Đống nhắc mình nên như thế nào tranh chức bí thư đảng ủy chính pháp, rồi sau đó. Hình ảnh sau đó trở nên mơ hồ, khoảng cách giữa mình và Triệu Quốc Đống càng lúc càng xa.
Triệu Quốc Đống từng bước đi lên vị trí lãnh đạo, phó chủ tịch huyện, chủ tịch huyện, bí thư huyện ủy, thường vụ thị ủy, đến phó thị trưởng thường trực, thị trưởng, cuối cùng thành bí thư thị ủy vào thường vụ tỉnh ủy, cuối cùng đến vị trí chủ tịch tỉnh ngày hôm nay. Mình và đối phương từ lúc nào trở nên xa cách? Lưu Triệu Quốc híp mắt nhìn về phía xa xa, mưa bụi lất pha trong không khí làm cho tầm mắt bị cản trở, làm lối suy nghĩ của hắn như dừng lại ở một điểm nào đó. Hẳn là từ lúc mình trở nên quen thuộc với Khanh Liệt Bưu. Câu lạc bộ Bình Quả có lẽ là mồi lửa làm quan hệ giữa mình và Triệu Quốc Đống có rạn nứt. Lưu Triệu Quốc chán nản về lại ghế, đặt tay lên trán. Hắn biết bước đi kém nhất cả đời là không ngăn Khanh Liệt Bưu lập Bình Quả. Mặc dù Bình Quả đã là quá khứ, nhưng Lưu Triệu Quốc biết ảnh hưởng mặt trái của Bình Quả mang tới vết thương chí mạng cho mình. Mình bị hạn chế ở vị trí này không lên được cũng là do ảnh hưởng của Bình Quả, mà cũng vì Bình Quả mới làm mình chính thức lún vào bùn đen. Không có Bình Quả, Khanh Liệt Bưu cũng không kiếm được khoản tiền đầu tiên, cũng không có bất động sản Cửu Đỉnh. Lưu Triệu Quốc thở dài một tiếng, có lẽ duy nhất làm mình an ủi chính là lợi ích từ bất động sản Cửu Đỉnh. Bây giờ mình có lẽ chỉ còn cái này. Về phần Á Phỉ không nhịn được cười khổ một tiếng. Ả phụ nữ này không bao giờ ăn no, đây là khối tâm bệnh của mình. Lưu Triệu Quốc không cho rằng đối phương sẽ theo mình cả đời. Sau khi mình rời khỏi vị trí này thì có lẽ Ả sẽ rời đi, chẳng qua hắn phải thừa nhận Ả đó làm hắn cảm nhận được những điều khác từ phụ nữ. Hắn không biết có đáng hay không nhưng có lẽ đời người cần nếm thử như vậy. Lưu Triệu Quốc đã làm sẽ không hối hận. Hắn biết mình không nên đi lại quá gần với câu lạc bộ Bình Quả. Nếu mình có thủ đoạn xảo diệu, mờ mịt hơn thì mình sẽ thu lợi nhiều hơn. Dòng suy nghĩ lung tung tràn vào trong đầu Lưu Triệu Quốc, làm Lưu Triệu Quốc suy nghĩ miên man. Nhiều chuyện anh cảm thấy vừa bắt đầu thì như thấy phần cuối, mà một việc ở cuối lại là khởi đầu. Lát sau Lưu Triệu Quốc mới quay về hiện thực, tỉnh ủy muốn điều chỉnh mình, vậy mình tới vị trí nào? Ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy và thị ủy chỉ là thông báo gần đây tỉnh ủy sẽ điều chỉnh nhân sự một chút. Đây có lẽ cũng là thấy mình chưa tới tuổi nên thông báo, có lẽ bảo mình cân nhắc tranh thủ hoạt động. Lưu Triệu Quốc vẫn cân nhắc mình nên hoạt động như thế nào. Chức phó bí thư đảng ủy chính pháp vốn rất có thể, điều ngang cấp mà thôi, mình vốn rất có thể tới vị trí này. Đinh Sâm cũng nói chuyện này với mình, nhưng lúc ấy mình còn lưu luyến vị trí này không muốn đi, bây giờ lại khó khăn rồi. Mình không có quan hệ gì với Tương Hữu Tuyền, mình vốn cũng không coi hắn vào đâu. Bây giờ hắn làm bí thư đảng ủy chính pháp. Không chừng hắn sẽ gây khó dễ cho mình. Đến đại hội đại biểu nhân dân hoặc hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân thành phố làm cấp phó cũng có thể nhưng Lưu Triệu Quốc không cam lòng. Sang đó thì sức ảnh hưởng sẽ giảm mạnh, thay đổi địa vị quá đột nhiên thì Lưu Triệu Quốc không biết mình có thể quen được hay không. Còn có một nguyên nhân khác là Lưu Triệu Quốc hy vọng mình có thể phát huy sức ảnh hưởng nhất định trong vài năm, như vậy còn có thể làm được vài việc. Đại hội đại biểu nhân dân là lựa chọn bất đắc dĩ. Lưu Triệu Quốc hy vọng mình có thể làm phó bí thư đảng ủy chính pháp, Tương Hữu Tuyền mới đến nên nhiều chuyện còn chưa rõ, tỉnh ủy có lẽ cần tìm một cán bộ quen công việc chính pháp của tỉnh. Lưu Triệu Quốc thở mạnh một hơi, dù là như thế nào thì cũng phải đánh cuộc, vận mệnh chỉ có thể nắm giữ tại tay mình, chỉ có thể dựa vào mình tranh thủ. Quyển 19, chương 102. Hồng An, chuyện hành lang khoa học kỹ thuật Miên Châu phải nắm chặt, không được trì hoãn. Sức ảnh hưởng của hạng mục này đối với Miên Châu, thậm chí An Nguyên chúng ta thì tôi nghĩ mình không cần nói. Điểm này sở xây dựng các anh phải toàn lực ủng hộ. Triệu Quốc Đống một bên cẩn thận kiểm tra tiến độ đẩy mạnh xây dựng hành lang khoa học kỹ thuật Tỳ Bà Khê, một bên nhíu mày nói. Tôi thấy anh vẫn còn lưu lại sức. Thôi Hồng An cảm thấy mình gần như điên lên vì bị vị chủ tịch tỉnh này ép. Tập đoàn xây dựng An Nguyên thuộc sở xây dựng đã lao vào công trình xây dựng hành lang khoa học kỹ thuật Tỳ Bà Khê Miên Châu. Nhưng hạng mục khổng lồ như vậy há có thể do một mình tập đoàn xây dựng phụ trách được sao? Cái này cần tiền. Bối Thiết Lâm lấy lông gà làm lệnh tiến, không ngừng chạy quanh dục tiến độ, chắp tay dập đầu, thậm chí gọi cha cũng được. Nhưng vừa nói đến tiền thì Bối Thiết Lâm như lợn chết không sợ nước sôi. Tập đoàn xây dựng đã dồn mấy chục triệu vào nhưng bên Miên Châu thì sao? Đã nói tỷ lệ 37 nhưng đến bây giờ một đồng cũng chưa tới, Tổng Giám đốc tập đoàn xây dựng An Nguyên sắp nhảy lầu tới nơi. Cứ buổi sáng là đến văn phòng mình, còn kém cửa chảy nước mắt. Nhưng Chủ tịch Triệu còn nói chuyện giúp Miên Châu, đây là bất công. Chủ tịch tỉnh, cái này phải nói đúng lương tâm. Thôi Hồng An làm bí thư thị ủy nhiều năm nên không quá e ngại trước mặt Triệu Quốc Đống, nói chuyện cũng khá tùy tiện.
Nguyên Châu bọn họ có khó khăn nhưng cũng không thể khiến tập đoàn xây dựng đói bụng chứ. Bối Thiết Lâm nói chuyện thối lắm, mấy lời hứa của hắn như gió qua tai, không có tác dụng gì. Chủ tịch Tỉnh, có phải nên hỏi Nguyên Châu có nguyên nhân gì mà trèo kéo không? Bị Lăng Chính Dược đẩy sang làm giám đốc sở xây dựng, Thôi Hồng An biết con đường làm quan của mình đã tới chấm tròn, tuổi không buông tha người, ngồi ở vị trí này 3-4 năm thì muốn lên cấp phó tỉnh chỉ có thể là kiếp sau. Mà giám đốc sở xây dựng muốn có thể lên đại hội đại biểu nhân dân hoặc hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân tỉnh làm cấp phó thì ở An Nguyên cũng chưa có tiền lệ. Triệu Quốc Đống cũng nở nụ cười, hắn cũng biết bên sở xây dựng bị lão giả Bối Thiết Lâm lừa không ít. Đã nói rõ tỷ lệ đầu tư tài chính, Nguyên Châu lại chưa cấp một đồng, hoàn toàn dựa vào tập đoàn xây dựng An Nguyên. Tiến độ của tập đoàn xây dựng An Nguyên không chậm, trách nhiệm cũng là do bên Nguyên Châu. Nhưng Triệu Quốc Đống cũng giải thích được cho Nguyên Châu. Nguyên Châu không giấu giếm, trung tâm nghiên cứu khoa học cao cấp bên hành lang khoa học kỹ thuật Tỳ Bà Khê gần như do Ủy ban thành phố Nguyên Châu lấy tài chính đầu tư xây dựng. Đây là muốn được tổ khảo sát của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin tán thành, để cho Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin một lần nữa tán thành hạng mục này. Bọn họ gặp áp lực tài chính không nhỏ hơn tập đoàn xây dựng An Nguyên. Nếu như không phải trong tỉnh cấp một khoản tài chính cho Ủy ban thành phố Nguyên Châu, hơn nữa tỉnh cũng nghiêng chính sách. Tài chính khiến một vài ngân hàng mở miệng cho Nguyên Châu, có lẽ tiến độ xây dựng hành lang khoa học kỹ thuật Tỳ Bà Khê không nhanh như thế này, thậm chí vượt quá tiến độ ban đầu. Mọi nhà đều có khó khăn, đứng ở góc độ sở xây dựng thì tập đoàn xây dựng An Nguyên không chống đỡ nổi nên đương nhiên tìm đơn vị chủ quản là sở xây dựng. Thôi Hồng An đương nhiên không vui vẻ gì nên muốn mình là chủ tịch tỉnh ra mặt. Tôi biết khó xử của anh, nhưng câu nói đại cuộc là có ý gì? Anh cũng phải hiểu cho nỗi khó xử của tỉnh. Tài chính của tỉnh không dư giả gì, bên Nguyên Châu cũng đã trải qua giai đoạn khó khăn, lúc trước trên tỉnh khá cứng rắn cho nên bây giờ mới biến thành cảnh đi vào chỗ chết tìm cái sống. Chúng ta nếu không hoàn thiện xây dựng cơ sở vật chất thì bên Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin có lý do thoái thác. Thí điểm mang tính cả nước bọn họ có thể đẩy sang cho tiền nhiệm, vậy An Nguyên chúng ta có hại. Vì thế chúng ta lần này phải cắn chặt răng, thắt lưng quần cũng phải chống đỡ. Nếu như chúng ta làm được việc chúng ta cần làm mà Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin còn đùn đẩy, tôi sẽ trực tiếp tìm Trung ương lý luận. Thái độ rất thành khẩn của Triệu Quốc Đống làm Thôi Hồng An vốn muốn tỏ tư thế chống lệnh không tiện nói ra nữa. Hắn đương nhiên biết vì hạng mục này của Miên Châu khiến Triệu Quốc Đống và Lăng Chính Dược có tranh chấp. Lăng Chính Dược không hứng thú với hạng mục này, không hài lòng với việc tài chính tỉnh muốn ủng hộ sự phát triển của Miên Châu. Vì thế Triệu Quốc Đống gặp áp lực không hề nhỏ. Nếu như vẫn làm mà quốc gia lại buông tha cho hạng mục thí điểm này thì đó là đả kích không nhỏ với Triệu Quốc Đống. Vì thế hắn có thể giải thích cho thái độ của Triệu Quốc Đống nhưng mà... Bỏ đi chủ tịch tỉnh, tôi không nói nhiều, ngài có thể giải thích cho khó khăn của chúng tôi là được rồi. Tôi sẽ nghĩ biện pháp chẳng qua theo tiến độ xây dựng hiện nay tôi đoán sở xây dựng cùng lắm chỉ kéo được 2-3 tháng, đến lúc ấy mà không có tài chính rót vào thì tập đoàn xây dựng An Nguyên chỉ có thể phá sản. Thôi Hồng An thở dài một tiếng chuẩn bị đứng dậy nhưng như nghĩ ra gì đó nên nói. Đúng rồi chủ tịch tỉnh, ngoài ra tôi phải nhắc một việc. Ngài đừng nghĩ bên Miên Châu thảm hại quá. Hình như Miên Châu đã bắt đầu tiến hành chuyển giao đất của khu vực xây dựng hành lang khoa học kỹ thuật Tỳ Bà Khê, hơn nữa không kiêng nể tiến hành thu hút đầu tư ở các thành phố lớn trong cả nước. Tôi đoán sắp tới bọn họ sẽ tổ chức công khai đấu giá đất, khoản thu này không hề nhỏ. Điểm này mời chủ tịch tỉnh chú ý mới được. Đừng để hai tên Bối Thiết Lâm cùng Chu Cánh Sinh lừa chúng ta. Triệu Quốc Đống cười cười một tiếng, xem ra Thôi Hồng An này cũng thông tình đạt lý, mặc dù biết có nhân tố này nhưng không vì thế mà bấu chặt không buông, ngược lại đáp ứng yêu cầu của mình rồi mới nhắc nhở. Hồng An, chuyện này tôi đã hỏi qua bên Miên Châu, đúng là có nhưng hiệu quả thì chưa tiện nói. Tôi cũng lo kỳ vọng quá cao, kết quả thất vọng càng lớn, vì thế không dám ôm nhiều hy vọng. Anh có thể chống đỡ một lát cũng có thể giảm bớt áp lực cho tôi và Thiếu Bằng. Đương nhiên tôi cũng tính tới khó xử của các anh. Sau khi Thôi Hồng An rời đi, Triệu Quốc Đống cũng ngồi suy nghĩ một chút, chuyện này không thể có vấn đề, gần như là cuộc giao phong vi diệu giữa mình và Lăng Chính Dược trong lĩnh vực kinh tế. Mình coi trọng đủ loại chỗ tốt mà hành lang khoa học kỹ thuật Tỳ Bà Khê Miên Châu mang lại, dù chậm một chút nhưng càng kéo dài thì càng có tương lai phát triển. Mà hai hạng mục khí thiên nhiên bên Thông Thành không phải không tốt nhưng bởi vì tâm lý gấp gáp khiến người thao tác khinh thường, hai hạng mục này mà xuất hiện tình huống thì mang tới ảnh hưởng và tổn thất gần như không thể cứu vãn. Triệu Quốc Đống gọi điện cho Phó Tuyền,
nói chuyện vài câu rồi cũng mời đối phương an bài việc gặp mặt với tổ phụ trách thành lập Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin, bàn về hạng mục hành lang khoa học kỹ thuật tỷ bà Khê Miên Châu. Phó Tuyền hiện nay là một trong những người nằm ở tổ này, bởi vì việc thành lập Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin khiến công việc của một số bộ có thay đổi, một ít chức năng sẽ tiến hành điều chỉnh, trong đó cũng liên quan tới Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia. Vì thế các bộ liên quan đều cử một người tiến vào tổ phụ trách này. Triệu Quốc Đống mặc dù rời khỏi Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia nhưng vẫn duy trì quan hệ với một số lãnh đạo, nhất là Phó Tuyền. Đối phương cũng thường xuyên chủ động gọi điện thoại tới hỏi tình hình, điều này làm Triệu Quốc Đống rất cảm động. Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin chưa chính thức thành lập, nhưng Tư cũng muốn yêu cầu tổ phụ trách không thể dừng lại các công việc liên quan, phê bình việc tổ phụ trách buông lỏng các công việc liên quan. Vì thế thái độ của tổ phụ trách gần đây đã có biến hóa. Triệu Quốc Đống hy vọng mượn cơ hội này xúc tiến Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin có thể trọng điểm chú ý hạng mục ở An Nguyên, giảm bớt áp lực cho tỉnh. Phó Tuyền rất sảng khoái tiếp nhận nhiệm vụ này. Triệu Quốc Đống cũng hy vọng vào Bắc Kinh trước Đại hội Đảng 17 sắp tới, gặp một số lãnh đạo liên quan, có một số việc cần an bài sớm. Ví dụ như Trung Dược Quân làm Thường vụ Tỉnh ủy, Hứa Kiều làm Phó Chủ tịch tỉnh. Theo Đinh Sâm rời đi, Thường vụ Tỉnh ủy chỉ còn lại 12 vị. Điều này có nghĩa tỉnh ủy phải thêm một thường vụ. Triệu Quốc Đống hy vọng tại vấn đề này có thể có thu hoạch. Đương nhiên hắn cũng biết Lăng Chính Dược cũng nhìn chằm chằm vào vị trí này. Hắn hy vọng do Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh ủy phụ trách. Đây là một cuộc đấu. So sánh thì vấn đề Trương Hoành Vĩ làm phó chủ tịch sẽ không có bao biến hóa. Triệu Quốc Đống lúc gọi điện với Qua Tĩnh đã nhận được tin chính xác. Trung ương đã xác định Trương Hoành Vĩ được tuyển làm Phó Chủ tịch tỉnh trong hội nghị Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh. Về phần Hứa Kiều, bây giờ Trung ương đang cân nhắc. Cán bộ ngoài đảng làm tới cấp phó bộ trưởng không phải chuyện mới, từng tỉnh đều có thông lệ này. Triệu Quốc Đống hy vọng lần lên Bắc Kinh này có thể xác định xong hai việc đó, ít nhất phải có cách nói rõ ràng cho việc Trung Dược Quân làm thường vụ tỉnh ủy. Khó khăn của việc này cũng lớn hơn vấn đề của Hứa Kiều. Vấn đề này Triệu Quốc Đống từng cân nhắc ý đồ của Trung ương. Hắn cảm thấy Trung Dược Quân đã đủ điều kiện, mấu chốt là làm sao nắm bắt cơ hội để đột phá như mình năm đó. Quyển 19, chương 103. Gần đây có tin tức không tốt truyền tới, Ba Kiên Cường rất có thể rời khỏi An Nguyên lên làm quân đoàn trưởng quân đoàn tăng thiết giáp, đây là hợp với tâm nguyện của Ba Kiên Cường. Có lời đồn chính ủy quân khu tỉnh Hồ Vạn Sơn có thể muốn đảm nhiệm chức thường vụ tỉnh ủy. Mà Hồ Vạn Sơn lại có quan hệ mật thiết với Tề Hoa. Thế sự đúng là khó lường, Triệu Quốc Đống thấy mình tạo được quan hệ mật thiết với Tương Hữu Tuyền thì Ba Kiên Cường lại đi. Tuy nói Ba Kiên Cường ít tham gia hội nghị thường vụ nhưng chỉ cần có hắn thì chính là một sự ủng hộ. Quan trọng hơn khi hắn tham gia hội nghị thường vụ thì hắn nhất định sẽ đứng về phía mình. Bởi vì sự ủng hộ không điều kiện này nên Triệu Quốc Đống cảm thấy tầm quan trọng của Ba Kiên Cường. Mà bây giờ Ba Kiên Cường đi thì tình hình càng xấu thêm. Triệu Quốc Đống không hy vọng sự bất đồng trong công việc của mình với Lăng Chính Dược sẽ đưa ra rằng co trong hội nghị thường vụ, nhưng hắn không thể không đề phòng khả năng này xuất hiện. Thăng bằng và thỏa hiệp là biện pháp giải quyết vấn đề tốt nhất, nhưng nếu anh muốn hòa bình thì anh phải có thực lực chiến tranh. Anh không đánh được trên chiến trường thì không chiếm được gì trên bàn đàm phán. Trên chính trường cũng như vậy, anh không có lực lượng làm đối phương kiêng kỵ, đối phương có thắng lợi tuyệt đối thì sẽ không việc gì phải thăng bằng cùng thỏa hiệp. Bởi vì anh không đủ tư cách nói tới điều kiện. Chỉ khi đối phương ý thức mình không tuyệt đối nắm chắc, hoặc gì thắng cũng mang lại ảnh hưởng trái thì hắn mới có thể cân nhắc thỏa hiệp. Chính mình cùng Lăng Chính Dược trong công việc có quan điểm khác nhau. Trên thực tế khó nói ai đúng ai sai, từ góc độ phát triển thì thấy quan điểm của mình và Lăng Chính Dược đều không sai. Chẳng qua mình coi trọng lợi ích lâu dài, Lăng Chính Dược chú ý lợi ích trước mắt. Đây thoạt nhìn không có gì khác nhau hình như không có gì là lớn. Hai bên thỏa hiệp nên tạo thành chấm tròn. Nhưng Triệu Quốc Đống biết tình hình không đơn giản như vậy. Anh phải từ phương diện khác để phân tích sự khác biệt của hai bên, xem nhân tố khác nhau cơ bản là. Hơn nữa cũng phải xem hai bên có tin tưởng về chính trị của nhau hay không. Mặc dù là quan điểm rất phức tạp có điểm khác nhau cũng có thể thông qua trao đổi để tìm điểm chung. Mặc dù là độ tín nhiệm về chính trị không đủ cũng có thể ở điều kiện cùng chung lợi ích để đạt thành nhất trí. Nhưng nếu như hai người cùng tồn tại vấn đề như vậy sẽ gặp phải màn tranh đấu. Triệu Quốc Đống cũng rất bất đắc dĩ, mặc dù hắn không thích gì Lăng Chính Dược nhưng cũng muốn thông qua thỏa hiệp để thực hiện nhất trí trong mục tiêu chung. Chẳng qua làm hắn rất thất vọng chính là suy nghĩ này có vẻ rất xa vời.
hắn không thể không bị động đề phòng. Lưu Nhược Đồng giẫm trên sàn gỗ mà cảm giác rất lạ. Loại sàn gỗ có mấy chục năm lịch sử này bây giờ không thấy nhiều, công trình kiến trúc cổ xưa này được giấu trong những cây đại thụ càng lộ rõ địa vị khác lạ của công trình này. Cửa hai bên văn phòng đều tràn ngập cảm giác lịch sử, nếu như không có thảm trải ở bên thì không biết đi giày cao gót có thể mang lại cảm giác như là tiếng nhạc không. Lưu Nhược Đồng lên lầu cũng cảm nhận được ánh mắt khác thường của mọi người. Có thể làm thư ký Âu Dương tự mình dẫn đường đúng là quá ít. Hơn nữa Âu Dương có thái độ rất cung kính không thể không khiến người ở đây tò mò. Lưu tỷ, đây là văn phòng chủ tịch tỉnh, chủ tịch đang họp có thể phải nửa tiếng nữa mới xong. Âu Dương mở cửa mời Lưu Nhược Đồng vào. Không sao, tôi đợi ở đây một lát là được. Lưu Nhược Đồng cười cười. Âu Dương, cậu đi làm việc của mình đi. Văn phòng Triệu Quốc Đống không hề rộng như cô tưởng tượng, nhưng phù hợp phong cách đơn giản của hắn. Ghế sofa, bàn uống nước, cao ai cây, không có bức tranh gì cả. Đồ gỗ trong phòng không được sơn mới lại, vẫn duy trì nguyên dạng, Lưu Nhược Đồng khá thích điều này. Vậy sao được chứ, chị ngồi một chút. Chị muốn uống gì? Chủ tịch sau khi về An Nguyên thường uống trà Thanh Trâm Hoài Khánh, trà này rất thơm mát, không biết. Âu Dương biết Lưu Nhược Đồng có sở thích khác chồng, không thích uống trà xanh mà thích uống cà phê hoặc hồng trà. Ừ, cho tôi cốc cà phê. Lưu Nhược Đồng lắc đầu cười. Triệu Quốc Đống uống trà không có tính cố định, lúc thì trà Hoa Lâm, lúc thì trà Thanh Trâm, lúc Trúc Diệp Thanh, lúc thì Phổ Nhị. Nhưng cô không có thói quen này, sáng uống cà phê. Chiều uống hồng trà, tối không uống trà. Đây là thói quen nhiều năm của cô. Vâng, vừa lúc chủ tịch tỉnh có ít cà phê chuyên môn mang từ Nhật Bản về. Âu Dương gật đầu. Âu Dương, cảm ơn. Lưu Nhược Đồng rất có hảo cảm với Âu Dương. Quan hệ hai nhà đã vượt qua quan hệ giữa thư ký và lãnh đạo. Ở Bắc Kinh Quách Hiểu cũng đi dạo phố hai lần với Lưu Nhược Đồng. Quách Hiểu lâu như vậy sao không tới An Nguyên? Là không thích An Đô, cảm thấy đây là nông thôn à? Lưu tỷ, đâu có chuyện đó. Quách Hiểu cũng đã tới vài lần, giá vé máy bay không rẻ, qua lại một chuyến cũng mất 2.000. Từ An Đô lên Bắc Kinh ít có vé giảm giá, ngược lại bay tới Ninh Lăng hoặc là Miên Châu thì rẻ hơn một chút. Chẳng qua Miên Châu cùng Ninh Lăng cách An Đô không gần. Miên Châu cách An Đô 150 km, Ninh Lăng cách 300 km, xuống máy bay lại đi xe thì đúng là quá mệt mỏi. Âu Dương Cẩm Hoa cũng có chút tiếc nuối. Quách Hiểu trên cơ bản muốn hàng tháng bay tới một lần nhưng giá vé đúng là đắt. Nếu người khác làm thư ký chủ tịch tỉnh thì hàng tháng mất 2.000 tiền vé máy bay không đáng gì, chỉ cần mở miệng nói là bao người cướp đoạt tặng vé. Nhưng Âu Dương biết tính cách của Triệu Quốc Đống, hơn nữa hắn cũng biết mình nhất định sẽ tiến thêm trong quan trường, nhất định phải giữ cửa kinh tế thật tốt. Cho nên khi trưởng ban thư ký tự hỏi hắn có cần giải quyết vấn đề chi phí không, hắn cắn chặt răng không nói cần giải quyết bất cứ vấn đề gì. Quách Hiểu cũng từng suy nghĩ có nên điều tới An Nguyên không, muốn vào một đơn vị tốt ở An Đô là không phải vấn đề khó khăn. Nhưng chủ yếu là nhà Quách Hiểu kiên quyết phản đối, cho rằng hộ khẩu Bắc Kinh rất đáng giá, có ai ngu mà không cần hộ khẩu Bắc Kinh, tới tỉnh ngoài chứ. Hơn nữa công việc của Quách Hiểu bây giờ không kém, dù là chia cách nhau ở hai nơi cũng phải cắn răng chịu đựng. Quách gia vẫn có chủ ý hy vọng Âu Dương kiếm được cấp bậc ở An Nguyên. Nếu như Triệu Quốc Đống có tiền đồ xa rộng như nhiều người nghĩ thì có lẽ mấy năm sau sẽ về Bắc Kinh nhận chức, đến lúc ấy Âu Dương cũng có thể về lại Bắc Kinh, thành người Bắc Kinh. Ừ, Miên Châu cùng Ninh Lăng đúng là cách khá xa An Đô, địa bàn An Nguyên đúng là rất rộng. Lưu Nhược Đồng cũng hiểu điều này. Lúc Triệu Quốc Đống công tác ở Ninh Lăng, cô cũng tới, chẳng qua khi đó phải bay tới An Đô, sau đó đi xe tới Ninh Lăng, mất mấy tiếng trên đường. Mít Quách Hiểu là đau lòng chút tiền mà thôi. Bao giờ thì kết hôn? Lưu Nhược Đồng thấy Âu Dương không có ý rời đi, biết đối phương không tiện đi nên ra hiệu đối phương ngồi xuống. Bọn em vẫn chưa tính tới, chẳng qua năm nay chắc không được, cuối năm nhiều chuyện, cố gắng nửa đầu sang năm. Âu Dương đây là nói thật, nếu Triệu Quốc Đống không về An Nguyên thì bọn họ định cuối năm nay tổ chức. Nhưng cuối năm nay Triệu Quốc Đống gặp đợt tuyển cử, tuy nói chỉ là trình tự nhưng vẫn phải qua. Hắn làm thư ký nên có nhiều tài liệu cần chuẩn bị. Ngoài ra cũng còn rất nhiều chuyện mà bây giờ chưa tính tới được, vì thế hắn không thể suy nghĩ việc kia. Đều là do Quốc Đống chỉ hoãn chuyện của hai người, đến lúc ấy tôi sẽ bảo Quốc Đống cho cậu nghỉ một thời gian bù lại. Lưu Nhược Đồng nở nụ cười. Lưu tỷ, chủ tịch đúng là rất bận, phải quan tâm nhiều việc. Hơn nữa chủ tịch rời khỏi An Nguyên đã 2 năm, nhiều tình hình có chút thay đổi,
không thể không nắm chắc thời gian để thích ứng. Âu Dương nói, cũng may chủ tịch vẫn còn trụ cột ở đây, bây giờ về cơ bản đã vào quỹ đạo. Quyển 19, chương 104. Triệu Quốc Đống họp xong về văn phòng thì Lưu Nhược Đồng và Âu Dương Cẩm Hoa đang nói chuyện khá vui vẻ. Âu Dương Cẩm Hoa mơ hồ biết quan hệ vợ chồng của sếp có chuyện, nhưng hắn không suy nghĩ ra có chuyện ở đâu. Hắn chỉ cảm thấy vợ chồng sếp thiếu điểm thân mật như vợ chồng bình thường, chẳng lẽ lãnh đạo là như vậy? Âu Dương Cẩm Hoa lại thấy không giống, hơn nữa cuộc sống riêng của sếp vẫn rất bí ẩn. Mặc dù mấy tháng nay sếp toàn ở Thủy Tỉnh Hạng hoặc sang nhà bố mẹ ở, nhưng Âu Dương Cẩm Hoa mơ hồ cảm thấy có mấy lần sếp hình như không về chỗ bố mẹ, đây chỉ là trực giác của hắn. Âu Dương Cẩm Hoa không quá tin vào trực giác cho nên cần cẩn thận quan sát. Hắn phát hiện một tuần sếp về nhà bố mẹ 1-2 ngày, nhưng trong 1-2 ngày đó sẽ có một ngày không về. Điều này từ trạng thái tinh thần và quần áo của sếp trong ngày hôm sau là có thể nhìn ra. Nếu như trạng thái tinh thần tốt, quần áo chỉnh tề, như vậy Âu Dương Cẩm Hoa cảm thấy khả năng sếp ở nhà bố mẹ là rất nhỏ. Mà ăn mặc tùy ý, trạng thái tinh thần bình thường thì là về nhà bố mẹ. Đương nhiên đây chỉ là phỏng đoán của hắn. Lái xe Bành Trường Quý là người nắm rõ hành tung của Triệu Quốc Đống nhất, nhưng Bành Trường Quý rất kín miệng, không bao giờ nói với ai mình đi đâu đón sếp, nói chuyện với người khác cũng ít. Nghe nói hắn ngồi với đồng nghiệp ban lái xe cũng không bao giờ nhắc chuyện của sếp. Bảo sao sếp muốn kéo Bành Trường Quý từ Ninh Lăng lên tỉnh. Âu Dương Cẩm Hoa cũng từng có chút lo lắng nhưng rất nhanh hắn cảm thấy mình lo hão. Cuộc sống cá nhân của sếp không phải điều người ngoài có thể quan tâm, ở chuyện này tốt nhất hắn nên quên. Về phần quan hệ giữa Lưu Nhược Đồng và sếp, Âu Dương Cẩm Hoa cảm thấy bọn họ hình như thỏa mãn với hiện tại, cũng không thấy có gì không đúng. Cặp vợ chồng này đúng là lạ. Thực ra Âu Dương Cẩm Hoa quan sát khá cẩn thận, thậm chí Triệu Quốc Đống cũng biết cuộc sống riêng của mình nếu có thể che giấu mọi người nhưng không giấu được một số người. Ví dụ như Bành Trường Quý và Âu Dương Cẩm Hoa, đương nhiên còn có Lưu Nhược Đồng. Bành Trường Quý không nói, Triệu Quốc Đống tuyệt đối tin tưởng. Âu Dương Cẩm Hoa là người khôn khéo chỉ sợ đã nhận ra điểm khác thường. Nhưng Âu Dương Cẩm Hoa sẽ lý trí coi như không thấy hoặc giúp mình giấu vài sơ hở. Sự thật chứng minh Âu Dương Cẩm Hoa đã làm như vậy. Về phần Lưu Nhược Đồng, đây không phải việc gì mới. Mấy năm trước Triệu Quốc Đống và Lưu Nhược Đồng đã thành thỏa thuận, hắn tin Lưu Nhược Đồng biết mình có người phụ nữ ở bên ngoài, chẳng qua về sau khi quan hệ giữa hắn và cô thoát khỏi quỹ đạo dự định. Lưu Nhược Đồng lúc này suy nghĩ như thế nào thì Triệu Quốc Đống cũng không xác định được. Triệu Quốc Đống cảm thấy mình coi như là rất cẩn thận. Mấy tháng qua hắn mang theo đuôi làm người, mấy thứ tâm tư đều chỉ có thể kìm nén lại. Chẳng qua về lâu như vậy nếu như chặt đứt tình cảm thì Triệu Quốc Đống không làm được, chỉ có thể giảm mạo hiểm mà thôi. Có đôi khi Triệu Quốc Đống cũng suy nghĩ mình có phải cân nhắc cuộc sống riêng hay không. Lúc còn trẻ không để ý, mà đúng là không có bao người chú ý mình. Nhưng bây giờ thì khác, mình là chủ tịch tỉnh An Nguyên, có thể nói đi đến đâu cũng có người nhận ra. Ở An Nguyên nếu không cẩn thận hóa trang thì về cơ bản không có chỗ trốn. Ở tình huống này nếu vì quan hệ nam nữ mà ảnh hưởng đến tiền đồ thì có lẽ ngoài đối thủ ra thì không ai muốn thấy. Mình phụ kỳ vọng của Tư, thẹn với những người ủng hộ mình. Cho nên Triệu Quốc Đống không thể không cẩn thận, hắn thả đồng ý áp lực, kìm nén chứ không muốn mạo hiểm, hắn tin mấy người La Băng, Từ Xuân Nhạn hiểu cho hắn. Về An Nguyên lâu như vậy, hắn chỉ có thể như kẻ trộm đi tới vài ngày. Chỗ Từ Xuân Nhạn chỉ có thể tới hai lần nhưng có một lần là buổi trưa, chính thức qua đêm chỉ có một lần. Triệu Quốc Đống không biết mình nên đối mặt với mấy vấn đề này như thế nào. Mà bây giờ hắn cũng không có bao tâm trí mà suy nghĩ. Việc cấp bách bây giờ là đứng vững ở An Nguyên, không chỉ vậy còn phải từng bước biến ý nguyện của hắn thành sự thật, áp dụng tư tưởng của hắn. Thấy Âu Dương Cẩm Hoa bưng trà tới rồi rời đi. Triệu Quốc Đống lúc này mới bình tĩnh ngồi xuống cười nói. Em thấy bên này thế nào? Không có cảm giác gì lạ, chỉ là tòa nhà này có hơi thở lịch sử và phong cách văn phòng làm em rất thích, cảm giác rất thoải mái, có chút làm cho người cảm thấy quay về 40, 50 năm trước. Còn có hàng cây kia thật sự là phù hợp với tòa nhà này. Lưu Nhược Đồng chống tay vào tay vịn, bàn tay chống cằm, người hơi lệch ra. Ồ, không ngờ em lại đánh giá cao nơi này như vậy. Xem ra em thích phong cách Liên Xô. Triệu Quốc Đống nở nụ cười. Em thích những thứ thật sự đẹp, ghét thứ ngụy trang. Vẫn là như vậy, Lưu Nhược Đồng có lẽ cả đời vẫn duy trì phong cách gây sự, có lẽ cô cảm thấy đây là cách hấp dẫn của mình.
Lưu Nhược Đồng đến cũng là nhắc nhở hắn nhà ở Bắc Kinh mới là nhà chính thức, dù hắn muốn thoát như thế nào cũng không thể. Triệu Quốc Đống cười cười không tiếp tục phát biểu ở vấn đề này. Đấu khẩu với Lưu Nhược Đồng là không sáng suốt, hơn nữa còn là người phụ nữ thông minh như vậy, hắn biết rõ về cô. Em ở Bắc Kinh vẫn tốt chứ? Cũng vẫn như vậy, nghe Âu Dương nói anh rất bận. Lưu Nhược Đồng không dây dưa nhiều. Ồ, nói như thế nào nhỉ, xem như là bận bình thường. Anh đoán mấy năm sau mình sẽ ở trạng thái này. Ngồi trên vị trí này nên phải làm việc, phải làm tốt, vậy cần nỗ lực nhiều hơn. Triệu Quốc Đống rất tự nhiên. Kết hợp làm việc và nghỉ ngơi, không nên chú ý tất cả. An Nguyên mấy năm qua phát triển mặc dù không quá ổn định nhưng vẫn duy trì vị trí cơ bản trong cả nước. Có phải do hai tỉnh dự, ký đuổi theo nên anh thấy áp lực nặng nề. Lưu Nhược Đồng nhếch môi nở nụ cười giống như nói chuyện với bạn bè bình thường. Ừ, nói không có áp lực là không thể. Tốc độ phát triển của tỉnh dự rất nhanh, về nhiều khía cạnh thì có điều kiện tương tự An Nguyên, vì thế coi như cùng xuất phát điểm. Nếu bị tỉnh dự bỏ lại phía sau thì nhiều người trong tỉnh sẽ thấy mất mặt. Triệu Quốc Đống khẽ cười nói. Đây là vấn đề tâm lý, là vấn đề thể diện. Lăng Chính Dược càng chú trọng điểm này, có lẽ cảm thấy trong thời gian mình làm bí thư thì hy vọng kinh tế An Nguyên đột nhiên tăng mạnh, tốt nhất có thể vượt quá tỉnh Chiết. Cái này sợ là rất khó khăn. Kinh tế tỉnh Chiết rất tích cực, nhiều nơi ở y lại khá phong bế, mặc dù về tài nguyên thiên nhiên và tài nguyên nhân lực thì hơn xa tỉnh Chiết nhưng quan niệm tư tưởng lại có động lực hơn. Trừ khi mấy năm tới An Nguyên có thể có vài nơi như Ninh Lăng. Lưu Nhược Đồng thoáng hiện nụ cười trong mắt. Nhưng anh bây giờ có thể làm được không? Không thể. Triệu Quốc Đống thản nhiên nói. Anh bây giờ chỉ có thể tạo trụ cột, muốn từ hệ thống để tạo thay đổi. Anh muốn từ lượng biến đến chất biến, như vậy sẽ có một chút cơ hội. Ồ, xem ra anh đã chuẩn bị tâm lý để đánh trận này. Lưu Nhược Đồng đột nhiên thấy rất vui mừng, Triệu Quốc Đống cũng không phải là thoáng cái muốn làm lớn như nhiều người nghĩ. Hắn mới là chủ tịch tỉnh, hắn muốn ở các vấn đề khác nhau, trường hợp khác nhau để thể hiện tài hoa của mình, làm cho người khác từng bước tán thành hắn, từng bước tích lũy uy tín của hắn, cuối cùng thực hiện nguyện vọng của mình. Biểu hiện của hắn làm cô rất hài lòng. Không chuẩn bị tâm lý và kiên nhẫn được sao? Triệu Quốc Đống nở nụ cười. Sao, có người lo lắng về anh ư? Có phải là nghe được gì đó không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Quyển 19, chương 105. Giữa hai vợ chồng không có ngăn cách quá lớn, giống như khoảng cách về không gian ngược lại làm quan hệ hai người mật thiết trở lại. Cảm giác này Triệu Quốc Đống và Lưu Nhược Đồng đều nhận thấy. Triệu Quốc Đống phải thừa nhận Lưu Nhược Đồng đến lần này làm ngăn cách giữa hai bên thoáng cái giảm đi nhiều. Lịch làm việc của Triệu Quốc Đống gần như kín đặc, từ buổi sáng tới trưa, đến tối, thậm chí tối cũng không thể không tham gia một ít hoạt động. Có thể dành cho hắn chỉ là thời gian ngủ, đương nhiên cũng bao gồm vài an bài khác vào buổi tối. Cũng may hôm nay là tối không có lịch gì. Triệu Quốc Đống về đến Thủy Tỉnh Hãng phát hiện căn nhà của mình như thay đổi hẳn. Lưu Nhược Đồng thích dọn dẹp, không muốn thấy trong nhà bừa bộn. Tuy nói có Âu Dương Cẩm Hoa cùng Lô Dã nhưng ba người đàn ông ở một căn biệt thự thì đúng là ít dọn dẹp. Anh phải mời nhân viên vệ sinh mới được đảm bảo dọn mỗi ngày. Em nghĩ văn phòng ủy ban sẽ chi trả được chứ? Một nơi ở gọn gàng sạch sẽ cũng khiến tâm trạng thoải mái, xem ra anh không ý thức được điểm này. Lưu Nhược Đồng đang quét đám lá trúc khô trong sân. Ồ, đây chẳng qua chỉ là nơi ở tạm cho nên cũng không nghĩ quá nhiều. Triệu Quốc Đống gãi đầu. Ở tạm, Triệu Quốc Đống, anh cảm thấy 3 tới 5 năm là anh sẽ rời khỏi vị trí này. Hay anh hy vọng 2 năm là đi? Lưu Nhược Đồng hỏi lại một câu. Nếu như tỷ lệ không lớn thì em đề nghị anh nên dọn dẹp căn nhà này, không cần bài biện phức tạp, tân trang một chút là được. Anh có thể làm phiền em sao? Mấy việc này anh mời bên phụ trách của văn phòng tới làm là được. Triệu Quốc Đống cũng thấy có lý. Mình có lẽ còn chưa quen với cương vị mới. Mình ở Điền Nam 1 năm, ở Bắc Kinh 1 năm, ở đó có nhà của mình. Nhưng ở An Nguyên do hay về chỗ bố mẹ, cũng có thể tới chỗ Tiểu Âu cùng La Băng, hơn nữa Âu Dương và Lô Dã cũng ở đây nên khó làm hắn có cảm giác đây là nhà. Nhưng Lưu Nhược Đồng nói có lý, trong thời gian ngắn mình không thể rời khỏi An Nguyên, như vậy mình cần phải chú ý một chút về nơi ở. Nếu không người khác tới thăm viếng mà thấy bừa bộn thì chỉ sợ phản tác dụng. Anh đúng là biết theo chiều nước. Lưu Nhược Đồng không từ chối nhiệm vụ này, dù sao về sau đây là nơi cô sẽ ở khi tới y,
ít nhất cũng đại biểu cho hình tượng của cô. 9 giờ 30, rất đúng giờ có người tới thăm. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng, mặc dù mình đã ở nhiều trường hợp ẩn ý nói không thích có người tới nhà, chuyện công việc tốt nhất đến văn phòng nói chuyện, nhưng vẫn có người cho rằng đó là chuyện của người khác. Nhưng có những người khách tới làm Triệu Quốc Đống vui vẻ, ví dụ như hôm nay. Phượng Minh, đây là lần đầu anh tới nhà tôi sau khi tôi về An Nguyên đó nhỉ? Triệu Quốc Đống giơ tay mời Tiêu Phượng Minh vào, hắn liếc nhìn phía sau còn có người. Ồ, Nhạc tỷ, đúng là hiếm có, tôi lần đầu thấy chị cùng ra ngoài với Phượng Minh đó. Lúc ở Ninh Lăng cũng không thấy chị đi theo Phượng Minh, sao hôm nay lại có thời gian ra ngoài thế? Vợ Tiêu Phượng Minh họ Nhạc, là bác sĩ phẫu thuật hàng đầu của Bệnh viện Thị xã Ninh Lăng, danh tiếng nổi khắp vùng An Đông, bệnh viện tỉnh cũng muốn kéo lên nhưng có lẽ do chị ta thấy chồng vẫn làm ở Ninh Lăng nên không đi. Ha ha, chủ tịch, nghe nói Tiểu Lưu cũng tới. Vì thế chúng tôi tới thăm chủ tịch. Tiêu Phượng Minh rất tự nhiên cười nói. Được, ý của anh là nếu Tiểu Lưu không đến thì anh và Nhạc tỷ sẽ không định tới chỗ tôi. Triệu Quốc Đống trừng mắt nhìn Tiêu Phượng Minh sau đó xoay người gọi. Nhược Đồng, có khách tới. Lưu Nhược Đồng trang điểm khá nhạt rất giống như người phụ nữ chăm lo cho gia đình. Cô biết Tiêu Phượng Minh, đã cùng ăn cơm mấy lần. Vợ Tiêu Phượng Minh mặc dù cô không biết nhưng có thể đi cùng Tiêu Phượng Minh tới đây thì không thể nào là họ hàng rồi. Lưu Nhược Đồng rất biết ý mời vợ Tiêu Phượng Minh sang phòng khác. Cô biết Triệu Quốc Đống không quá thích tiếp khách ở nhà nhưng Tiêu Phượng Minh không nằm trong nhóm đó. Triệu Quốc Đống nhất định có nhiều chuyện cần nói với Tiêu Phượng Minh. Tình hình Ninh Lăng vẫn ổn chứ? Tôi không phải nói về số liệu, tôi nói là cảm giác của các anh. Triệu Quốc Đống thổi cốc trà. Ừ, chúng tôi cảm thấy vẫn được, đương nhiên có được hay không lại do người khác quyết định. Tiêu Phượng Minh giảo hoạt chớp chớp mắt. Sao, còn định vòng vo với tôi ư? Hay là chính mình không tự tin? Triệu Quốc Đống ra vẻ tức giận. Hắc hắc, chủ tịch, so sánh với Thông Thành, Nguyên Châu thì Ninh Lăng năm nay hình như đang co rút lại, nhiều người không phải đang nhìn sao. Cảm thấy ngài vừa đi là Ninh Lăng xuống dốc, tốc độ tăng trưởng không ngừng giảm, không còn khí thế hổ Ninh Lăng nữa. Không phải có người nói hợp lý điều chỉnh là bình thường, nhưng cũng có tốc độ, không thể để ngủ ngon trên vinh quang sao. Tiêu Phượng Minh khẽ cười nói. Vì thế tôi và Bí Thư Dược Quân đã dự tính trước, bây giờ cũng không thể thẳng lưng được. Triệu Quốc Đống đương nhiên biết Tiêu Phượng Minh đang nói tới vấn đề gì. Đây là quan điểm của Lăng Chính Dược, không có nghĩa là quan điểm của cả tỉnh ủy. Phượng Minh, bao lâu không gặp mà tôi thấy anh chuyển sang oán trời trách đất vậy. Triệu Quốc Đống không cho là đúng. Lãnh đạo có cái nhìn của mình, đương nhiên không nhất định là hoàn toàn chính xác. Chúng ta không thể vì nguyên nhân này nói kia. Tiêu Phượng Minh hơi nóng mặt, Triệu Quốc Đống ít khi dùng giọng điệu này nói chuyện cùng hắn. Hắn đúng là có chút không cam lòng việc Lăng Chính Dược ở vài vấn đề nhắc nhở Ninh Lăng. Biểu hiện năm nay của Ninh Lăng không quá kém. Mặc dù nhìn qua không được như Thông Thành cùng Miên Châu nhưng vẫn phát triển theo định hướng của thị ủy, ủy ban, đây là điều Tiêu Phượng Minh rất tự hào. Chủ tịch, có một số người thích đeo kính đánh giá Ninh Lăng chúng tôi. Thành tích của Ninh Lăng thì bọn họ không nhìn, nhưng luôn thích dùng mấy thế mạnh của nơi khác so sánh với Ninh Lăng. Thước có cái ngắn cái dài, đánh giá không công bằng như vậy sao người ta có thể phục? Tiêu Phượng Minh tức giận nói. Tôi biết các anh không thoải mái. Chẳng qua tôi thấy đây là việc tốt. Có thể để cho người khác vô thức cảm thấy các hạng mục công việc của Ninh Lăng đều phải đứng đầu, vinh quang này lớn đến như thế nào. Trước đây chỉ An Đô có vinh quang này, bao giờ tới lượt Ninh Lăng. Bây giờ lãnh đạo tỉnh nói chuyện đến hạng mục công việc gì đều vô thức cảm thấy Ninh Lăng có thể làm tốt nhất không, nếu không phải thì sẽ hỏi tại sao Ninh Lăng không làm được như vậy. Đây cũng là một loại tán thành. Nghe Triệu Quốc Đống nói như vậy, Tiêu Phượng Minh cũng có chút tự hào. Chủ tịch. Chúng tôi không dám mỗi công việc Ninh Lăng đều có thể làm tốt nhất, nhưng tôi có thể nói công việc quan trọng thì Ninh Lăng làm rất tốt. Phượng Minh, Bí Thư Lăng có thể ở vài vấn đề có cái nhìn khác, đó là rất bình thường. Đứng ở góc độ của hắn, ở vị trí của hắn, hắn sẽ có suy nghĩ khác. Ví dụ như vấn đề phát triển của Ninh Lăng, hắn hy vọng tốc độ phát triển của Ninh Lăng nhanh hơn nữa, giống như 2 năm trước. Hắn cho rằng Ninh Lăng có thể làm được, mà các anh... Cũng kể cả tôi lại cho rằng tốc độ hiện nay là thích hợp nhất, mới là duy trì liên tục, có thể làm cho Ninh Lăng trở về xu thế phát triển bình thường. Triệu Quốc Đống cẩn thận suy nghĩ rồi nói. Hắn không đồng ý với quan điểm của Lăng Chính Dược.
Thậm chí hắn cho rằng Lăng Chính Dược có thành kiến vì bộ máy Ninh Lăng có dấu ấn quá sâu của mình. Nhưng trước mặt Tiêu Phượng Minh, hắn không thể nói như vậy. Đây chính là vấn đề đạo đức chính trị, việc hủy bỏ công lao của nhau chưa bao giờ được đánh giá tốt. Anh có thể có ý kiến khác nhưng phải dùng cách quang minh chính đại. Ở tình huống này chúng ta làm như thế nào để tìm được cái chung, được lãnh đạo cấp trên tán thành? Tôi cho rằng thị ủy, ủy ban Ninh Lăng có thể giải quyết được vấn đề này. Quyển 19, chương 106. Triệu Quốc Đống nói làm Tiêu Phượng Minh rất chấn động. Hắn vẫn nghĩ Triệu Quốc Đống sẽ rõ ràng ủng hộ Ninh Lăng, hoặc tuy không tiện xung đột trực diện với Lăng Chính Dược nhưng cũng có thể phát biểu ý ủng hộ trong vài trường hợp, nhưng hắn thật không ngờ Triệu Quốc Đống dùng lời nói như vậy nhắc nhở mình. Tiêu Phượng Minh rơi vào dòng suy nghĩ. 3 phút sau Tiêu Phượng Minh mới từ từ tiêu hóa được những gì mà Triệu Quốc Đống nói. Triệu Quốc Đống đã không còn là bí thư thị ủy, thậm chí không phải thường vụ tỉnh ủy kiêm bí thư thị ủy Ninh Lăng. Góc độ của Triệu Quốc Đống cao hơn, thấy vấn đề xa hơn, rộng hơn nhiều so với vị trí bí thư thị ủy. Ninh Lăng nếu muốn xác lập vị trí đứng đầu, bộ máy Ninh Lăng nếu muốn tạo ra phong phạm hoàn toàn khác với nơi khác, như vậy phải khác người bình thường, đó chính là phải tạo ra thành tích đột xuất trong công việc. Chỉ có như vậy mới đảm bảo Ninh Lăng có sức sống, duy trì phát triển lâu dài, liên tục, mới không bị các nơi khác đuổi kịp, vượt qua. Làm lãnh đạo chủ yếu của thị xã Ninh Lăng, anh cũng cần phải làm ra thành tích khác biệt, cũng cần lấy ra khí thế và phong cách khác biệt, anh mới không phụ kỳ vọng của lãnh đạo cấp trên với anh. Anh phải làm cho lãnh đạo cấp trên hoàn toàn thừa nhận Ninh Lăng thì anh mới có thể tiến thêm một bước. Chủ tịch, tôi đã hiểu. Im lặng 5 phút. Tiêu Phượng Minh lúc này mới gật đầu nói. Thật sự hiểu hay là trong lòng còn không phục? Triệu Quốc Đống nhìn đối phương, lạnh nhạt nói. Hiểu thật. Tiêu Phượng Minh có chút xấu hổ nói. Được, hiểu là tốt. Sau khi về anh nói với Dược Quân, thu lại tâm trạng buồn phiền, táo bạo, đừng có làm ra vẻ oan ức, nghĩ rằng người khác đều là ngu không nhìn ra sao. Muốn lên cấp phó tỉnh mà chút uất ức này không nhịn được sao? Nghĩ rằng mũ quan đảng Cộng sản dễ đội như vậy sao? Triệu Quốc Đống bắt đầu lạnh giọng nói. Tôi không nói nhiều, Ninh Lăng cần có con đường và phong cách của mình. Thị ủy, ủy ban nếu nhận định thì phải kiên định tiến hành, phát triển là chủ lưu, dân sinh là căn bản, làm cho dân chúng hài lòng, xây dựng Ninh Lăng làm thành phố hạnh phúc, đây là trách nhiệm của các anh. Các anh cũng có năng lực làm được điểm này. Xe tiến vào cao tốc An Tương, người vợ rất hiếm khi thấy chồng mình có vẻ giật mình, mơ hồ. Ánh sáng trong xe khá tối nhưng cô vẫn phát hiện chồng mình nhìn chằm chằm về phía trước nhưng tinh thần đã sớm bay ra ngoài, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm gì đó. Sao vậy anh, không sao chứ? Người vợ quan tâm hỏi. Ừ, không có gì, chỉ là hiểu được một chút. Tiêu Phượng Minh như tỉnh lại sau khi đi vào cõi thần tiên. Hắn cười cười tự giễu. Chủ tịch tỉnh có thể làm chủ tịch tỉnh đúng là có điểm phi phàm. Anh vẫn dùng ánh mắt cũ nhìn người, vẫn còn một chút tâm tư. Không ngờ chủ tịch đã sớm nhảy ra khỏi khuôn mẫu cũ. Nếu như anh còn không đề cao tư tưởng, giác ngộ chính trị của mình thì đúng là thẹn với vị trí bây giờ. Nghe Tiêu Phượng Minh nói câu không đầu không đuôi như vậy, người vợ có chút lo lắng nhìn. Chủ tịch tỉnh phê bình anh ư? Ừ, xem như vậy. Chủ tịch tỉnh quá giỏi nhìn người, chút tâm tư của anh không giấu được chủ tịch. Anh cảm thấy trình độ của chủ tịch bây giờ là rất cao. Hôm nay coi như đã học hỏi được chẳng qua làm cho anh thấy được con đường phát triển, thấy được nên làm như thế nào. Tiêu Phượng Minh lộ ra vẻ hiểu biết. Chẳng qua cũng coi như là một lời hứa cho Dược Quân. Người vợ mặc dù không quá quan tâm chuyện của chồng nhưng thời gian dài thấy nhiều chuyện nên biết chồng mình và bí thư thị ủy chung Dược Quân gần như là cùng lên, cùng xuống. Tiêu Phượng Minh nói như vậy, cô đoán ra một chút. Lái xe là người tâm phúc của chồng nhưng người vợ vẫn nhỏ giọng nói. Có phải là chuyện bí thư Dược Quân vào thường vụ có cơ sở? Ừ, chắc là có cửa, kéo dài lâu như vậy cũng nên có câu trả lời rõ ràng. Chẳng qua chủ tịch tỉnh nói rất khéo, chủ tịch không phải người thích nói ra trước khi có công bố. Chẳng qua có tin này thì anh cũng thấy an tâm. Tiêu Phượng Minh nở nụ cười, có thể được lãnh đạo phê bình là tốt, chỉ sợ anh không có tư cách để lãnh đạo phê bình. Người vợ lặng lẽ gật đầu. Mặc dù không biết chung Dược Quân vào thường vụ tỉnh ủy có tác dụng gì với chồng mình, nhưng cô cảm thấy Tiêu Phượng Minh rất chú ý việc này. Chẳng qua mấy thứ ở chính trị nghĩ tới là đau đầu, người ngoài rất khó cân nhắc vấn đề trong đó. Ngay lúc hai vợ chồng Tiêu Phượng Minh trở về Ninh Lăng, trong triệu phủ ở Thủy Tỉnh Hạng, nam nữ chủ nhân đang ngồi dưới đèn thảo luận.
Em thấy lúc thị trưởng Tiêu đi có chút hoảng hốt, anh phê bình hắn sao? Công việc Ninh Lăng làm không tốt ư? Đèn bàn khá tối nhưng đủ để hai người ngồi gần quan sát được vẻ mặt của đối phương. Không thể không phê bình, chẳng qua không phải công việc không có làm tốt mà là làm tốt lại thành không sờ được mông hổ, không ai có thể đụng vào, nếu không chính là cảm thấy đầy u oán. Làm lãnh đạo đến cấp này là không có lòng dạ, trầm ổn thì còn làm lãnh đạo gì chứ? Triệu Quốc Đống lạnh nhạt nói. Làm lãnh đạo vừa phải có bản lĩnh nhìn nhận sự việc, cũng phải đi trên tấm băng mỏng. Lưu Nhược Đồng khẽ nở nụ cười. Cô có thể nghe ra Triệu Quốc Đống có chút không hài lòng với cán bộ Ninh Lăng. Hắn có tình cảm rất sâu với Ninh Lăng. Trung Dược Quân và Tiêu Phượng Minh là tay phải, tay trái của hắn lúc ở Ninh Lăng. Bây giờ hắn đang lo nghĩ việc để Trung Dược Quân vào thường vụ tỉnh ủy. Vậy ý của anh là chỉ cần có trầm ổn là có thể tiến vào cấp phó tỉnh ư? Lưu Nhược Đồng cười nói. Triệu Quốc Đống nghe ra ý châm chọc trong giọng của vợ, hắn liếc nhìn đối phương. Chỉ mong Trung Dược Quân và Tiêu Phượng Minh không nghe nhầm như em. Ồ, chỉ là nhắc bọn họ lúc nào cũng cần phải duy trì tỉnh táo, không nên quá công lợi. Làm tốt thì quần chúng nhân dân thấy, lãnh đạo cấp trên thấy, không nên cảm thấy bị một hai người phê bình là rất tức giận, tâm trạng này chứng minh bản thân bọn họ không đủ tư cách. Vậy ư, thật sự là em hiểu lầm ư? Lưu Nhược Đồng dịu dàng cười. Vậy thì tốt quá, chẳng qua em nghĩ thị trưởng Tiêu nhất định không hiểu lầm. Triệu Quốc Đống đấu khẩu với Lưu Nhược Đồng toàn thua. Sự thông minh, nhạy bén của Lưu Nhược Đồng, hắn sớm được lĩnh giáo. Mặc dù cô không quá hứng thú với chính trị nhưng đó là trước đây, bây giờ cô đang rất tự nhiên dung nhập vào cuộc sống của hắn. Mặc dù là thời gian trước hai người có chút vấn đề nhưng không làm cô bớt hứng thú với phương diện này. Công việc Ninh Lăng thực ra làm rất tốt, nhưng chưa chắc phù hợp khẩu vị một số người. Một số người mốm hạng mục lớn, động tác lớn, cho rằng như vậy mới là mấu chốt thúc đẩy kinh tế phát triển, anh không quá đồng ý quan điểm này. Cổ và nửa bộ ngực của Lưu Nhược Đồng lộ ra rơi vào mắt Triệu Quốc Đống, mà biểu hiện hôm nay của Lưu Nhược Đồng cũng làm cho hắn hòa tan chút băng giá trong lòng. Triệu Quốc Đống cố gắng thu liếm chút tâm tư không đúng. Anh không phủ nhận hạng mục lớn có tác dụng thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, làm lãnh đạo bắt hạng mục lớn không phải không thể. Nhưng quá đáng đề cao tác dụng của hạng mục lớn mà quên trách nhiệm chính của đảng ủy, chính quyền, anh cảm thấy đây là không đúng. Quyển 19, chương 107. Vậy trách nhiệm của đảng ủy, chính quyền theo anh nói là gì? Lưu Nhược Đồng không ý thức được tư thế của mình đang hấp dẫn hắn. Thành lập cơ chế hành chính công khai, công chính, trong suốt. Triệu Quốc Đống cố gắng áp chế ngọn lửa trong lòng, trầm giọng nói. Rất nhiều người có lẽ thấy đây là mấy câu cổ điển. Thậm chí là lời mạnh miệng, không có ý mới. Nhưng anh muốn nói chính là công việc này cần cụ thể hóa, phải có lộ trình tiến hành, đáng tiếc hiện nay anh còn không thấy đảng ủy, chính quyền địa phương nào thật sự đặt tâm tư vào việc này. Thu hút đầu tư và phát triển kinh tế đã lấy hết tâm trí của bọn họ. Khi ánh sáng chói chang chiếu vào phòng, Lưu Nhược Đồng gần như vô thức lấy chăn mỏng che lên ngực, cô có chút kinh hoàng nhìn quanh. Đúng thế, điều tối qua vẫn hiển hiện trước mắt. Trong phòng rất yên tĩnh. Không còn ai khác, hắn nhất định đã dậy sớm nhưng mình có lẽ mệt nên ngủ thêm. Có lẽ hôm qua mới bay thêm sự điên cuồng đêm qua, Lưu Nhược Đồng nghĩ vậy không khỏi đỏ mặt. Cô không ngờ tối qua lại thành như vậy, không rõ ai chủ động, ai bị động, dù sao nó giống như nước chảy thành sông. Tối qua không hề dùng biện pháp gì, không biết mình vô tình quên hay là không kiềm chế được. Lưu Nhược Đồng có chút loạn, cô tính thời gian, đúng lúc nguy hiểm, không chừng sẽ có. Lưu Nhược Đồng nhìn chăn đang che trên bụng, ngơ ngác xuất thần. Mình đã 35, hắn 37, sang năm hắn sẽ 38, dù từ góc độ nào mà nói cũng không còn trẻ. Từ góc độ khác thì có lẽ rất nhiều người chú ý tới điểm này. Dù sao quan niệm truyền thống của Trung Quốc vẫn chiếm ưu thế chính. Cả người mềm nhũn lại, Lưu Nhược Đồng ngồi ngẩn ra một lúc mới ý thức được bên dưới mình vẫn trần truồng trong không khí, cô vội vàng mặc quần áo rời giường. Rửa mặt xong. Lưu Nhược Đồng xuống phòng ăn. Trên bàn ăn đã dọn sẵn cốc sữa đậu nành, bánh bao. Anh dậy lúc nào thế, sao không gọi em? Lưu Nhược Đồng có chút oán trách chừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống. Thấy em ngủ ngon, hôm qua cũng mệt nên ngủ nhiều cười một tiếng vẫn hơn. Triệu Quốc Đống một bên uống sữa đậu nành một bên nói. Hôm nay chắc không có việc gì chứ? Lợi Nhược Đồng hơi ám chỉ hỏi. Thứ bảy chủ nhật đối với Triệu Quốc Đống mà nói đã rất khó tách ra với thứ sáu. Mặc dù không có hoạt động công việc nhưng cũng có thể có an bài nửa công nửa tư.
ví dụ như nói gặp quan chức, công ty nào đó, nói chuyện, hoặc chơi tennis. Chưa ngồi ăn cơm với nhau, chiều nghỉ trưa rồi cũng có hoạt động nửa công nửa tư như vậy. Anh cũng rất hy vọng không có chuyện gì nhưng sự thật luôn chống đối mình. Hôm nay chắc không ít chuyện, chẳng qua anh cảm thấy mấy hoạt động hôm nay em có thể tham gia. Hơn nữa em tham gia thì hiệu quả có lẽ càng tốt hơn, ít nhất hóa giải một ít âm thanh không cần thiết. Triệu Quốc Đống cười nói. Sáng anh gặp hai người phụ trách Hiệp hội Xúc tiến Thương mại tỉnh cùng với người phụ trách mấy công ty, đến câu lạc bộ Gôn Hoa Đình, chưa ăn với bọn họ. Em có thể tham gia bởi vì một lãnh đạo công ty là phụ nữ, anh nghĩ em có thể tìm được đề tài chung. Buổi chiều anh muốn tới Vĩnh Lương, xem một chút rừng ngập nước lớn nhất tỉnh, em có hứng thú có thể đi cùng anh xem. Anh đi làm việc, em đi có thích hợp không? Lưu Nhược Đồng nghiêng đầu hỏi. Không hoàn toàn là công việc, hoạt động buổi sáng miễn cưỡng như nửa công nửa tư, buổi chiều thì không phải. Bởi vì chỉ đến xem, không thể nói, em nếu cảm thấy không thích hợp thì cứ đi cùng xem là được. Triệu Quốc Đống cũng biết Lưu Nhược Đồng mạo muội tham gia là không quá thích hợp, nhưng cô tới, mình bỏ cô lại cũng không thích hợp. Thôi, anh đi làm việc của mình đi, em về nhà thăm bố mẹ. Nếu không em về Ando mà không thăm bố mẹ chồng sao được? Lưu Nhược Đồng quyến rũ nói. Tối về sớm một chút là được, đừng uống nhiều quá. Lưu Nhược Đồng đến đúng là làm nhiều người chú ý. Dù sao từ lúc Triệu Quốc Đống về An Nguyên, vợ hắn vẫn chưa xuất hiện. Dù là người nhà Lăng Chính Dược không ở Ando nhưng sau khi Lăng Chính Dược chính thức làm bí thư tỉnh ủy thì người nhà cũng tới An Nguyên cùng. Nhưng vợ Triệu Quốc Đống có vẻ rất thần bí, không ít người cũng từng tìm hiểu. Sau đó được biết vợ Triệu Quốc Đống rất ít đến An Nguyên. Ít nhất trong hai ngày Lưu Nhược Đồng ở An Đô, số nữ cán bộ đến nhà hắn nhiều hơn không ít. Ví dụ như Hứa Kiều, ví dụ như An Nhiên, Vương Lệ Quyên, Văn Ngạn Hoa, Vương Lệ Mai, Vưu Huệ Hương. Rất nhiều người trong bọn họ không nhận ra Lưu Nhược Đồng, nhưng cũng nghe tới tên Lưu Nhược Đồng, cũng có thể tìm được một ít người quen giới thiệu. Có thể tới Triệu Phủ thì không phải người bình thường, dám tới cũng có chút tự tin trong lòng. Đây là kết luận của Lưu Nhược Đồng. Tiểu Lưu đi rồi ư? Vưu Liên Hương đi vào văn phòng Triệu Quốc Đống rồi hỏi thẳng. Trong tỉnh có lẽ chỉ có Vưu Liên Hương là hỏi thẳng Triệu Quốc Đống được như vậy. Ừ, tối qua lên máy bay. Triệu Quốc Đống ngồi bên trong, hắn vẫy tay ra hiệu Vưu Liên Hương vào ngồi. Tôi nghe Huệ Hương nói là có ấn tượng rất tốt đối với Tiểu Lưu, nói đúng là rất phù hợp với cậu, trai tài gái sắc. Vưu Liên Hương dừng một chút rồi nói tiếp. Tiểu Lưu xem ra giúp cậu được các nữ cán bộ tán thành. Ha ha, tình hình Trung Quốc khác nước ngoài, không cần nhờ phu nhân kéo phiếu giúp. Tôi cũng không cần làm như vậy, chính tôi cũng có thể làm được. Triệu Quốc Đống rất tự nhiên nói. Đương nhiên thêu hoa trên gấm thì tôi cũng không phản đối. Nhưng ở phương diện này tôi không muốn quá nổi bật. Hừ, nói ra cũng là do chủ nghĩa nam tử ảnh hưởng, cậu sợ Tiểu Lưu đoạt danh tiếng của mình hả? Vưu Liên Hương hậm hực nói. Vưu Liên Hương đến để báo cáo quy hoạch Trấn Hưng sản nghiệp của Đường Giang. Đường Giang xác định một lần nữa Trấn Hưng ngành dệt may. Ngành dệt may vốn là sản nghiệp truyền thống của Đường Giang, nhưng bắt đầu từ những năm 90 liền phát triển chậm. Rất nhiều công ty sở hữu nhà nước phá sản, đóng cửa, ngành dệt may bị thương nặng. Đáng lẽ ngành dệt may Đường Giang sẽ chìm vào quên lãng nhưng bắt đầu từ năm 2004, ngành dệt may của Đường Giang dần có xu thế phục hưng. Nhất là khối kinh tế tư nhân lợi dụng cơ chế linh hoạt cùng tin tức linh thông giã tích cực triển khai sản xuất gia công, nhanh chóng thành lập một nhóm công ty có quy mô tương đối. Chủ mấy công ty kia có không ít người từng làm nhân viên kỹ thuật và kinh doanh chủ chốt của công ty nhà nước trước đây. Sau khi các công ty đóng cửa, nhiều người sang bên Chiết Giang, Nam Việt làm thuê, bằng mấy năm tích lũy quan hệ, vốn liếng, bọn họ về Đường Giang gây dựng sự nghiệp, cũng được Đường Giang hoan nghênh. Từ nhiều phương diện giúp đỡ khiến các công ty này nhanh chóng trưởng thành. Triệu Quốc Đống kiên nhẫn lắng nghe Vưu Liên Hương báo cáo. Trên thực tế phương án này Dương Kính Quang cùng Long Ứng Hoa đã báo cáo với hắn, cũng khá coi trọng, cảm thấy bên Đường Giang đưa ra nhiều chính sách ưu đãi, có thể khiến ngành dệt may trở thành sản nghiệp trụ cột của Đường Giang. Chẳng qua Triệu Quốc Đống có chút ý kiến khác với phương án của Đường Giang, hắn hy vọng có thể trao đổi sâu hơn về vấn đề này với Vưu Liên Hương. Thị trưởng Liên Hương. Tôi thấy thị ủy, ủy ban Đường Giang đưa ra không ít chính sách ưu đãi và giúp đỡ. Tuy điều này cần thiết nhưng tôi cũng có quan điểm hơi khác. Ừ, nói như thế nào nhỉ, coi như dội nước lạnh vào đầu các vị, tôi cảm thấy là cần thiết. Triệu Quốc Đống cố gắng làm không khí hài hòa một chút,
hắn biết ý kiến của mình chưa chắc làm người ta thấy vui vẻ nhưng hắn cần nói. Quyển 19, chương 108. Thực ra Vưu Liên Hương sớm có dự đoán Triệu Quốc Đống không dễ dàng tán thành thứ gì đó. Cô phải lấy ra thứ gì đó phù hợp quan điểm của hắn mới được. Quy hoạch Trấn Hưng ngành dệt may này cô và Liễu Tử Kiến dành không ít công phu nhưng mãi tới khi trình lên ủy ban tỉnh, cô vẫn cảm thấy thiếu gì đó nhưng không nghĩ ra nên bạo gan trình lên. Không ngờ Dương Kính Quang cùng Long Ứng Hoa khá coi trọng quy hoạch này. Theo lời Long Ứng Hoa trao đổi với Kim Đại Giang thì Bí Thư Lăng khá coi trọng phương án này, cho rằng Đường Giang khi phát triển kinh tế đã kết hợp tình hình thực tế tìm điểm vào, cũng tìm được con đường phát triển của mình, cần nhanh chóng chứng thực. Nhưng Vưu Liên Hương vẫn chưa nghe thấy câu trả lời của Triệu Quốc Đống, điều này làm cô không tự tin. Cô muốn được Triệu Quốc Đống chính miệng đánh giá, bởi vì Triệu Quốc Đống có bản lĩnh này. Cô đã thấy Ninh Lăng thay đổi hoàn toàn trong tay hắn. Có thể nói không khách khí nếu không có Triệu Quốc Đống, Trung Dược Quân cùng Tiêu Phượng Minh sẽ không có khuôn mẫu mà tiến hành, cũng không có Ninh Lăng ngày hôm nay. Cho nên cô muốn được câu trả lời chính xác từ Triệu Quốc Đống. Nhưng Triệu Quốc Đống vừa lên tiếng đã dội gáo nước lạnh làm Vưu Liên Hương cảm thấy bị đả kích, chẳng qua cô đã sớm chuẩn bị tư tưởng nên thừa nhận được. Chủ tịch tỉnh, anh hát tiếp đi. Chỉ cần giúp cho kinh tế Đường Giang chúng tôi phát triển khỏe mạnh đừng nói là nước lạnh, dù là nước đá cũng được. Ồ, tự tin như vậy sao? Vậy là tốt rồi. Triệu Quốc Đống cũng không thèm nhìn vẻ mặt của Vưu Liên Hương, hắn nói tiếp. Tôi cảm thấy suy nghĩ của thị ủy, ủy ban Đường Giang là tốt nhưng làm hơi quá. Cụ thể mà nói các vị có chính sách phong phú về thuế, tài chính, tôi không biết tình hình tài chính cụ thể của Đường Giang như thế nào, nhưng theo tôi nhớ thì không quá tốt thì phải. Làm lớn như vậy từ đất đai đến thu thuế, còn trợ cấp tài chính dành cho ngành thu hút nhiều sức lao động đúng là điều tôi chưa từng thấy. Vưu Liên Hương có chút không phục. Chủ tịch tỉnh, ý của anh là không có tiền lệ thì chúng tôi không thể phá lệ. Không phải cái này, tôi chỉ nhắc nhở một chút. Thứ nhất tài chính Đường Giang chưa chắc chống đỡ nổi, hơn nữa tôi cảm thấy không cần hào phóng như vậy. Ngành dùng nhiều sức lao động không phải dựa vào chút trợ cấp tài chính, giảm tiền thuê đất, tiền thuế là có thể phát triển được. Nó dựa vào thị trường và tài chính lưu động, có lẽ chính sách của Đường Giang có thể làm bọn họ cảm kích nhưng tôi thấy không bằng giúp bọn họ thành lập hệ thống thị trường và hệ thống tín dụng tốt đẹp, đảm bảo bọn họ nắm được tin tức thị trường và con đường tài chính chót lọt. Triệu Quốc Đống nói làm Vưu Liên Hương muốn phản bác nhưng không thể. Thứ hai, xây dựng một hoàn cảnh tốt đẹp là rất quan trọng, không chỉ với một ngành mà nó cũng có tác dụng lớn đối với sự phát triển kinh tế của cả địa phương. Nhưng tôi không thấy cách làm cụ thể của Đường Giang ở phương diện này, đều là nói vu vơ, không có tính thực tế. Tôi muốn biết ý định cụ thể của Đường Giang trong phương diện này, làm như thế nào đạt được mục đích đặt ra. Thứ ba đối với một sản nghiệp mà nói thì giúp đỡ công ty dẫn đầu và công ty kiểu mẫu có tác dụng rất lớn. Ở phương diện này tôi đề nghị Đường Giang cẩn thận lựa chọn, giúp bọn họ tăng năng lực sinh tồn, mà năng lực sinh nằm ở đâu. Ngoài tin tức thị trường ra thì còn phải tăng lên sản phẩm kiểu mẫu. Làm cho bọn họ bước đi trước thị trường một bước, muốn kết hợp hoàn mỹ thị trường cùng kỹ thuật. Mà các công ty nhỏ lại khó làm được điểm này, vì thế cần phải có chính sách khuyến khích và giúp đỡ sản nghiệp tập trung, làm công ty lớn mạnh. Triệu Quốc Đống đã mở miệng nói là không dừng lại được. Hắn biết Vưu Liên Hương hôm nay tới để hỏi ý kiến của hắn nên hắn không hề khách sáo, nói hết những suy nghĩ trong lòng ra. Nếu là người khác chưa chắc đã nghe vào nhưng Vưu Liên Hương thì Triệu Quốc Đống tin đối phương có thể hiểu nỗi khổ tâm của mình. Triệu Quốc Đống phân tích không đề cập tới chỗ hay của phương án quy hoạch, chỉ nói đến khuyết điểm và thiếu sót, điều này làm cho Vưu Liên Hương rất khó tiếp nhận, nhưng cô không thể không thừa nhận đối phương nói có lý. Vưu Liên Hương tuy không thoải mái nhưng vẫn có lòng dạ, hơn nữa cũng muốn tới để học hỏi. Đương nhiên mấy lời này của Triệu Quốc Đống muốn cô cúi đầu là không thể, ít ra cô phải đặt câu hỏi. Triệu Quốc Đống cũng đã lâu không thảo luận như vậy, cũng rất có hứng thú. Thị trưởng Liên Hương, tôi vẫn nói câu kia, phương án quy hoạch là tốt, nhưng chị phải nhớ kỹ một điểm phát triển kinh tế có quy luật phổ biến, mỗi một sản nghiệp muốn phát triển đều cần phục tùng quy luật kinh tế. Đối với sự phát triển kinh tế của một địa phương, chỉ cần thực hiện phát triển lâu dài, ổn định, phát triển khỏe mạnh. Sau khi Vưu Liên Hương rời đi, Triệu Quốc Đống vẫn đắm chìm trong cuộc nói chuyện vừa nãy. Không chỉ có Vưu Liên Hương thể hiện tâm trạng nóng lòng này, kể cả Thông Thành, Vĩnh Lương, Tân Châu, Lam Sơn, thậm chí Miên Châu cùng Thiên Châu cũng có tâm trạng nóng nảy này. Triệu Quốc Đống khẽ thở dài một tiếng, xem ra quan điểm của Lăng Chính Dược làm cho bộ máy đảng ủy, chính quyền địa phương các nơi không thể ngồi yên,
trong lòng chỉ muốn đưa hạng mục lớn vào để thấy hiệu quả ngay. Triệu Quốc Đống cũng không phản đối điều này, hạng mục lớn rõ ràng có tác dụng ngay, nhưng chủ yếu nằm ở chỗ rất nhiều địa phương không xử lý tốt cơ sở vật chất, hệ thống quản lý hành chính đã kéo hạng mục lớn vào. Ở điểm này ngoài Ninh Lăng ra thì chỉ có Ando là từng bước làm chắc công việc. Điều này Triệu Quốc Đống vừa vui vừa kinh ngạc, Quan Kinh Sơn đúng là không bình thường, hai lần thảo luận với mình hắn đều đưa ra câu hỏi sự phát triển liên tục của Ninh Lăng là dựa vào gì. Quan Kinh Sơn cũng thừa nhận đó không phải là xác lập sản nghiệp trụ cột, càng quan trọng hơn chính là quản lý xã hội và xây dựng hệ thống thị trường của Ninh Lăng, chế độ luật cũng rất hoàn thiện. Nhất là quản lý xã hội và xây dựng hệ thống thị trường đứng đầu toàn tỉnh, thậm chí dẫn đầu cả nước. Mà điểm này người bình thường rất khó nhìn ra được. Ando vẫn tìm con đường phát triển thích hợp của mình, Triệu Quốc Đống cũng đề nghị với bọn họ một ít. Nhưng dù sao Ando cũng là thể chế kinh tế khổng lồ, Triệu Quốc Đống không phải thần, có thể chỉ đưa ra ý kiến vĩ mô mà thôi còn thực hiện phải do chính Ando. Ando đang tích cực điều chỉnh, bố cục, đang tiến hành đẩy mạnh xây dựng đô thị hóa, chế tạo trung tâm tài chính và kinh tế khu vực. Hai bước này khá tốt, cũng phù hợp đề xuất của Triệu Quốc Đống. Nhưng ngành bất động sản được xếp vào tư tưởng chấn hưng kinh tế Ando thì Triệu Quốc Đống không đồng tình. Nhưng đây là sức hấp dẫn khó có thể bỏ qua đối với Ando. Hơn nữa giá nhà của Ando tăng lên không bằng các thành phố lớn xung quanh. Cho nên hắn mặc dù không quá đồng ý nhưng cũng không kiên quyết phản đối. Các nơi có tình hình cụ thể của mình, là chủ tịch tỉnh thì hắn có thể có ý kiến không đồng ý nhưng không thể làm quá, chỉ có thể nhắc đối phương chú ý chiếu cố tầng lớp có thu nhập thấp. Sự phát triển của cả An Nguyên vẫn ở trạng thái nhấp nhô, không tiến hành theo ý của hắn. Các nơi đều có hy vọng và ý đồ của mình, quy hoạch đưa ra rất đa dạng, tham lam, siêu việt làm Triệu Quốc Đống phải than thở. Triệu Quốc Đống cũng không biết nên đối đãi như thế nào với sức sống ở các nơi, vừa phải bảo vệ tính tích cực phát triển của bọn họ, lại không thể không nhắc bọn họ chú ý quy luật phát triển kinh tế tự nhiên, không nên đi ngược lại quy luật. Đây là câu hỏi khó khăn. Mỗi một nơi trong quá trình phát triển đều là không ngừng phá giải và hóa giải mâu thuẫn, xung đột để đi tới trước. Quyển 19, chương 109. Chủ tịch tỉnh, ngài xem cái này một chút. Trương Hoành Vĩ cười cười tiến vào văn phòng Triệu Quốc Đống, trong tay cầm một tờ báo. Ồ, lại có tin tức gì hay à? Triệu Quốc Đống cười nói. Trương Hoành Vĩ rất nhanh làm quen với công việc. Mặc dù thời gian làm chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển tỉnh không lâu nhưng đã nhanh chóng thúc đẩy công việc của Ủy ban lên. Mấy công việc trước bị kéo dài cũng được hắn thông qua nhiều biện pháp thúc đẩy. Ngay cả Lăng Chính Dược vốn có chút thành kiến với Trương Hoành Vĩ cũng đã lên tiếng khen công việc của Ủy ban Kế hoạch Phát triển trong thời gian gần đây là khá xuất sắc. Đương nhiên có lẽ là do tiến độ phê duyệt hai hạng mục của bên thông thành nhanh chóng, sau đó trình lên Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia và được thông qua. Bây giờ chỉ còn đợi đưa lên hội nghị thường trực quốc vụ viện mà thôi. Ngài xem qua rồi nói. Trương Hoành Vĩ cười cười đầy thần bí. Có lẽ điều này mang lại vui mừng cho chúng ta. Triệu Quốc Đống có chút khó hiểu mở báo ra xem một chút, đây là tờ báo phát hành được một thời gian. Báo vào ngày 20 tháng 8, lần đầu tiên công khai phát hành cổ phiếu. Tin tức này không có gì là mới mẻ, Triệu Quốc Đống cũng sớm chú ý tới. Chẳng lẽ là Trương Hoành Vĩ có ý gì ư? Sao, chẳng lẽ anh cảm thấy Ando chúng ta có thể lập trung tâm giao dịch chứng khoán thứ ba sao? Sau đó chuyên môn tiến hành phát triển thị trường chứng khoán. Triệu Quốc Đống có chút buồn cười, đây không phải là nghĩ quá xa vời sao? Thâm quyến mong nhiều năm như vậy mà Hiệp hội Giám sát chứng khoán vẫn không có câu trả lời rõ ràng, chẳng lẽ Ando có thể túm được cơ hội này sao? Hắc hắc, Chủ tịch tỉnh, ngài biết đây là chuyện không có khả năng. Trung tâm giao dịch chứng khoán thứ ba sao có thể đến lượt Ando chúng ta? Đám người ở Hiệp hội Giám sát chứng khoán nhất định là điên mới chấp nhận như vậy. Trương Hoành Vĩ nhún vai nói. Lời này của anh là diệt ý chí của mình, tăng ý chí của người khác đó. Triệu Quốc Đống cười cười. Chủ tịch, thực ra ngài không phải nghĩ giống tôi ư. Ando chúng ta không có cơ sở gì thì sao có thể? Đâu đến lượt Ando chúng ta ăn cái này chứ? Trương Hoành Vĩ liên tục lắc đầu. Vậy anh cầm tờ báo này lên cho tôi xem làm gì? Chuẩn bị ủng hộ công ty vừa và nhỏ và công ty công nghệ cao của tỉnh ta đi gây dựng sự nghiệp bằng lên thị trường chứng khoán ư. Chỉ là lập văn phòng tạm thời kiểu này không có bao tác dụng. Đây mới là văn bản mang tính chỉ đạo, chính thức ứng dụng vào thực tế thì theo hiệu suất làm việc của cơ quan chức năng chúng ta chắc mất 5 rưỡi mới được. Nếu như thật sự lập trung tâm giao dịch chứng khoán mới ở Thâm quận Ủ Yến,
tôi đoán không có 2 năm thì đừng mơ. Triệu Quốc Đống không cho là đúng, bỏ tờ báo sang bên. Hắc hắc, chủ tịch, đây chỉ là đầu mối, tôi cũng không mong các công ty vừa và nhỏ của tỉnh ta thoáng cái nhảy vào trung tâm thâm quyến, đại phát thần uy. Ngài xem tờ phía sau cơ. Trương Hoành Vĩ ra vẻ thần bí. Triệu Quốc Đống có chút khó hiểu nhìn đối phương, không nói mà dở trang sau. Vẻ mặt Triệu Quốc Đống dần chăm chú hơn, Trương Hoành Vĩ mừng thầm đồng thời cũng than thở, xem ra Triệu Quốc Đống đã thấy ý của mình. Mình còn cảm thấy ở việc này Triệu Quốc Đống chưa chắc nghiền ngẫm ra. Nhưng chỉ riêng vẻ mặt của đối phương, hắn biết Triệu Quốc Đống đã nhìn ra gì đó. Triệu Quốc Đống càng xem càng chăm chú, sau khi đọc xong lại đọc lại cẩn thận lần nữa, nhắm mắt tự hỏi chục giây mới mở mắt. Anh cho rằng quan điểm của mấy vị chuyên gia này như thế nào? Tôi khá đồng ý, tốc độ phát triển của công ty vừa và nhỏ Trung Quốc khá nhanh, nhưng rất lặt vặt, thị trường thiếu trật tự, xây dựng hệ thống tín dụng chậm chạp. Nó ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của công ty vừa và nhỏ, nếu như mạo muội thúc đẩy đưa lên thị trường chứng khoán thì có lẽ tạo thành thương tổn lớn cho thị trường chứng khoán nước ta. Vì thế TWW đưa ra việc nhanh chóng hoàn thiện chế độ, nhưng lúc nào áp dụng cũng phải xem xét. Vì thế tôi tán thành quan điểm của ngài, không có 2 năm thì không thể thành công. Trương Hoành Vĩ có vẻ rất tự tin. Như vậy tồn tại 2 vấn đề. Một là trong 2 năm này các công ty vừa và nhỏ Trung Quốc, nhất là công ty trong thời kỳ phát triển hoàng kim, vì thiếu nguồn tài chính nên phát triển chậm đi. Về phương diện khác chính là đợi thị trường chính thức khởi động thì các công ty vừa và nhỏ sẽ cần thời gian quá độ. Cho nên anh cảm thấy An Nguyên chúng ta có lẽ cần liên hợp với Trung tâm Giao dịch Tài sản tiến hành thí điểm, gánh vác trách nhiệm quá độ này. Mắt Triệu Quốc Đống sáng lên. Đúng, tôi chính là có ý này. Nếu An Nguyên chúng ta có thể đi trước một bước, chẳng những phá vỡ chướng ngại tài chính cho công ty vừa và nhỏ, cũng có thể là cơ hội tuyệt vời để Ando tạo dựng thành trung tâm tài chính khu vực đất liền. Trương Hoành Vĩ thấy Triệu Quốc Đống kích động, hắn cũng kích động theo. Hắn chỉ là thử tới xem Triệu Quốc Đống có hứng thú với việc này không. Không ngờ tốc độ phản ứng của Triệu Quốc Đống nhanh như vậy, phản ứng mạnh như vậy. Thị trường giao dịch này nếu là giao dịch sản quyền trước khi lên thị trường chứng khoán thì phải do Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin quản lý sao? Không phải thuộc Hiệp hội Giám sát chứng khoán. Nhưng nếu lập thị trường giao dịch như vậy thì anh cảm thấy Hiệp hội Giám sát chứng khoán sẽ thấy như thế nào? Trương Hoành Vĩ nở nụ cười. Chủ tịch, ngài đúng là lợi hại, thoáng cái tìm ra mấu chốt của vấn đề. Theo lý thuyết đây là các công ty chưa lên thị trường chứng khoán, mới giao dịch sản quyền, không do Hiệp hội Giám sát chứng khoán quản lý. Nhưng căn cứ quy định liên quan thì giao dịch sản quyền rất dễ dàng vượt tuyến, nhất là cổ đông muốn nắm quyền khống chế rất khó, không cẩn thận là vượt mức. Tôi nhớ văn phòng quốc vụ viện có một văn bản thông báo nghiêm khắc hạn chế số lượng cổ đông và cổ phiếu phát hành của các công ty. Một khi vượt quá quy định sẽ nghiêm cấm công ty lấy phương pháp công khai chuyển giao cổ phiếu ra xã hội. Chính sách hạn chế. Triệu Quốc Đống trầm ngâm một chút rồi quả quyết nói. Chính sách là do con người đặt ra, không phải đã hình thành là không thay đổi. Hơn nữa chúng ta cũng có nhiều con đường để hành động. Bên Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin đã chấp nhận mở miệng ở hạng mục của Miên Châu, tôi thấy chúng ta có thể làm công việc này, tranh thủ được bọn họ ủng hộ. Về phần bên Hiệp hội Giám sát chứng khoán thì chúng ta cũng cân nhắc một chút, chuyện này khá lớn, giống như anh nói vậy, hơi không để ý là vượt tuyến. Nguyên tắc của tôi chính là đã làm phải làm thật tốt, nếu không thà không làm. Vì thế chúng ta cần phải làm thật chi tiết, cụ thể. Ừ, tôi thấy nên do Bí Thư Lăng và tôi dẫn đầu, Chủ tịch Kính Quang và anh là người phụ trách chính. Triệu Quốc Đống còn chưa dứt câu bên ngoài đã có người nói vọng vào. Chủ tịch. Tôi còn chưa vào cửa đã nghe thấy anh bố trí công việc cho tôi, chuyện gì mà khiến cả tôi và Hoành Vĩ phải cùng phụ trách vậy? Dương Kính Quang đi vào, từ xa nghe được tiếng của Triệu Quốc Đống và Trương Hoành Vĩ, mặc dù không rõ nội dung nhưng cũng nghe ra vài điều. Triệu Quốc Đống bảo Trương Hoành Vĩ giới thiệu qua tình hình với Dương Kính Quang, cũng đưa tờ báo cho Dương Kính Quang xem. Dương Kính Quang cảm thấy rất hứng thú, thấy đây là cơ hội hiếm có. Dương Kính Quang hỏi, Hoành Vĩ, tôi không hiểu nhiều về phương diện này nhưng tôi cảm thấy trong này sợ là có chút vấn đề. Đầu tiên là có thể có mâu thuẫn với quy định pháp luật và chính sách hiện hành không? Trương Hoành Vĩ và Triệu Quốc Đống cùng giơ ngón cái lên, Triệu Quốc Đống cười nói. Kính Quang quả nhiên cao minh, thoáng cái là ngửi ra vấn đề. Chủ tịch Kính Quang, đúng là có chút vấn đề, tôi và Chủ tịch tỉnh đang thảo luận. Chủ tịch tỉnh nói có chuyện phải cần 2 chúng ta đi khắc phục, đi giải quyết.
Trương Hoành Vĩ và Dương Kính Quang có quan hệ khá tốt nên nói chuyện cũng tùy ý. Sau đó Trương Hoành Vĩ nói qua hạn chế về chính sách ra, Dương Kính Quang rất nhanh thấy mánh khóe. Chủ tịch, đây giống như là tranh chấp quyền lực, theo lý thuyết thì việc này do Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin quản lý, nhưng cũng có thể dính tới Hiệp hội Giám sát Chứng khoán. Nếu như chúng ta lấy Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin làm chính, vậy Hiệp hội Giám sát Chứng khoán nhất định sẽ không nghe, đến lúc ấy sẽ thành cuộc tranh cãi không có kết quả. Chúng ta mà ôm chân Hiệp hội Giám sát Chứng khoán, vậy Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin sẽ không đồng ý, mà Hiệp hội Giám sát Chứng khoán cũng chưa chắc để ý tới chúng ta. Có hai nơi ở Thượng Hải cùng Thâm Quyến, bọn họ không dễ dàng tới An Đô chúng ta. Hắc hắc, việc này khó đây. Triệu Quốc Đống cùng Trương Hoành Vĩ gật đầu thở dài một tiếng. Triệu Quốc Đống gằn từng chữ. Tuy là vậy nhưng chúng ta nêu hạ quyết tâm làm việc này thì phải cân nhắc thật kỹ nên làm như thế nào sống trong gọng kìm này. Đường không phải tự nhiên mà có, vốn là con người làm ra. Quyển 19, chương 110. Sau khi hai người Dương Kính Quang đi, Triệu Quốc Đống vẫn đang suy nghĩ tin tức kia. Hắn biết không chỉ mình Trương Hoành Vĩ thấy được điểm này, tỉnh khác sợ là có người cũng biết lợi dụng việc Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin sắp thành lập để tạo sàn giao dịch sản quyền đối với các công ty vừa và nhỏ, mở rộng con đường đầu tư cho người và công ty, giải quyết khó khăn về tài chính cho công ty vừa và nhỏ, đây là việc đáng để làm. Đương nhiên trong đó cũng có không ít trở ngại về chính sách. Nhưng theo Triệu Quốc Đống thấy nó chủ yếu do tranh giành quyền lực giữa các cơ quan hành chính, nhất là hiện nay nhiều tình huống không thể xác định được. Chính thức chờ việc được tiến hành thì nhiều vấn đề có thể thông qua sửa đổi để hoàn thiện giải quyết. Chuyện này không phải mình ủy ban tỉnh là làm được, phải được tỉnh ủy toàn lực ủng hộ. Triệu Quốc Đống cũng tin tưởng dù Lăng Chính Dược có ý kiến với mình nhưng sẽ tuyệt đối không gây phiền phức ở việc này. Ngược lại hắn còn có thể muốn nhanh chóng làm được việc này, nếu An Nguyên đi trước các tỉnh khác thì đó là thành tích chói mắt. Vì thế Triệu Quốc Đống muốn báo cáo chuyện này với tỉnh ủy. Làm mọi người ý thức được đây là cơ hội lớn với cả An Nguyên và An Đô, nhất là bên Quan Kinh Sơn. Không ai có thể bỏ qua sức ảnh hưởng khổng lồ do sàn giao dịch sản quyền này mang tới, nó thậm chí có thể thành trung tâm giao dịch An Đô, trung tâm giao dịch thứ ba của Trung Quốc sau Thượng Hải và Thâm Quyến. Hai trung tâm kia là giao dịch chứng khoán, mà trung tâm giao dịch An Đô lại là sân khấu tốt nhất để giao dịch tài chính và tài sản của các công ty, là thứ bổ sung tốt nhất cho hai nơi kia. Nếu như trung tâm giao dịch này phát triển thành trung tâm giống Thượng Hải và Thâm Quyến thì đây quả thực là động lực rất quan trọng cho sự phát triển của An Đô. Ai nghĩ tới điểm này đều muốn tranh thủ, dù là mình hay Lăng Chính Dược. Triệu Quốc Đống lên tới Bắc Kinh đã là 9 giờ tối, Âu Dương Cẩm Hoa cũng cùng Triệu Quốc Đống lên Bắc Kinh. Đức Sơn đến đón hắn, Nhược Đồng sang Mông Cổ có lẽ tuần sau mới về. Anh ở đâu thế, chị không có ở đây, một mình ở nhà cũng chán. Anh muốn tham gia hoạt động không? Đức Sơn cười hì hì làm Triệu Quốc Đống chỉ muốn đánh. Âu Dương Cẩm Hoa khá kiên quyết từ chối lên cùng xe với Triệu Quốc Đống, cũng may tập đoàn Thương Lãng ở Bắc Kinh còn có xe khác, một chiếc xe khác được dành cho Âu Dương Cẩm Hoa. Triệu Quốc Đống không để ý tới Đức Sơn, nghiêng người dựa vào chiếc Audi, lạnh nhạt nói. Chú cảm thấy anh còn có thể ở Đao. Hắc hắc, vậy phải do anh. Nếu anh cảm thấy mình bây giờ làm chủ tịch tỉnh thì phải an phận thủ thường thì không nói làm gì. Đức Sơn nhún vai. Hai năm qua Thương Lãng phát triển vẫn rất vững chắc, giữ vững vị trí số một trong mảng kinh doanh nước suối. Đối mặt với sự khiêu chiến của Wahaha, nước suối Thương Lãng triển khai phản kích rất vững chắc. Nước suối cao cấp của Thương Lãng vẫn hoàn toàn áp đảo Wahaha, nước uống bình dân thì Wahaha tiến công rất hung ác, chẳng qua mỗi khu vực có bên đoạt được, có bên thất bại. Đương nhiên Thương Lãng từ lâu đã chuyển từ ngành kinh doanh nước suối sang bên ngành dược và thực phẩm chức năng. Mà việc kinh doanh bất động sản ở Thượng Hải, Bắc Kinh trước đó cũng khiến công ty đầu tư tài chính Thương Lãng thành một kẻ giàu có ẩn mình. Thương Lãng không trực tiếp tham gia vào ngành bất động sản mà dùng cách hợp tác với các công ty bất động sản có thực lực của địa phương để kinh doanh bất động sản. Công ty đầu tư tài chính Thương Lãng làm ăn rất thuận lợi ở Thượng Hải, Bắc Kinh. Khẩu hiệu, cùng thắng, là câu mà lãnh đạo của công ty đầu tư tài chính Thương Lãng thường nói. Mà bọn họ cũng đúng là thành người thắng, công ty đầu tư tài chính Thương Lãng thường giấu sau màn, hành động chính là bên đối tác. Đức Sơn vẫn thường hoạt động trong làng giải trí. Sơn ca là tên gọi thông dụng đối với hắn. Có thể đoạt được danh hiệu này ở làng giải trí là không hề dễ dàng. Có thể được người ở làng giải trí tán thành không đơn giản bỏ tiền tài, thời gian ra, càng quan trọng hơn chính là các mối quan hệ.
Triệu Quốc Đống đương nhiên biết Đức Sơn đang dùng gì hấp dẫn mình. Chỉ tiếng mình không còn như mấy năm trước thì mình nhất định sẽ bị hấp dẫn, mà bây giờ nếu muốn làm mình động lòng thì rất khó khăn. Không thú vị cũng tốt hơn là tìm thứ kích thích. Triệu Quốc Đống đâm lại một câu. Đưa anh về nhà. Triệu Quốc Đống không phải lo mình và Đức Sơn xuất hiện ở vài trường hợp sẽ đưa gì tới. Với cấp độ của Triệu Quốc Đống bây giờ thì không phải giới truyền thông bình thường có thể quay lén. Mà bên Ủy ban Kỷ luật và Ban Tổ chức Cán bộ Trung ương cũng đã điều tra về gia đình mình, bọn họ cũng sẽ không chú ý vấn đề này. Triệu Quốc Đống chỉ là qua cái giai đoạn săn gái nên không muốn đi mà thôi. Anh, không nên coi nơi đó là sở thích cấp thấp chứ, không phải như vậy mà. Đức Sơn có chút không cam lòng. Được rồi, anh còn cần chú dạy anh làm như thế nào sao? Triệu Quốc Đống không nhịn được nói. Anh có cuộc sống của mình, không cần ai chỉ trỏ. Về tới nhà Triệu Quốc Đống muốn thả lỏng mình, thời gian hai ngày tới sẽ không nhẹ nhàng gì. Hắn muốn gặp mặt nói chuyện với Qua Tĩnh, tiến hành nói chuyện sâu sắc, ngoài ra còn muốn gặp Phó Thủ tướng Tô Giác Hòa báo cáo công việc, đương nhiên nếu có thể hắn còn có thể xin gặp Phó Chủ tịch nhưng điểm này chưa được xác định. Hứa Kiều cũng đã lên Bắc Kinh, căn cứ tình hình mà xác định xem có thể mời lãnh đạo Trung ương dùng cơm hay không. Ngưu rồi mới động. Rất nhiều chuyện phải tính trước nếu không đợi đến khi cần mới nhờ người thì cơ hội phát triển của anh đã bay qua người. Lời này Triệu Quốc Đống đã nói với Hứa Kiều. Được, có năng lực, vừa về đã lấy được vé của nhà hát kịch quốc gia vào tay. Ồ, tiết mục Hồ Thiên Nga cơ à, đã lâu tôi không đi thưởng thức, cậu có đi không? Qua Tĩnh thấy Triệu Quốc Đống cầm hai chiếc vé liền cười nói. Qua tỷ, lời này có phải là trêu tôi không? Vẫn là chị và Dương ca đi đi. Tôi không đi theo giúp vui đâu. Triệu Quốc Đống cười hì hì nói. Chờ nhà hát kịch An Đô thành lập thì tôi sẽ cùng xem với chị. Quốc Đống, làm chủ tịch tỉnh rồi nên nói chuyện càng lúc càng giỏi đó. Qua Tĩnh cười cười một tiếng. An Đô cũng muốn xây dựng nhà hát kịch quy mô lớn, hình như bây giờ các nơi đều muốn dùng văn hóa để tạo thế. Nhưng thị trường văn hóa An Đô có thể chống đỡ được nhà hát kịch lớn như vậy không? Qua Tĩnh từ Ban Tuyên giáo Trung ương cùng Tổng cục Thông tin đi ra nên biết rõ các nơi đang mượn lý do phát triển sự nghiệp văn hóa để đầu tư lớn, xây dựng các hạng mục lớn. Cô không quá đồng ý, theo cô thấy cần phải kết hợp tình hình thực tế mới là đúng nhất. Không chống đỡ được, ít nhất trong thời gian ngắn là không thể làm được. Chẳng qua điểm này tôi không phản đối bước dài một chút. Dù sao đầu tư vào làm việc văn hóa tinh thần không thể tính toán bằng lợi ích kinh tế, nó có lợi cho việc tăng thưởng thức văn hóa của một đô thị. Đương nhiên tôi cũng không đồng ý chỉ tập trung vào phát triển văn hóa tinh thần ở đô thị, ở khu vực nông thôn cũng cần như vậy. Triệu Quốc Đống tỏ thái độ. Ồ, có thể chiếu cố cả hai đúng là không dễ dàng. Qua Tĩnh cũng không nói nhiều, đó không còn là chuyện cô cần quan tâm. Đề tài lại quay về xuất thường vụ tỉnh ủy còn thiếu hụt. Đây vốn không phải việc Triệu Quốc Đống cần quan tâm nhưng hắn không thể không quan tâm. Quốc Đống, tôi nói thật với cậu. Bây giờ ban tập trung chính vào đại hội đảng 17 sắp diễn ra, chuyện này nếu là bình thường có lẽ sẽ là việc nhưng bây giờ sợ là còn chưa được đưa lên thảo luận, tất cả phải nhường cho đại hội đảng. Qua Tĩnh là phó trưởng ban thường trực nên không ít việc, trước hội nghị có bao công việc cần làm. Ít nhất nửa năm tới công việc chính của ban tổ chức cán bộ trung ương chính là vây quanh đại hội đảng này, chuyện khác phải gác sang bên. Quyển 19, chương 111. Qua tỷ. Chị lộ tin hộ tôi xem chức thường vụ của Dược Quân có hy vọng không? Triệu Quốc Đống có một dự cảm không tốt lắm. Qua Tĩnh bình tĩnh nhìn Triệu Quốc Đống. Cậu cảm thấy chức thường vụ này rất quan trọng với mình như vậy sao? Rất quan trọng, đây không chỉ là tán thành sự phát triển của Ninh Lăng, càng quan trọng chính là có giúp đỡ rất lớn với việc đẩy mạnh vài quan niệm tư tưởng công việc của tôi bây giờ. Triệu Quốc Đống không chút do dự lập tức trả lời. Một thường vụ có tác dụng lớn như vậy ư? Qua Tĩnh cười rộ lên nhưng cũng giấu một tia lo lắng. Cô lo Triệu Quốc Đống có phải cảm thấy mọi chuyện đều cần thông qua số phiếu của thường vụ trên hội nghị thường ủy để chứng minh, như vậy rất nguy hiểm, không thực tế. Không không, chị hiểu lầm rồi. Tôi không phải cho rằng Dược Quân làm thường vụ là có thể thay đổi được gì đó trong hội nghị thường ủy, tôi chỉ muốn mượn cơ hội này để cung cấp một con đường phong phú hơn cho các nơi trong tỉnh. Con đường phát triển của Ninh Lăng mặc dù chưa chắc bọn họ có thể áp dụng nhưng quan niệm phát triển của Ninh Lăng ít nhất bọn họ có thể học, có thể tham khảo, kết hợp tình hình thực tế của bản thân. Mà Dược Quân làm thường vụ thị ủy chính là tăng thêm tác dụng của vấn đề này. Triệu Quốc Đống lập tức giải thích.
Qua Tĩnh dùng vài giây tiêu hóa quan điểm của Triệu Quốc Đống, cô gật đầu nói. Biết rồi, tôi sẽ làm hết sức, chẳng qua tôi nghĩ cậu cũng biết vấn đề này ai có quyền lên tiếng lớn hơn. Lăng Chính Dược hình như cũng nhất định muốn có chức vụ này. Ừ, là chủ tịch mặt trận Tổ quốc Viên Chí Kiên. Triệu Quốc Đống không tiếp lời, thực ra câu này Qua Tĩnh không cần nói. Viên Chí Kiên có lý lịch, có năng lực nhưng chỉ là có vẻ như trời sinh dù sao còn sinh lượng. Nếu so sánh với Trung Dược Quân thì hai bên cũng khó phân nặng nhẹ. Qua Tĩnh cũng có áp lực rất lớn, sức ảnh hưởng của Lăng Chính Dược trong ban tổ chức cán bộ Trung ương là không hề nhỏ, dù sao làm thường trực nhiều năm như vậy. Hơn nữa Chư Hiền cùng Lăng Chính Dược có quan hệ mật thiết, ở tình huống này ý kiến của Lăng Chính Dược càng được tôn trọng hơn. Nếu muốn nghịch chuyển thì cần phải có lực lượng khác tham gia vào. Qua Tĩnh cũng ám chỉ vài điều với Triệu Quốc Đống, nhưng đường mà cô chỉ khá chắc trở, chưa chắc có thể chính thức vào cảng, đây là thử thách đối với Triệu Quốc Đống. Lăng Chính Dược nhẹ nhàng gõ bàn, ngón tay va chạm vào mặt bàn phát ra tiết tấu đều đặn. Bộ Phú Hải không nói một câu, vẻ mặt khá nặng nề, yên lặng ngồi đó. Tề Hoa có vẻ mặt bình thường chẳng qua lúc lại nhíu mày, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa như đang suy nghĩ gì đó. Tương Hữu Tuyền không dễ tạo quan hệ, điểm này Lăng Chính Dược sớm biết. Sau khi Tương Hữu Tuyền tới An Nguyên thì vội vẫn duy trì thái độ siêu nhiên, nhưng Lăng Chính Dược biết đây chỉ là bề ngoài. Một thường vụ chưa có chức vụ cụ thể đương nhiên không tiện thể hiện quá nhiều ý kiến của mình. Vì thế Lăng Chính Dược cũng cố gắng xa lánh, xem đối phương có thể chịu được bao lâu. Không ngờ hắn chịu được lâu như vậy. Ninh Sâm đi hơi sớm, Lăng Chính Dược vốn tưởng là cuối năm mới đi, hắn tin Tương Hữu Tuyền không nhịn được tới tận lúc đó, ai ngờ mới tháng 8 đã đi, Tương Hữu Tuyền tới hợp lý lên chức. Bây giờ mới một tháng mà đã bắt đầu có các biện pháp mang tính xâm lược được Tương Hữu Tuyền áp dụng. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy chính pháp đối với cơ quan công an là không sai, nhưng nếu như Đảng ủy chính pháp nằm ngoài tỉnh ủy thì không thể được. Tương Hữu Tuyền cũng hay tới văn phòng mình, cũng tiến hành trình bày quan niệm tư tưởng về công tác chính pháp toàn tỉnh. Từ duy trì ổn định đến khống chế tổng hợp, từ phòng chống tệ nạn, diễn tập, từ công tác tòa án khó khăn đến công tác công an gần đây có mấy tiêu điểm gì, cũng đưa ra ý kiến mang tính xử lý, ngay cả Lăng Chính Dược cũng thừa nhận Tương Hữu Tuyền đã dành nhiều tâm tư để tìm hiểu về An Nguyên. Nhưng tán thành là một việc nhưng đối phương gần đây thể hiện rõ ý đồ trong vấn đề nhân sự làm Lăng Chính Dược không thể không cảnh giác. Đảng ủy chính pháp tăng mạnh xây dựng hệ thống chính pháp là việc tốt. Cơ quan công an là quân chủ lực trong hệ thống chính pháp, càng phải nằm dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng ủy, đây là nguyên tắc. Lăng Chính Dược không gõ bàn nữa mà từ tốn nói. Bộ máy thành viên sở công an nếu tới tuổi thì cần dựa theo trình tự công việc mà lui, trình tự phải tiến hành nhanh chóng. Ngoài ra Phú Hải, anh nói với thành phố An Đô, Lưu Triệu Quốc nếu không thích hợp tiếp tục ngồi ở vị trí cũ thì an bài tới đâu. Vấn đề này vẫn còn khúc mắc, tôi nghĩ trưởng ban Tề có thể đã trao đổi với thị ủy An Đô, rốt cuộc để Lưu Triệu Quốc đến đại hội đại biểu nhân dân thành phố An Đô hay là lên đảng ủy chính pháp tỉnh, bây giờ còn chưa chính thức có quyết định. Điều này có thể còn cần trưởng ban Tề thương lượng với thị ủy An Đô. Bộ Phú Hải đáp, lão Tề, anh và bên An Đô trao đổi thế nào? Lăng Chính Dược nhíu mày, bộ Phú Hải sao lại thiếu quyết đoán như vậy? Ý của lão quan là tốt nhất để Lưu Triệu Quốc tới đảng ủy chính pháp tỉnh làm phó bí thư, chẳng qua bên lão Tương cho rằng không ổn. Bây giờ biên chế phó bí thư của đảng ủy chính pháp chỉ thiếu một người, lão Tương hy vọng đề bạt một người trẻ tuổi. Y cảm thấy Lưu Triệu Quốc khó có thể đảm nhiệm công việc với trạng thái như bây giờ. Tề Hoa cũng khó xử, người trong hệ thống chính pháp đi ra đã ít đường để chọn, không dễ an bài. Lăng Chính Dược nhíu mày không nói. Mặc dù đây không phải buổi báo cáo an bài nhân sự nhưng liên quan tới mấy vị trí chủ chốt bên cơ quan công an nên hắn cần cẩn thận suy nghĩ. Lưu Triệu Quốc rời đi lưu lại hai chức vụ có thể nói đều là vị trí khá quan trọng. Ý của Bộ Phú Hải thì Lăng Chính Dược biết, Cục Công an thành phố An Đô từ trước đến giờ vẫn có mâu thuẫn với Sở Công an, đây là truyền thống. Bây giờ thị ủy An Đô cũng hy vọng bí thư đảng ủy chính pháp thị ủy không kiêm chức Cục trưởng Cục Công an. Bộ Phú Hải hy vọng có thể từ Sở Công an phái một người xuống làm Cục trưởng Cục Công an An Đô, nhưng điều này nhất định không phải ý kiến của thị ủy An Đô. Còn có chọn ai làm bí thư đảng ủy chính pháp An Đô cũng là vấn đề khó khăn. Thêm nữa Sở Công an cũng có hai cấp phó chuẩn bị chống, vô số người nhìn chằm chằm. Trong thời gian này Lăng Chính Dược nhận được không ít cuộc điện thoại, vì thế hắn sớm hy vọng quyết định xong chuyện này. Lưu Triệu Quốc đi đâu tạm thời không nói, lão Tề, anh xuống thương lượng với Trấn Trung.
xử lý ổn thỏa. Lăng Chính Dược xua tay nói. Ứng viên cho hai chức phó giám đốc sở công an thì ban tổ chức cán bộ cân nhắc như thế nào? Còn cục trưởng cục công an thành phố An Đô thì sao? Hai phó giám đốc thì ngoài một người về cơ bản xác định do tránh thanh tra sở Lôi Chí Hòa đảm nhiệm thì vị trí còn lại vẫn có tranh luận. Tề Hoa dừng một chút nhìn bộ Phú Hải. Ý của Lão Tương là do phó cục trưởng cục công an thành phố An Đô Khâu Nguyên Phong phụ trách, nghe nói chủ tịch Triệu cũng đồng ý. Phú Hải, ý kiến của đảng ủy sở công an tỉnh là tổng đội trưởng tổng đội cảnh sát hình sự tỉnh. Nhưng bây giờ chọn ai làm cục trưởng cục công an thành phố An Đô có đối lập. Thị ủy An Đô đề cử do bí thư quận ủy, quận Huyền Bạc Hoàng Trấn phụ trách. Sở công an lại muốn do chủ nhiệm ban chính trị sở, Tạ Vĩnh Kiệt phụ trách. Ý của Trấn Trung thì sao? Lăng Chính Dược ý thức được nguyên nhân của vấn đề. Do chưa hình thành ý kiến thống nhất nên tôi chưa báo cáo. Tề Hoa lắc đầu nói. Lăng Chính Dược thở dài một tiếng, Tề Hoa không có vấn đề nhưng năng lực lại thiếu một chút. Hắn có chút hối hận vì trước đó đã đề cử Tề Hoa làm trưởng ban tổ chức cán bộ, nếu do Trần Anh Lộc phụ trách thì cục diện đâu phải như vậy. Sợ này sợ kia, hắn làm trưởng ban tổ chức cán bộ chỉ là bù nhìn thôi sao? Không có chút ý kiến và sự quyết định của riêng mình. Quan Kinh Sơn tuy có thái độ cứng rắn nhưng chẳng lẽ hắn không coi ý kiến của sở công an vào đâu? Cục trưởng cục công an thành phố An Đô là cán bộ cấp phó giám đốc sở, phải do tỉnh ủy quyết định. Khảo sát cán bộ cấp sở không phải thị ủy An Đô, mà thuộc chức năng của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Đề cử của thị ủy An Đô chỉ mang tính tham khảo, nặng nhẹ phải phân rõ. Mà ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy càng phải tích cực phối hợp sở công an và thị ủy An Đô nhanh chóng có ý kiến nhất trí. Tề Hoa làm không tốt ở phương diện này, từ vẻ mặt của bộ Phú Hải là Lăng Chính Dược đoán ra được. Bên Tương Hữu Tuyền có lẽ cũng là vậy. Phó giám đốc sở công an thì đảng ủy chính pháp có quyền đề nghị nhất định. Nhưng quyền chủ động vẫn thuộc về ban tổ chức cán bộ, hơn nữa đảng ủy sở công an ủng hộ thì anh sợ gì chứ? Triệu Quốc Đống. Nếu như Triệu Quốc Đống nói theo ý cá nhân thì hoàn toàn có thể bỏ qua, nếu đề cử vì công việc thì hắn cũng nên giao tiếp với ban tổ chức cán bộ, mà không phải là thông qua đảng ủy chính pháp để nói ý đồ của mình mà. Nghĩ vậy Lăng Chính Dược không khỏi tức giận, Tề Hoa làm gì không biết, chuyện này đồn đại rất nhiều làm ngay cả Miêu Trấn Trung cũng có ý kiến rất lớn, khiến cho mình cũng bị động. Quyển 19, chương 112. Lão Tề, ban cần phải tổng hợp nghiên cứu ý kiến của đảng ủy chính pháp tỉnh cùng với thị ủy An Đô, nhưng đảm nhiệm hình thành ý kiến phải do ban tổ chức cán bộ các anh, phải có quan điểm của mình. Ý kiến của bọn họ có thể lấy làm tham khảo nhưng tham khảo chính là tham khảo. Lăng Chính Dược hơi nhấn giọng lên đôi chút. Lãnh đạo chủ yếu của cơ quan công an là khá quan trọng. An Nguyên chúng ta muốn một hoàn cảnh phát triển ổn định, cơ quan công an có trọng trách rất lớn. Mà đề bạt cán bộ trong cơ quan công an thì ban cũng nên nghe ý kiến nhiều phương diện, phân tích khách quan, đưa ra ý kiến của mình. Tề Hoa nghe ra sự không hài lòng của Lăng Chính Dược nhưng hắn cũng có nỗi khổ không nói thành lời. Hắn mới đến ban tổ chức cán bộ, ý kiến trong ban chưa thống nhất. Hắn vốn vẫn hy vọng tiến hành điều chỉnh ở ban nhưng sau khi báo cáo với Lăng Chính Dược mà vẫn không có tin tức gì làm hắn khá oán giận. Vì Sùng Thái có tư cách lâu năm, thái độ cũng là không nóng không lạnh. Một phó trưởng ban khác là Trương Hòa Xuân luôn vâng dạ, chuyện gì cũng không có chủ kiến. Còn một phó trưởng ban mới đề bạt là Chu Ích Minh nghe nói đi lại gần với Triệu Quốc Đống, cũng từng là tâm phúc của Hàn Độ, bình thường cũng lạnh nhạt, giao công việc gì cũng làm nhưng Tề Hoa luôn cảm thấy khó hòa hợp. Chỉ có một phó trưởng ban khác là Lý Bổn Phúc coi như đi lại gần. Nhưng như vậy cũng làm cho hắn rất khó có thể thống nhất ý kiến trong ban. Họp hội nghị đảng ủy ban mấy lần đều có ý kiến trái chiều. Không thể tạo thành nhất trí. Đây cũng là điều Tề Hoa buồn bực nhất, hắn vốn dự định sau đại hội đảng tỉnh dù như thế nào cũng tiến hành điều chỉnh nhân sự trong ban một lần, tạo quyền uy của mình, dù là Lăng Chính Dược không cùng ý kiến thì hắn cũng phải làm. Bí thư Lăng, trong ban sẽ lập tức nghiên cứu, tôi thấy hay là đợi sau đại hội đảng toàn quốc kết thúc rồi trở lại. Tề Hoa có chút do dự nói. Lão Tề, có một số việc không thể kéo dài quá lâu nếu như một lần không thể làm xong hết thì chia từng bước được mà. Lăng Chính Dược trừng mắt nhìn Tề Hoa. Đưa ra một phương án cần có một quá trình, tôi cảm thấy cũng có lợi cho công tác giao tiếp. Tề Hoa và bộ Phú Hải hơi ngẩn ra, bọn họ liếc nhìn nhau. Bí thư Lăng có ý gì? Chính là muốn có động tác lớn trước đại hội đảng, nhưng trước đại hội đảng 17 chỉ có thể tiến hành một lần hội nghị thường ủy, chủ yếu là nghiên cứu về lịch đi lên tham gia đại hội đảng.
lần này nói ra thay đổi nhân sự mà mang tới tranh luận chỉ sợ tạo thành ảnh hưởng không tốt. Chẳng lẽ bí thư Lăng định thỏa hiệp? Lăng Chính Dược cũng đang khá tức giận. Triệu Quốc Đống đã báo cáo với hắn về tư tưởng thành lập phòng giao dịch sản quyền An Nguyên, ý này làm hắn rất phân chấn. Triệu Quốc Đống này đúng là có chút năng lực, không ngờ muốn lợi dụng tâm trạng muốn có thành tích của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin để bắt tay với Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin cùng thành lập phòng giao dịch sản quyền An Nguyên. Chủ yếu là giải quyết quyền giao dịch cổ phần của các công ty vừa và nhỏ. Mới đầu hắn còn lo lắng Triệu Quốc Đống có phải muốn thành lập phòng giao dịch này ở Ninh Lăng không, nhưng Triệu Quốc Đống nói rõ thực lực kinh tế của Ninh Lăng mặc dù đuổi kịp An Đô nhưng từ ý nghĩa chính trị và vị trí địa lý và sức ảnh hưởng trong cả nước thì An Đô thích hợp hơn Ninh Lăng rất nhiều. Phòng giao dịch này nếu được thành lập chỉ có thể thành lập ở An Đô, mà công việc này cần lập tức khởi động để phòng mấy thành phố lớn khác như Trịnh Châu, Vũ Hán hoặc là Thành Đô, Trùng Khánh đoạt lấy, cũng đề nghị Lăng Chính Dược làm tổ trưởng. Hắn làm phó, công tác cụ thể do Dương Kính Quang và Trương Hoành Vĩ đến phụ trách. Điều này làm Lăng Chính Dược rất hài lòng. Hắn phản cảm nhất là ai nói tới công tác kinh tế đều như là công việc bên ủy ban tỉnh, không có quan hệ gì mấy với tỉnh ủy, hình như bên tỉnh ủy không có ai am hiểu công tác kinh tế vậy. Vì thế hắn vừa tới An Nguyên đã bắt đầu xác lập nguyên tắc là tỉnh ủy nhất định phải có quyền chủ đạo trong lĩnh vực kinh tế, đương nhiên quyền thao tác cụ thể do chính quyền làm. Vì thế việc hắn gây khó dễ với Triệu Quốc Đống trong mấy hạng mục vừa rồi ở Miên Châu, Thông Thành cũng là vì nguyên nhân này. Nhưng bây giờ xem ra thái độ của Triệu Quốc Đống đã có thay đổi, bắt đầu biết tôn trọng mình. Điều này làm Lăng Chính Dược khá vui vẻ. Mọi người tôn trọng lẫn nhau thì dù là có vài vấn đề có quan điểm khác nhau thì Lăng Chính Dược cũng không phải là người hẹp hòi. Ví dụ như chuyện Trương Hoành Vĩ làm trợ lý chủ tịch tỉnh thì hắn cũng không gây khó dễ. Bộ Phú Hải không hy vọng Khâu Nguyên Phong làm phó giám đốc sở công an, nhưng Lăng Chính Dược lại biết rõ tình huống của Khâu Nguyên Phong. Tuổi đủ, từng là thủ trưởng của Triệu Quốc Đống. Có quan hệ đặc thù này làm Lăng Chính Dược không thể không cân nhắc, nhưng ở trong giai đoạn mẫn cảm này thì Lăng Chính Dược không muốn có mâu thuẫn quá lớn với Triệu Quốc Đống. Vấn đề bên thành phố An Đô có thể kéo dài một chút, lưu Triệu Quốc đi đâu, hai vị trí hắn lưu lại cũng khiến không thiếu người đỏ mắt. Ở điểm này Lăng Chính Dược biết rõ. Thành phố An Đô hy vọng thị ủy An Đô có quyền chọn người, điều này có thể hiểu nhưng tỉnh ủy mới là người có quyền quyết định cuối cùng. Mà Tương Hữu Tuyền cũng có ý của mình về chức bí thư đảng ủy chính pháp An Đô. Mỗi người đều có quan điểm, tính cách của Tề Hoa khá mềm mỏng, mà ban tổ chức cán bộ lại chưa ổn định nên không làm được gì. Có phải là mình yêu cầu quá cao về hắn không? Lăng Chính Dược có một cảm giác rất buồn bực, có lẽ sau khi Viên Chí Kiên tiến vào thường ủy thì mình sẽ cân nhắc điều chỉnh vài thường vụ một chút. Vị trí trưởng ban tổ chức cán bộ rất quan trọng, nhiều lúc có thể tạo được tác dụng chống đỡ kiên cường. Nếu có thể thì mình để Trần Anh Lộc làm trưởng ban tổ chức cán bộ, Viên Chí Kiên làm trưởng ban thư ký, về phần Tề Hoa có lẽ nên suy nghĩ để hắn sang làm chủ tịch mặt trận tổ quốc hoặc điều đi khỏi An Nguyên. Triệu Quốc Đống gác máy, là Miêu Trấn Trung gọi tới. Miêu Trấn Trung tiết lộ vài tình hình, hội nghị thường vụ trước đại hội đảng 17 có thể sẽ thảo luận một vài vấn đề nhân sự. Ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đang tích cực nghiên cứu, sẽ điều chỉnh bộ máy ở vài nơi như Sở Công an, An Đô, Lô Hoa, phạm vi điều chỉnh không lớn nhưng lại khá mẫn cảm. Triệu Quốc Đống hiểu ý của Miêu Trấn Trung, vấn đề Vu Đan cần giải quyết, Triệu Quốc Đống cũng đã cân nhắc. Hắn dự định để Tăng Lệnh Thuần lên làm phó trưởng ban thư ký ủy ban tỉnh kiêm chánh văn phòng. Như vậy Lưu Như Hoài có thể đảm nhiệm chức trưởng ban thư ký, mà Vu Đan có thể tiếp nhận chức bí thư quận ủy Tây Giang. Triệu Quốc Đống cũng đã đề cập với Lăng Chính Dược về việc điều Tăng Lệnh Thuần lên ủy ban tỉnh, Lăng Chính Dược không phản đối cho nên vấn đề này không lớn. Quan trọng nhất là việc Vu Đan tiếp nhận chức bí thư quận ủy Tây Giang thì sẽ thành thường vụ thị ủy Ninh Lăng, cũng cần thông qua hội nghị thường vụ tỉnh ủy, có thể nhân cơ hội này điều chỉnh. Đây coi như là giao dịch nhưng là giao dịch quang minh chính đại. Triệu Quốc Đống thầm nghĩ Lăng Chính Dược chắc không vì một chức cấp phó giám đốc sở mà gây khó dễ với Miêu Trấn Trung chứ. Đây đúng là một cơ hội, trong thời gian Lăng Chính Dược đã bắt đầu thay đổi thái độ, có lẽ bị tư tưởng mở phòng giao dịch sản quyền ảnh hưởng nên ở nhiều vấn đề Lăng Chính Dược đã có tính phối hợp. Ví dụ như vấn đề hạng mục bên Miên Châu, tài chính tỉnh đã bắt đầu dồn xuống, tập đoàn xây dựng An Nguyệp cũng đầu tư không ít. Lăng Chính Dược trong một trường hợp đã hỏi Dương Kính Quang về tình hình bên đó, cũng hỏi tập đoàn xây dựng An Nguyên có thể ảnh hưởng đến hạng mục khác khi tiến vào hạng mục này không. Điều này làm Dương Kính Quang đổ mồ hôi. Không ngờ Lăng Chính Dược cũng không dây dưa nhiều ở vấn đề này, chỉ nhắc nhở thu xếp hợp lý. Điều này làm Dương Kính Quang có chút kinh ngạc.
Chẳng qua Lăng Chính Dược đúng là rất có hứng thú với phòng giao dịch sản quyền, lúc Triệu Quốc Đống ở Bắc Kinh bàn việc này thì Lăng Chính Dược cũng tự gọi tới hỏi tiến triển thế nào. Có tâm trạng gấp như Lăng Chính Dược còn có Quan Kinh Sơn. Hắn gần như mỗi ngày đều gọi điện tới hỏi tình hình. Triệu Quốc Đống ở Bắc Kinh 4 ngày, mãi đến khi lên máy bay quay về An Đô thì cũng nhận được điện của Quan Kinh Sơn. Làm cho Triệu Quốc Đống cảm thấy vui mừng chính là người phụ trách tổ chủ bị thành lập Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin rất có hứng thú với đề nghị của An Nguyên. Sau khi hỏi rõ chi tiết tư tưởng, cũng nghe An Nguyên nói qua về quy hoạch của phòng giao dịch này. Người phụ trách kia rất tán thành với việc này, thậm chí còn chuyên môn mời Triệu Quốc Đống gặp mặt nói chuyện 2 lần. 2 ngày sau khi thảo luận việc này với tổ chủ bị, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin lại tiến hành tọa đàm với Triệu Quốc Đống, bàn về vài chi tiết cụ thể. Sơ bộ đồng ý An Nguyên có thể tiến hành triển khai công việc chuẩn bị, cũng ký hiệp định thỏa thuận với An Nguyên, đó chính là tạm thời không cân nhắc nơi khác, chọn An Nguyên. Quyển 19, chương 113. Triệu Quốc Đống mang theo tin này về bị mọi người chú ý, mà tin này rất nhanh kích thích các thành phố lớn xung quanh. Ví dụ như Trịnh Châu và Trùng Khánh đều có ý này, Vũ Hán cùng Thành Đô cũng muốn thử. Chẳng qua An Đô đã đi trước một bước đạt thỏa thuận với Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin. Hơn nữa trước đó An Nguyên đã chuẩn bị ngầm từ trước, thậm chí còn sớm ký hợp đồng với một công ty phát triển hệ thống phần mềm sàn giao dịch, yêu cầu trong nửa năm phải đưa ra một hệ thống phần mềm tương tự như trung tâm giao dịch Thâm Quyến, Thượng Hải. Lăng Chính Dược thậm chí chuyên môn triệu tập lãnh đạo các sở ban ngành kinh tế có liên quan để thảo luận việc này, đưa ra công việc này do Dương Kính Quang phụ trách chính, hắn và Triệu Quốc Đống toàn lực ứng phó, phối hợp, ủng hộ, cần gì cho đó. Cần lãnh đạo chủ yếu tỉnh ủy, ủy ban tỉnh ra mặt thì hắn và Triệu Quốc Đống quyết không từ chối. Lăng Chính Dược đẩy công việc lên độ cao như vậy đủ để thấy hắn coi trọng hạng mục này như thế nào, cũng chứng minh hắn không phải không hiểu gì về công tác kinh tế. Mặc dù phòng giao dịch sản quyền này không thể thành trung tâm giao dịch chứng khoán công khai như Thâm Quyến, Thượng Hải, nhưng đối với Trung Quốc đang trong giai đoạn phát triển kinh tế nhanh chóng này thì công ty vừa và nhỏ luôn gặp khó khăn về tài chính. Mà phòng giao dịch này sẽ giúp các công ty vừa và nhỏ có thời cơ phát triển, nếu có thể thông qua sân khấu này tìm được nhà đầu tư chiến lược, hoặc làm công ty đạt được tài chính để phát triển, nếu như An Đô thậm chí An Nguyên có một loạt hệ thống chính sách theo kịp thì chắc chắn sẽ trở thành nơi tốt nhất để công ty vừa và nhỏ trong khu vực đất liền lựa chọn. Lăng Chính Dược đánh giá cao sự mẫn cảm của Lăng Chính Dược. Vị bí thư tỉnh ủy này vứt bỏ nhân tố khác thì đúng là đáng khen. Nhất là khát vọng phát triển kinh tế của hắn vượt xa so với Ninh Pháp và Ứng Đông Lưu. Mặc kệ hắn xuất phát từ mục đích gì nhưng hắn muốn kinh tế An Nguyên phát triển, đương nhiên đúng là vì hắn muốn làm thế nên có vài phương diện hắn làm hơi quá, nhất là làm một bí thư tỉnh ủy chỉ huy toàn cuộc thì hơi lệch quỹ đạo một chút, tức là anh khiến toàn bộ công việc đi chệch. Được rồi Hứa Kiều, hạng mục hợp tác giữa Thạch Hóa và BAS thì do Cục Bảo vệ Môi trường các cô theo trình tự tiến hành giám sát. Đây là nguyên tắc mà Hội nghị Thường vụ tỉnh ủy đã xác định, Hội nghị Thường trực Quốc vụ viện phê duyệt cho ý kiến. Kể cả hạng mục bên Trung Hóa và An Hóa thì các cô cũng cần giám sát chặt chẽ, từ tiến hành xây dựng đến sản xuất. Triệu Quốc Đống xua tay nói, Hứa Kiều có phải là quá cẩn thận không? Chuyện này đã được quyết định mà không ngừng nói ra điều lo lắng, cô trước đây đâu có tính cách này. Điều này làm Triệu Quốc Đống có chút đau đầu. Chúng ta nói chuyện khác đi. Chủ tịch. Chỉ sợ tôi còn phải nói chuyện với ngài về 2 hạng mục này. Chờ nói xong thì nói chuyện khác cũng không muộn. Hứa Kiều rất kiên trì. Được rồi, nói đi, cô cảm thấy còn có vấn đề gì? Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng gật đầu. Ít nhất hắn khen thái độ công việc của cô, không giống một số người nói tới công việc là ấp úng. Tôi cảm thấy tốc độ đẩy mạnh 2 hạng mục này quá nhanh, mặc dù trước đó bên thông thành chuẩn bị khá đầy đủ nhưng tôi tới thấy công trường nở hoa khắp nơi. Không biết là do yêu cầu của bên đầu tư hay của chính quyền địa phương, đặt ra yêu cầu rất khắt khe với đơn vị thi công. Như vậy dễ gây ra sự cố. Đây vốn không phải công việc của cục tôi, nhưng đây là công ty hóa chất, nhất là trong quá trình thi công lưu lại tai họa ngầm có lẽ là quả bom nổ chậm cho tai nạn sau này. Một khi xảy ra chuyện thì ảnh hưởng đối với hoàn cảnh là không thể đoán trước. Hứa Kiều nghiêm túc nói. Vậy cô có đề nghị gì? Triệu Quốc Đống nhíu mày nói. Bên Cục Giám sát An toàn Lao động vì Hội nghị Thường vụ đã thông qua, bên thông thành lại rất tích cực nên bọn họ khá buông lỏng ở phương diện này. Tôi đã nhắc việc này với Chủ tịch Ứng Hoa nhưng hắn không quá để ý, tôi rất lo lắng nếu xảy ra chuyện thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Chủ tịch, ngài có thể nói một câu với Cục trưởng Cổ, yêu cầu y chú ý nhiều hơn với 2 hạng mục bên thông thành.
Tôi hiểu rồi. Triệu Quốc Đống lấy máy ra gọi ngay cho Cổ Viễn Sơn, hắn nói với giọng điệu khá nghiêm túc, Cổ Viễn Sơn cũng hứa nhất định sẽ làm theo yêu cầu của Triệu Quốc Đống, tăng cường giám sát việc xây dựng hai hạng mục của thông thành. Thấy Triệu Quốc Đống gọi điện xong, Hứa Kiều mới yên tâm. Sau khi từ thông thành về, đó là tảng đá đè nặng trong lòng cô. Lúc ấy cô đã đưa ra ý kiến với lãnh đạo liên quan bên thông thành, nhưng cô cảm thấy bên thông thành chỉ mong sớm hoàn thành hai hạng mục này, bề ngoài là chăm chú lắng nghe lời cô nói nhưng thực ra không quá để ý, hơn nữa đây đúng là không phải chức trách của Cục Bảo vệ Môi trường. Sau khi về cô đã báo cáo với Long Ứng Hoa có phản ứng giống bên thông thành, chỉ tỏ vẻ sẽ quan tâm một chút nhưng không coi trọng. Ngay khi Triệu Quốc Đống và Hứa Kiều đang bàn về vấn đề tuyển cử cuối năm, Cổ Viễn Sơn ở một chỗ khác nhận được điện lại không cho là đúng. Long Ứng Hoa chắp tay sau lưng chăm chú nhìn công trường xây dựng. Sao thế, vẻ mặt không được tốt thì phải. Long Ứng Hoa thu ánh mắt thản nhiên nói với Cổ Viễn Sơn. Ôi, không phải do hai hạng mục bên thông thành sao? Không biết Chủ tịch Triệu sao nhát gan như vậy, không ngừng nhắc tôi chú ý tăng cường giám sát an toàn của hai hạng mục bên thông thành. Công ty chưa xây dựng xong thì có thể có bao vấn đề chứ? Nếu thi công có vấn đề, chết một hai người cũng là rất bình thường mà, không biết chủ tịch tỉnh rốt cuộc nghĩ như thế nào nữa. Tôi thấy lúc hắn làm bí thư thị ủy Ninh Lăng thì Ninh Lăng làm nhiều hạng mục lớn như vậy cũng đâu có vấn đề gì. Cổ Viễn Sơn lạnh nhạt nói. Hắc hắc, thân phận bây giờ đã khác nên quan tâm công việc cũng khác. Long Ứng Hoa cười nói. Chủ tịch Triệu bây giờ chú ý dân sinh, mở miệng là nhắc tới xã hội hài hòa, vấn đề dân sinh. Nó khác hẳn so với quan niệm tư tưởng toàn tâm toàn ý phát triển mà hắn đưa ra ở Ninh Lăng. Ồ, chú ý là việc tốt nhưng cũng không thể ảnh hưởng tới phát triển mà. Chủ tịch Ứng Hoa, chúng tôi cũng có điểm khó xử. Cổ Viễn Sơn hiện lên nụ cười kỳ quái. Được rồi, anh đừng giả ngu trước mặt tôi nữa. Anh làm ở mảng này nhiều năm chẳng lẽ còn cần tôi dạy anh? Long Ứng Hoa trầm giọng nói. Dù là công việc gì cũng phải phục tùng công việc trung tâm. Trong nhiều đại hội bí thư Lăng đã nhấn mạnh an nguyên chúng ta vẫn là tỉnh không quá phát triển. Mặc dù tổng GDP không thấp nhưng thu nhập bình quân đầu người lại kém xa so với khu vực duyên hải. Công việc trung tâm của chúng ta là phát triển kinh tế, phải bài trừ mọi lực cản, chỉ có phát triển kinh tế mới có thể nói tới nhân tố khác. Cổ Viễn Sơn gật đầu, việc này liên quan tới tranh luận ở trên cao, biện pháp tốt nhất của hắn chính là im lặng. Nhưng bây giờ quan điểm hài hòa và dân sinh cũng lưu hành. Theo tôi đây chỉ là dùng mánh lới quên đi căn bản. Long Ứng Hoa vốn định nói một câu là quên mình đã phát triển lên như thế nào nhưng nghĩ lại một chút nên hắn cắt bớt đi. Quyển 19, chương 114. Sau khi có mặt tham gia lễ khởi công một công trình ở Kiến Dương, Triệu Quốc Đống cùng với bí thư thị ủy, thị trưởng Kiến Dương đi khảo sát tình hình phát triển công nghiệp của Kiến Dương. Lý Tấn, bí thư thị ủy Kiến Dương là người được Lăng Chính Dược mang từ ban tổ chức cán bộ trung ương xuống. Còn khá trẻ, chưa đầy 40, chỉ hơn Triệu Quốc Đống 2 tuổi. Thành Cự, thị trưởng lại là người quê Kiến Dương, 47 tuổi, năm ngoái từ chức phó bí thư chuyển sang làm thị trưởng. Nhâm Vi Phong lúc gọi điện cho Triệu Quốc Đống cũng nói tới người này, nói Trương Quảng Lan có ấn tượng rất sâu về người này, từng nhắc tới hắn. Kiến Dương là thành phố mạnh về công nghiệp, những năm 90 đã phát triển rất nhanh nhưng sang những năm 2000 thì gặp không ít khúc chiết và khó khăn. Hai năm nay hơi hồi phục đôi chút nhưng vẫn chưa ổn định. Đây là cục diện mà thị ủy, ủy ban Kiến Dương vẫn cố gắng thay đổi. Triệu Quốc Đống cùng đi với Lý Tấn, Thành Cự khảo sát công ty chế tạo tài liệu hợp kim đặc biệt An Nguyên. Đây là một công ty quân đội chuyển sang dân doanh, chủ yếu sản xuất hợp kim cho ngành hàng không, sản xuất xe tăng. Quy mô công ty không lớn, tổng cộng hơn 2.000 công nhân, nhưng hiệu quả kinh doanh khá tốt, nhất là theo nhu cầu quốc phòng tăng lên. Càng khiến nguồn cung của công ty được tăng lên. Công ty vừa xây dựng xong giai đoạn 2, quy hoạch xây dựng 3 đã trình lên Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia và Bộ Quốc phòng phê duyệt. Hiện nay công ty chúng tôi gặp áp lực mở rộng rất lớn. Chúng tôi đã ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm tới năm 2010, giai đoạn 2 đã chính thức đi vào sản xuất nhưng chúng tôi gặp vấn đề khó khăn là tài nguyên nhân lực, thiếu công nhân lành nghề, đây là hạn chế lớn nhất đối với việc mở rộng sản xuất, tăng trưởng quy mô của công ty chúng tôi. Tổng Giám đốc Công ty Tài liệu Hợp kim đặc biệt đang giới thiệu tình hình phát triển của công ty. Triệu Quốc Đống rất nghiêm túc lắng nghe. Mấy năm qua Trung ương không ngừng tăng lên cho chi phí quốc phòng. Mà theo yêu cầu của Trung ương thì vũ khí sản xuất trong nước sẽ được sử dụng nhiều hơn, vì thế Trung ương yêu cầu càng lúc càng cao,
càng lúc càng coi trọng hơn với các công ty sản xuất vũ khí trong nước. Công ty này là công ty hàng đầu trong sản xuất tài liệu quốc phòng, sản phẩm chủ yếu cung cấp cho quân đội. Mà do trước đó chuẩn bị không đủ nên bây giờ công ty thiếu công nhân lành nghề, ngay cả giai đoạn 2 cũng không thể thỏa mãn. Mà công nhân lành nghề không phải nửa năm một năm là đào tạo được ngay. Nếu giai đoạn 3 xây dựng xong thì thiếu càng lớn hơn. Sao, hai vị, công ty đưa ra yêu cầu với đảng ủy chính quyền đó. Kiến Dương là một trong các trụ sở công nghiệp của An Nguyên, nhất là gia công cơ giới càng có ưu thế trời ban. Công ty N này có tình huống như thế nào thì chúng ta cũng thấy đó, hợp đồng đã ký tới năm 2010, công nhân không ngừng phải làm thêm. Đây là nhu cầu sản phẩm quốc phòng, chất lượng không được sai lầm, công nhân làm thêm mãi cũng không được. Đảng ủy, chính quyền địa phương chúng ta cần phải giải quyết lo lắng cho công ty. Triệu Quốc Đống mỉm cười nhìn Lý Tấn và Thành Cự, còn có lãnh đạo liên quan của Sở Giáo dục tỉnh. Hệ thống đào tạo dạy nghề của Kiến Dương khá trì trệ, Sở Giao thông cũng cần phải cân nhắc bù lại phương diện này, tham khảo kinh nghiệm phát triển của các địa phương khác. Chủ tịch Triệu, điểm này Kiến Dương chúng tôi cũng đã ý thức được, cũng đang tích cực phối hợp với Sở Giáo dục, tiến hành đào tạo công nhân. Sở Giao thông đã giúp chúng tôi phối hợp với các học viện dạy nghề ở An Đô, Miên Châu, Hoài Khánh cùng với Ninh Lăng, hy vọng bọn họ có thể tăng các khóa đào tạo trong lĩnh vực này. Đồng thời thành phố cũng đưa ra một loạt chính sách khuyến khích sinh viên các đường nghề đến các công ty Kiến Dương chúng tôi thực tập, làm việc. Lý Tấn tiếp lời. Ừ, đào tạo dạy nghề là công tác trong thời gian dài. Nhất là đối với một thành phố công nghiệp mà nói thì đào tạo dạy nghề quan hệ đến việc kinh tế công nghiệp có thể có dòng máu mới bù đắp không. Ở điểm này làm lãnh đạo chủ yếu cần phải có nhận thức đầy đủ. Ra khỏi công ty N, lên xe, Triệu Quốc Đống nói với Lý Tấn, Thành Cự. Ở phương diện này Kiến Dương có thể học tập Miên Châu cùng Hoài Khánh nhiều hơn. Kiến Dương gặp cơ hội phát triển, ngành sản xuất cơ giới liên tục khởi sắc, một loạt các công ty lớn lục tục tới đầu tư vào Kiến Dương các anh, đây là việc tốt. Làm như thế nào để bồi dưỡng được công ty sản xuất cơ giới của địa phương lên, làm lớn mạnh cũng là vấn đề mà đảng ủy, chính quyền địa phương cần phải cân nhắc. Lý Tấn lần đầu chính thức tiếp xúc với Triệu Quốc Đống. Thực tế lúc hắn ở trên ban tổ chức cán bộ trung ương đã nghe danh nhân vật truyền kỳ này. Lúc trước Bí Thư Lăng rất muốn giúp Long Ứng Hoa làm thường vụ tỉnh ủy An Nguyên, kết quả thất thủ trong tay vị chủ tịch Triệu này, chuyện này làm hắn có ấn tượng rất sâu. Bởi vì theo Lý Tấn nhớ xếp Lăng thường tính rất kỹ rồi mới hành động, cũng có uy tín tốt với trưởng ban Chư Hiền. Chỉ cần việc Lăng Chính Dược muốn làm thì không có gì không thành công. Nhưng lần đó lại bị tỉnh ủy An Nguyên kiên quyết phản đối. Đương nhiên Bí Thư tỉnh ủy An Nguyên lúc ấy là Ứng Đông Lưu cũng có sức ảnh hưởng không nhỏ, bây giờ sắp thành ủy viên Bộ Chính trị. Vị trước mắt này có vẻ là đi theo Ứng Đông Lưu, có quan hệ thực ra không phải quá kém với Bí Thư Lăng như mọi người vẫn nghĩ. Chủ tịch Triệu, đào tạo dạy nghề đúng là nhược điểm của Kiến Dương chúng tôi. Chúng tôi cũng chú ý tới điểm này. Thành phố cũng mở hội nghị tiến hành nghiên cứu, quyết định thông qua một khoản kinh phí chuyên nghiệp ủng hộ đào tạo dạy nghề. Có lẽ 2-3 năm tới tình hình sẽ thay đổi hẳn. Còn trong 2-3 năm này chúng tôi còn cần nhờ thành phố, thị xã anh em ủng hộ. Thành Cự thấy Lý Tấn tựa hồ có chút thất thần nên vội vàng tiếp lời. Ừ, hai anh ý thức được điểm này là rất tốt. Hiện nay trong tỉnh phát triển rất không cân bằng, điều kiện trụ cột của Kiến Dương tốt, Bí Thư Lăng cũng rất kỳ vọng vào Kiến Dương, hy vọng trong 2 năm tới Kiến Dương có biến hóa rõ ràng, trở về top 5 toàn tỉnh. Không biết các anh có tự tin làm được không? Triệu Quốc Đống cười nói. Triệu Quốc Đống nói làm Lý Tấn, Thành Cự thấy áp lực không nhỏ. Theo xu thế phát triển hiện nay thì năm nay Ninh Lăng sẽ vượt An Đô để đứng đầu cả tỉnh, 2 năm sau khoảng cách giữa hai nơi có lẽ còn kéo rộng ra. Hoài Khánh mặc dù không thể so sánh với Ninh Lăng, ép nhưng vẫn bỏ Vĩnh Lương một quãng xa. Miên Châu, Kiến Dương cùng với Tân Châu cũng có chênh lệch với Vĩnh Lương, 2-3 năm nếu muốn đuổi kịp thì trừ khi có xu thế phát triển như Ninh Lăng mấy năm trước, còn đâu là không thể. Mà Tân Châu mấy năm qua không có dấu hiệu đột nhiên tăng mạnh, cũng không trì trệ, vẫn có tốc độ phát triển cao hơn bình quân toàn tỉnh, vì thế bây giờ Miên Châu, Kiến Dương cùng với Tân Châu có GDP chỉ hơn kém nhau không nhiều, nói cách khác 2% thậm chí 1% sẽ quyết định nơi nào lên top 5. Hắc hắc, Chủ tịch, đây là việc rất khó khăn, tôi và Lão Thành thật không có chuẩn bị tâm lý. Lý Tấn có chút xấu hổ cười nói. Miên Châu đang đẩy mạnh xây dựng hành lang khoa học kỹ thuật Tỳ Bà Khê. Cũng bao gồm xây dựng cả đô thị mới của Miên Châu, Bối Thiết Lâm cũng đặt mục tiêu vào top 5, thậm chí còn hy vọng vượt qua Vĩnh Lương, mà tỉnh cũng ủng hộ không hề ít. Sao,
cảm thấy áp lực ư? Triệu Quốc Đống hỏi lại một câu. Chủ tịch Tỉnh, Miền Châu mấy năm qua phát triển rất nhanh, hành lang khoa học kỹ thuật của bọn họ thực tế là gồm cả xây dựng nội thành mới, hấp dẫn không ít nhà đầu tư chú ý. Nói thật công tác đúng là có áp lực. Lý Tấn nhìn thoáng qua Thành Cự, không có che giấu tâm trạng của mình. Vậy Kiến Dương có suy nghĩ gì? Triệu Quốc Đống lại hỏi. Có áp lực là tốt, cảm thấy áp lực thì mới có động lực, cũng khiến thị ủy, ủy ban thành phố Kiến Dương đưa ra quy hoạch. Ở điểm này tôi đề nghị Kiến Dương có thể cân nhắc kỹ sản nghiệp ưu thế của mình. Tỉnh rất nhanh sẽ có quy hoạch, các anh có thể kết hợp với tình hình thực tế của địa phương mà đưa ra quy hoạch lâu dài của mình, như vậy có thể phù hợp ý đồ của tỉnh, có thể thực hiện đặc sắc của địa phương. Triệu Quốc Đống đã xem qua quy hoạch phát triển của Kiến Dương, không có đặc sắc. Lý Tấn là bí thư thị ủy thì hắn không thể nói làm được hay không, ít nhất hắn giỏi khống chế cục diện. Thành Cự là cán bộ gốc Kiến Dương mà cũng phải rút tay rút chân. Nhưng bí thư thị ủy can thiệp quá nhiều vào công tác của chính quyền là không hay. Hơn nữa Lý Tấn cũng không giỏi về việc nắm bắt cơ hội phát triển và tìm con đường phát triển của Kiến Dương. Triệu Quốc Đống không thể không nhắc nhở đối phương. Quyển 19, chương 115. Triệu Quốc Đống đang từng bước phát huy sức ảnh hưởng của mình, áp dụng sức ảnh hưởng của mình, đây là một quá trình lâu dài. Dù sao sức ảnh hưởng của hắn ở y chủ yếu là tại Ninh Lăng. Ở Ninh Lăng thì sức ảnh hưởng của hắn cực lớn nhưng các thành phố, thị xã khác lại khá yếu. Hắn phải thông qua nhiều công việc để bù đắp, sau đó lợi dụng quyền lực ở vị trí này mà bồi dưỡng sức ảnh hưởng và uy tín phù hợp với thân phận chủ tịch tỉnh của hắn. Cũng may mấy năm hắn làm việc ở Ninh Lăng khiến thành công và ảnh hưởng của hắn không chỉ cực hạn tại Ninh Lăng. Nhất là một số cán bộ Ninh Lăng đi ra bên ngoài đã khiến hắn dần tạo ảnh hưởng ở các nơi khác. Ví dụ như Vưu Liên Hương tại Đường Giang, Trúc Văn Khôi tại Hoài Khánh, còn có mấy người vốn có quan hệ tốt với hắn là Bối Thiết Lâm tại Miên Châu, Trang Quyền tại Tân Châu, Đặng Nhược Hiền tại Vinh Sơn. Mấy người phía sau tuy có quan hệ kém hơn so với Trung Dược Quân, Tiêu Phượng Minh cùng Vưu Liên Hương, nhưng theo địa vị càng lúc càng được củng cố của Triệu Quốc Đống, quan hệ hỗ trợ lẫn nhau dần chuyển đổi, đương nhiên đây cũng cần quá trình. Là chủ tịch tỉnh nên có nhiều điểm hắn kém hơn so với bí thư tỉnh ủy. Nếu như nói quan hệ giữa chủ tịch tỉnh và bí thư tỉnh ủy không hài hòa thì sức ảnh hưởng của hắn sẽ bị giảm nhiều. Tăng sức ảnh hưởng của mình có nhiều cách, nắm bắt cơ hội đẩy mạnh phát triển kinh tế, thể hiện năng lực của mình, có thể thông qua phương pháp này để tăng lên, cũng có thể phát huy tác dụng của mình ở những vấn đề bổ nhiệm nhân sự. Điều chỉnh nhân sự trước đại hội đảng thường ít diễn ra, nhưng cũng không có nghĩa sẽ không có. Trong ngẫu nhiên luôn có điều tất nhiên, đầu tháng 9 Thái Chánh Dương từ chức bí thư tỉnh ủy Điền Nam, đảm nhiệm bí thư tỉnh ủy tỉnh Dự, tỉnh lớn nhất Trung Quốc. Tỉnh ủy Ưu cũng có điều chỉnh vi diệu, do yêu cầu công việc nên Nguyên Tư lệnh quân khu tỉnh Ba Kiên Cường không làm thường vụ tỉnh ủy nữa, chính ủy quân khu tỉnh Hồ Vạn Sơn đảm nhiệm thường vụ tỉnh ủy. Ba Kiên Cường rời đi cùng Hồ Vạn Sơn đảm nhiệm nhìn như chỉ là điều chỉnh về hình thức trong lãnh đạo quân khu tỉnh nhưng nó lại tạo ra nhiều suy đoán khác biệt trong hội nghị thường vụ tỉnh ủy. Sau khi thảo luận xong về lịch trình tham gia đại hội đảng toàn quốc, tiếp theo là mấy đề tài bên ngoài, nhưng mấy đề tài ngoài này mới làm mọi người chú ý hơn. Đại hội đảng là hội nghị rất quan trọng đối với đảng ta. Tôi nghĩ những người tham gia hội nghị như chúng ta cần phải có chuẩn bị tốt, chăm chú tham gia hội nghị, nắm vững chính sách tinh thần của hội nghị, tôi không nói thêm nữa. Lăng Chính Dược đổi giọng. Trước đại hội đảng vốn không nên điều chỉnh nhân sự nhưng nhiều công việc ở ngay trước mắt, cần phải chứng thực. Ban tổ chức cán bộ đã tiến hành điều tra khảo sát các cán bộ, tôi nghĩ nên chứng thực ngay trong hội nghị lần này. Lão Tề, anh giới thiệu qua tình hình với các thường vụ. Tề Hoa hắng giọng nhìn quanh. Phạm vi điều chỉnh lần này không quá lớn, chỉ là có vài vị trí đúng là cần phải điều chỉnh. Ví dụ như bí thư thị ủy Lưu Hóa, Chư Lương đã được hội nghị đại hội đại biểu nhân dân tỉnh bổ nhiệm làm ủy viên đại hội đại biểu nhân dân tỉnh. Vì thế tỉnh ủy cần nhanh chóng xác định người làm bí thư thị ủy Lưu Hóa. Ngoài ra còn có vài cán bộ ở Sở Công an, thành phố An Đô và Ninh Lăng cần điều chỉnh. Cho nên theo ý kiến của Bí Thư Lăng, cũng dựa theo trình tự nhất định, ban tổ chức cán bộ đã tiến hành tìm hiểu từng ứng viên, trước mặt mọi người đều có giới thiệu chi tiết về từng ứng viên. Tôi xin giới thiệu đơn giản một chút. Trưởng ban Tề, tôi muốn hỏi một câu. Lưu Triệu Quốc làm thường vụ thị ủy, Cục trưởng Cục Công an An Đô nhiều năm mà điều chỉnh tại sao chỉ là làm y từ chức Cục trưởng Cục Công an. Tiếp tục giữ chức thường vụ thị ủy, bí thư đảng ủy chính pháp. Trưởng ban tuyên giáo Hắc Mộng Hiệp cau mày hỏi.
Còn có Tằng Lệnh Thuần nếu điều lên ủy ban tỉnh làm phó trưởng ban thư ký, Lãnh Như Băng làm trưởng ban thư ký thị ủy, nhưng Vu Đan từ chủ tịch quận Tây Giang lên làm bí thư quận ủy, vào thường vụ thị ủy Ninh Lăng thì có phải là quá nhanh một chút không? Hắc Mộng Hiệp là một người đứng trung lập trong các thường vụ tỉnh ủy, hắn làm thường vụ tỉnh ủy đã vài năm nhưng vẫn là nhân vật không dựa vào bên nào, có thái độ khá độc lập trong hội nghị thường vụ. Chỉ cần hắn có câu hỏi là không hề khách khí nói ra. Lúc Ứng Đông Lưu làm bí thư, Hắc Mộng Hiệp cũng thường xuyên đưa ra câu hỏi sắc bén, nhất là bổ nhiệm nhân sự. Cũng may thái độ của hắn không đặc biệt nhằm vào ai hoặc phương nào. Tề Hoa thấy Hắc Mộng Hiệp hỏi như vậy không khỏi có chút đau đầu. Hắc Mộng Hiệp cho đến bây giờ luôn là người không theo quy củ. Lúc trước Ứng Đông Lưu cùng Hàn Độ cũng bất đắc dĩ với Hắc Mộng Hiệp. Chẳng qua mấy hội nghị thường vụ trước đó Hắc Mộng Hiệp không có biểu hiện gì nên Tề Hoa cũng yên tâm, không ngờ bây giờ đột nhiên nhảy ra gây khó dễ. Trưởng ban Hắc, ban cân nhắc như thế nào? Để đồng chí Tạ Vĩnh Kiệt làm cục trưởng cục công an thành phố An Đô, đồng chí Lưu Triệu Quốc tiếp tục làm bí thư đảng ủy chính pháp một thời gian cũng giúp đồng chí Tạ Vĩnh Kiệt nhanh chóng làm quen công việc của cục công an An Đô. Tề Hoa kiên nhẫn giải thích. Về phần đồng chí Vu Đan làm bí thư quận ủy Tây Giang và làm thường vụ thị ủy cũng không phải phá lệ. Tôi nhớ ngay cả chủ tịch Quốc Đống lúc làm bí thư quận ủy Tây Giang, Ninh Lăng cũng đã thành thường vụ thị ủy. Tây Giang là quận hành chính có kinh tế phát triển nhất của Ninh Lăng, bí thư quận ủy tiến vào thường vụ cũng phù hợp nguyên tắc. Hắc Mộng Hiệp có chút khinh thường nhìn đối phương. Trưởng ban Tề, nếu nói muốn để đồng chí Tạ Vĩnh Kiệt nhanh chóng làm quen công việc như vậy thì không nên đồng thời tiến hành điều chỉnh cục trưởng, phó cục trưởng cục công an thành phố An Đô. Nhưng lần này ngoài Lưu Triệu Quốc gia, còn muốn điều chỉnh cả phó cục trưởng thường trực quản Trường Phong, phó cục trưởng Khâu Nguyên Phong, không biết ban tổ chức cán bộ cân nhắc như thế nào. Có tính tới ảnh hưởng mặt trái với cơ quan công an thành phố An Đô không? Ngoài ra tôi không phải nói bí thư quận ủy Tây Giang vào thường vụ thị ủy là không phù hợp nguyên tắc, mà là đồng chí Vu Đan từ chủ tịch quận lên làm bí thư quận ủy đồng thời vào thường vụ thị ủy có phải quá gấp không? Anh lấy ví dụ chủ tịch Triệu, vậy năm đó chẳng lẽ chủ tịch Triệu cũng trực tiếp từ chủ tịch quận lên làm bí thư đồng thời vào thường vụ thị ủy sao? Hắc Mộng Hiệp hỏi làm Tề Hoa há hốc mồm. Tạ Vĩnh Kiệt làm cục trưởng cục công an thành phố An Đô, quản Trường Phong đảm nhiệm viện trưởng viện kiểm sát An Đô, Khâu Nguyên Phong làm phó giám đốc sở công an, đây là thỏa thuận sau mấy bên đàm phán, vi diệu trong đó người ngoài không thể biết. Đương nhiên bây giờ chỉ có thể coi là ý kiến của ban tổ chức cán bộ. Hắc Mộng Hiệp cũng chính là nắm lấy ý này để tra hỏi. Lăng Chính Dược không khỏi có chút tức giận, không hoàn toàn vì Hắc Mộng Hiệp gây khó dễ. Hắc Mộng Hiệp đưa ra câu hỏi sắc bén nhưng không phải không có lý. Chẳng qua làm trưởng ban tổ chức cán bộ thì ở bất cứ tình huống nào cũng phải có ứng đối, nhanh chóng phản kích. Nhưng biểu hiện Tề Hoa mặc dù không khỏi há hốc mồm nhưng vẻ mặt bất mãn. Đây là hội nghị thường vụ tỉnh ủy, là người khởi xướng đề tài, anh phải có trách nhiệm giải thích. Mình không chuẩn bị chu đáo thì có thể trách được ai? Trưởng ban Hắc, dù là hội nghị thường vụ thông qua, điều chỉnh Tạ Vĩnh Kiệt cũng chỉ là đảm nhiệm chức bí thư đảng ủy cục công an. Còn bầu cục trưởng là do hội nghị đại hội đại biểu nhân dân thành phố An Đô bổ nhiệm. Ban tổ chức cán bộ cũng đã trao đổi với đại hội đại biểu nhân dân thành phố An Đô, thời gian còn hơn một tháng. Hai đồng chí Lưu Triệu Quốc và Tạ Vĩnh Kiệt coi như có thời gian giao tiếp mà. Mặc dù quản Trường Phong cùng Khâu Nguyên Phong đều đi nhưng cục công an thành phố An Đô còn ba vị phó cục trưởng và ủy viên đảng ủy khác. Tôi nghĩ hoàn toàn có thể thuận lợi giúp đỡ Tạ Vĩnh Kiệt nhanh chóng làm quen công việc. Trần Anh Lộc mỉm cười nói xen vào giúp Tề Hoa. Về phần đồng chí Vu Đan làm bí thư quận ủy Tây Giang kiêm thường vụ thị ủy Ninh Lăng có thích hợp hay không thì tôi nghĩ vừa nãy trưởng ban Hắc đã nói. Chủ tịch Triệu công tác ở Ninh Lăng nhiều năm nên chắc hiểu rõ về đồng chí Vu Đan này. Chủ tịch Triệu có quyền lên tiếng lớn nhất, chúng ta có phải nên mời chủ tịch Triệu có ý kiến không? Quyền 19, chương 116. Cáo già, lời này chẳng những đánh lui câu hỏi thứ nhất của Hắc Mộng Hiệp. Hơn nữa còn xảo diệu đá câu hỏi thứ hai sang chân Triệu Quốc Đống. Vu Đan vào thường vụ thị ủy Ninh Lăng mặc dù là ý đồ của Miêu Trấn Trung nhưng đương nhiên cũng có giao tiếp qua với Triệu Quốc Đống. Lúc này Trần Anh Lộc đá sang cho Triệu Quốc Đống, làm Triệu Quốc Đống không thể trực diện ứng phó Hắc Mộng Hiệp, trả lời tốt hay không đều là vấn đề của Triệu Quốc Đống. Một bên là Miêu Trấn Trung, một bên là Hắc Mộng Hiệp, cái này phải xem bản lĩnh của Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống cười cười nhìn Trần Anh Lộc. Vị lão lãnh đạo ngày xưa này đúng là có bản lĩnh ngày càng tăng, chiêu thái cực đẩy sang mình làm mình không thoát thân được. Trưởng ban thư ký Anh Lộc nếu nói như vậy thì tôi cũng sẽ nói một chút.
Triệu Quốc Đống rất bình tĩnh nói. Đồng chí Vu Đan là cán bộ từ tỉnh đoàn xuống Ninh Lăng, còn trẻ, có tài, lại là nữ đồng chí, làm bí thư thị đoàn Ninh Lăng chưa lâu thì xuống quận Tây Giang làm chủ tịch quận. Theo tôi nhớ đồng chí Vu Đan có biểu hiện rất xuất sắc, có điểm cân quắc anh thư. Quận Tây Giang, thị xã Ninh Lăng mấy năm nay phát triển kinh tế rất nhanh đã chứng minh năng lực xuất sắc của Vu Đan trong phương diện này. Tôi cảm thấy một nữ cán bộ có thể nhanh chóng quen thuộc công việc và làm ra thành tích là không hề đơn giản. Về phần tiến một hay hai bước thì theo tôi thấy phải chia làm hai vấn đề. Mặc dù làm thường vụ thị ủy Ninh Lăng nhưng công việc chủ yếu vẫn là ở quận Tây Giang, đây cũng là một sân khấu để Vu Đan tăng lên năng lực và tầm nhìn của mình. Có thể để Vu Đan đứng ở góc độ càng cao hơn cân nhắc vấn đề, trợ giúp Vu Đan trưởng thành. Trưởng ban Mộng Hiệp, ban anh có không ít nữ cán bộ, nhưng nữ cán bộ làm lãnh đạo chủ yếu địa phương không nhiều. Tôi cảm thấy tỉnh cần phải bồi dưỡng nhiều mới đúng. Về sau cán bộ tuyên truyền cũng phải đi xuống, cũng phải có thể hiện càng xuất sắc hơn mới đúng. Bí thư Lăng, Lão Tề, tôi cảm thấy ở điểm này ban tổ chức cán bộ cần lựa chọn nhiều hơn. Trưởng ban Mộng Hiệp, anh nói có đúng không? Câu nói của Triệu Quốc Đống đã nhẹ nhàng phá vỡ được ý đồ của Trần Anh Lộc. Chẳng nhưng điểm ra bên ban tuyên giáo có nhiều nữ cán bộ nên được ban tổ chức cán bộ lựa chọn, cũng đưa ra nên cung cấp sân khấu cho các nữ cán bộ, lời này có thể nói là đầy lý lẽ. Dù là Hắc Mộng Hiệp hay là Tề Hoa đều chỉ có thể gật đầu. Lăng Chính Dược có chút buồn bực, Tề Hoa có biểu hiện quá thất vọng. Trần Anh Lộc lại xảo diệu chuyển quả bóng vào chân Triệu Quốc Đống, không ngờ Triệu Quốc Đống lại có năng lực phản ứng và tài ăn nói lợi hại như vậy. Rất tự nhiên điểm ra tôn chỉ của vấn đề, còn thuận tiện phê bình ban tổ chức cán bộ. Miêu Trấn Trung rất bình tĩnh không có gì khác lạ, Triệu Quốc Đống bị Trần Anh Lộc nhằm vào nhưng hắn biểu diễn quá xuất sắc. Lăng Chính Dược khá uất ức vì mình không thể khống chế cục diện. Mình cần Triệu Quốc Đống ra mặt xử lý như vậy sao? Hắc Mộng Hiệp nói vài câu còn nghĩ rằng hắn là nhân vật siêu nhiên ư. Hừ, chút tâm tư của hắn thì mình còn không biết sao. Lần trước hắn đưa ra ý kiến cần cân nhắc cán bộ bên ban tuyên giáo trao đổi với địa phương, Tề Hoa không để ý tới. Lần này Hắc Mộng Hiệp làm khó Tề Hoa là cố ý. Không ngờ Triệu Quốc Đống lại mượn thế mà dùng. Hắc Mộng Hiệp thấy Triệu Quốc Đống ra mặt đương nhiên sẽ không nói thêm. Trần Anh Lộc đột nhiên chặn ngang làm hắn có chút bất ngờ. Hắn vốn định nhân cơ hội làm khó dễ, trêu chọc Tề Hoa, con rối của Lăng Chính Dược. Không ngờ Trần Anh Lộc lại khá thông minh đẩy vấn đề cho Triệu Quốc Đống. Hắc Mộng Hiệp hơi gật đầu không nói nữa giống như nhận lời giải thích của Triệu Quốc Đống, tán thành đề nghị của hắn. Chẳng qua Triệu Quốc Đống lại cảm thấy ánh mắt của Lăng Chính Dược như đang muốn trao đổi gì đó với người bên phía mình vậy. Ánh mắt đó đương nhiên không có mục tiêu là mình, mà là ngoài Dương Kính Quang ngồi cạnh mình ra thì chỉ có chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Phùng Cương. Nghĩ vậy Triệu Quốc Đống vô thức dùng mình, ánh mắt rất tự nhiên liếc bên kia. Phùng Cương ngồi cạnh Dương Kính Quang như không cảm thấy gì, vẫn cúi đầu viết gì đó. Thi thoảng chỉnh chiếc kính gọng đen trên mũi, mày nhăn lại thành hình chữ, xuyên. Triệu Quốc Đống không biết mình có phải quá mẫn cảm không nhưng nghi hoặc này đã chôn trong lòng hắn. Cục trưởng Khâu, chờ hai hôm nữa phải gọi là giám đốc Khâu rồi. Cận Lỗi không giấu được vẻ vui mừng, hắn cười ha hả ngồi xuống ghế. Lúc nào sếp đi nhận chức? Khâu Nguyên Phong cười cười xua tay nói. Cận Lỗi! Cậu đừng có nói này kia, chuyện còn chưa xác định đã bị cậu đồn ầm lên. Nếu thật sự không có thì không phải làm tôi rất mất mặt sao? Hắc sắc, sếp, chuyện hội nghị thường ủy thông qua còn có thể có thay đổi sao? Cận Lỗi cũng biết Khâu Nguyên Phong rất cẩn thận, không tuyệt đối nắm sẽ không nói bừa. Chẳng qua lần này là đợt điều chỉnh lớn với Cục Công an thành phố An Đô chúng ta và Sở Công an. Cục có ba lãnh đạo đi, Sở Công an cũng vậy. Đây có phải là do các lãnh đạo tỉnh không hài lòng với công việc của Cục Công an và Sở Công an không? Khâu Nguyên Phong liếc nhìn đối phương, Cận Lỗi này có đầu óc nhạy bén, nghiệp vụ tinh thông, không nghĩ ra cũng khó khăn. Xem ra Cận Lỗi ngồi ở chức vụ chính ủy phân cục Liên Hồ không lâu là sẽ lên. Cận Lỗi đánh hơi rất chính xác, tỉnh thậm chí là lãnh đạo chủ yếu của tỉnh cũng sớm muốn điều chỉnh bộ máy đội ngũ công an. Ninh Sâm lúc làm bí thư đảng ủy chính pháp chủ yếu cầu ổn. Hơn nữa hai năm qua Lưu Triệu Quốc khá nhún nhường, tỉnh không tìm được cơ hội thích hợp để điều chỉnh. Bộ Phú Hải đảm nhiệm chức giám đốc Sở Công an cũng có dấu hiệu muốn động, đầu tiên là khai đao đối với Cục Công an An Đô nhưng Đinh Sâm chưa đi, Lưu Triệu Quốc lại kiêm chức thường vụ thị ủy An Đô, Phú Hải cánh chim chưa đầy, đối phương không làm gì được. Đinh Sâm vừa đi, Tương Hữu Tuyền lên chức cũng có ý đồ,
hơn nữa lãnh đạo chủ yếu của tỉnh và lãnh đạo thành phố cũng đều muốn phẫu thuật đội ngũ công an hai cấp. Lần điều chỉnh này Lưu Triệu Quốc vẫn giữ được chức thường vụ thị ủy là điều ít ai nghĩ tới. Chẳng qua để Tạ Vĩnh Kiệt thay làm cục trưởng, chẳng qua đây chỉ là tạm thời. Lưu Triệu Quốc nhất định sẽ phải đi, ai cũng thấy rõ nên bây giờ cần là cân nhắc Lưu Triệu Quốc đi đâu. Mấy ngày nay Lưu Triệu Quốc trông già đi không ít, mặc dù cố gắng thể hiện bình tĩnh nhưng các người làm việc chung nhiều năm với Lưu Triệu Quốc đều thấy rõ. Hài lòng hay không bây giờ cũng khó nói. Cái nhìn của mỗi một vị lãnh đạo đều khác nhau. Ôi, tôi đúng là có chút không nỡ rời đi nhưng không có bữa tiệc nào không tàn, không ai ngồi ở một vị trí ả đời. Khâu Nguyên Phong như an ủi mình, như nói với người bên cạnh. Sếp Khâu, vậy sếp Lưu đi đâu? Cận Lỗi xen miệng vào. Khâu Nguyên Phong khẽ thở dài một tiếng. Hắn hiểu tâm tư của Lưu Triệu Quốc. Hắn muốn lên đảng ủy chính pháp tỉnh, nhưng là rất hiển nhiên hắn cùng Tương Hữu Tuyển cũng không có quan hệ gì. Hơn nữa có tin Tương Hữu Tuyển hy vọng có một cấp phó trẻ tuổi, muốn bài xích Lưu Triệu Quốc ra ngoài. Đây là đả kích rất lớn đối với Lưu Triệu Quốc. Bây giờ có cách nói Lưu Triệu Quốc sẽ tới hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân làm phó chủ tịch, hoặc là lên đại hội đại biểu nhân dân tỉnh làm một vu đảng ủy, điều này làm Lưu Triệu Quốc rất tức giận. Cho nên trong thời gian này Lưu Triệu Quốc đều chạy quanh tìm lãnh đạo liên quan, chẳng qua Lưu Triệu Quốc vẫn chưa đi tìm Triệu Quốc đống. Sếp Lưu đi đâu không phải tôi, anh có thể quyết định. Bây giờ vẫn không rõ. Chẳng qua sếp làm ở An Đô chúng ta hơn 10 năm, rất vất vả, dù thành phố hay tỉnh đều phải có an bài hợp lý. Khâu Nguyên Phong lắc đầu nói. Hắn không quá lo lắng mấy vấn đề này, hắn lo chính là tâm trạng của Lưu Triệu Quốc nghe nói Lưu Triệu Quốc còn làm ầm lên tận chỗ Miêu Trấn Trung, nếu chọc giận lãnh đạo chủ yếu thì có thể xảy ra nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi. Mà bây giờ đã có một vài lời đồn đi ra, nói Lưu Triệu Quốc có vài vấn đề bị ủy ban kỷ luật chú ý mật thiết. Bây giờ chỉ chờ có người nhảy ra công kích Lưu Triệu Quốc là ủy ban kỷ luật sẽ thừa cơ tiến vào. Khâu Nguyên Phong nghe được tin này mà không khỏi sợ hãi. Không ít người biết quan hệ giữa Lưu Triệu Quốc và Triệu Quốc Đống nhưng cũng có nhiều người biết Triệu Quốc Đống và Lưu Triệu Quốc mấy năm qua không đi lại, thậm chí Lưu Triệu Quốc cũng chưa bao giờ đề cập đến tên Triệu Quốc Đống. Quyển 19, chương 117. Cận Lỗi thấy vẻ mặt Khâu Nguyên Phong có chút mê man. Mặc dù chỉ trong nháy mắt nhưng vẻ mặt này có lẽ chỉ trước mặt mình thì sếp mới lộ ra. Nó làm Cận Lỗi hơi hiểu đôi chút. Sếp cục mấy năm nay có đánh giá không tốt, đương nhiên sớm nhất là vì chuyện của câu lạc bộ quốc tế Bình Quả, sau đó chuyện này mặc dù tan thành mây khói nhưng vẫn là bóng ma đối với không ít người của cục. Về sau tác phong làm việc của sếp dần thay đổi, trở nên hỉ nộ bất thường, cũng lục tục có nhiều lời đồn. Ví dụ như sếp có quan hệ mật thiết với giám đốc vài công ty bất động sản. Lại ví dụ như tự mình quan tâm việc mua đất, xây dựng trụ sở của Cục Công an thành phố thậm chí là các công an quận huyện. Sếp Khâu do một tay sếp Lưu đề bạt, nhưng hình như sau chuyện quốc tế Bình Quả khiến hai bên có xa cách. Cục Công an cũng điều chỉnh phân công công việc của sếp Khâu, có người thậm chí cho rằng sếp Khâu bị đẩy vào ghế lạnh, mất thế. Nhưng Cận Lỗi biết thực tế sếp Khâu hy vọng như vậy, phụ trách quản lý mấy ngành không quan trọng để tránh cuốn vào vài tất yếu không cần thiết. Sự thật chứng minh lựa chọn của sếp Khâu là rất sáng suốt. Cục Công an lần này có động tĩnh, trong cả bộ máy chỉ có sếp Khâu lên chức làm phó giám đốc sở. Ngay cả mấy người nhận chức 10 năm ở cục cũng không có tình huống này. Đương nhiên Cận Lỗi cũng biết sếp Khâu lên chức ít nhiều có quan hệ với chủ tịch tỉnh Triệu, nhưng nếu như nói sếp Khâu thật sự có quan hệ mật thiết với sếp Lưu thì có thể lên làm phó giám đốc sở hay không cũng khó nói. Sếp Lưu đi khiến không ít người động tâm. Nhưng việc an bài hợp lý như sếp Khâu nói cũng phải xem là tình huống gì. Theo Cận Lỗi thấy nếu sếp Lưu có thể sang hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân dưỡng già 2 năm cũng là kết quả tốt. Mấy năm qua sếp Lưu đắc tội không ít người, quen không ít người, nhất là mấy năm nay không biết chú ý bảo vệ mình khó tránh khỏi bị người nghĩ tới. Nếu còn hy vọng xa vời không chừng có người sẽ nhân cơ hội làm khó dễ. Còn nếu sang hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân chính là rời khỏi trung tâm quyền lực. Dù có mấy người muốn làm khó dễ thì chỉ cần vấn đề không quá nghiêm trọng, lãnh đạo chủ yếu sẽ cân nhắc đến vài tình hình mà nương tay. Bỏ đi Cận Lỗi, không nói chuyện này nữa, ngồi lát rồi đi ăn với tôi. Khâu Nguyên Phong lắc đầu như muốn vứt bỏ vài suy nghĩ ra. Ồ, cùng ai? Cận Lỗi thuận miệng nói. Đi đi, đừng hỏi nhiều. Khâu Nguyên Phong đứng lên, tối hắn hẹn ăn cơm với Tương Hữu Tuyền, Triệu Quốc Đống. Nghe nói còn có cả thường vụ thị ủy. Bí thư đảng ủy chính pháp Ninh Lăng, Mã Nguyên Sinh, cục trưởng cục công an Ninh Lăng, Lạc Dục Thành. Gọi Cận Lỗi tới coi như là cho gặp vài lãnh đạo,
ngày sau cũng có cơ hội chạy. Hôm nay cậu làm lái xe cho tôi không mang theo lái xe. Cận Lỗi nghe vậy liền biết Triệu Quốc Đống nhất định đi ăn với lãnh đạo, mình coi như gặp cơ hội. Ồ, hai vị lãnh đạo đều ở đây, tốt quá, tôi cũng tiện báo cáo công việc. Mã Nguyên Sinh vào văn phòng Trung Dược Quân thấy cả Tiêu Phượng Minh ở đây nên cười nói. Tôi đang định lên tỉnh. Ồ sao vậy lão Mã? Tôi cảm thấy anh đến chỗ chúng tôi chưa bao giờ có việc tốt, không kêu la biên chế hệ thống chính pháp ít, lại nói thiết bị lạc hậu, nếu không lại đòi tăng kinh phí, hắc hắc lão Mã. Anh vuốt chán xem tài chính thị xã đã bao giờ xử tệ với bên anh chưa, các ban ngành khác đều oán giận đó. Cát Thành nhìn thấy anh đều phải đi đường vòng, nhận được điện của anh là đổ mồ hôi. Tiêu Phượng Minh cười ha hả nói. Cát Thành rất được Trung Dược Quân cùng Tiêu Phượng Minh đánh giá cao, từ Chủ tịch huyện Hoa Lâm điều lên làm Cục trưởng Cục Tài chính thị xã, mà Chủ tịch huyện Hoa Lâm lại được dành cho Thường vụ Quận ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ Tây Giang Kinh Khắc Cương đảm nhiệm. Cát Thành hai năm qua không ngừng bị Mã Nguyên Sinh làm phiền. Mã Nguyên Sinh tuổi không nhỏ, tính cách thẳng thắn. Cát Thành mới nhận chức chưa lâu nên rất bất đắc dĩ với Mã Nguyên Sinh. Nói thẳng chỉ cần Mã Nguyên Sinh vừa tới cửa cục tài chính là tài chính thị xã sẽ mất một khoản không nhỏ. Cũng may hai năm qua tăng thu tài chính Ninh Lăng không nhỏ, hơn nữa Cát Thành cũng có kế hoạch cụ thể nên duy trì chi tiêu vẫn được. Hắc hắc, thị trưởng Tiêu, lời này không thể nói như vậy. Sao không nhắc tới các đồng chí hệ thống chính pháp chúng tôi đã làm bao việc vì sự phát triển kinh tế xã hội, an cư lạc nghiệp của dân chúng Ninh Lăng. Thu nhập của anh vẫn thuộc top giữa trong các cán bộ nhà nước, Trung ương đưa ra chính sách thu nhập của chiến sĩ cảnh sát cao hơn địa phương, hơi thấp hơn quân đội bao lâu rồi? Bao giờ thực hiện, tài chính cấp chỉ từng đó, bây giờ từ trên xuống dưới đều đề cập tới cảnh sát có khoa học kỹ thuật mạnh, mà đây lại là việc nuốt tiền. Ví dụ như hệ thống giám sát trên cao cần tiền. Tăng xây dựng trạm tuần tra cần tiền, giám sát đường bộ cần tiền. Bí thư Trung, thị trưởng Tiêu, mấy cái này đều cần tiền cả, không phải có thể biến ra được. Mã Nguyên Sinh khó khăn lắm gặp được hai vị lãnh đạo chủ yếu cùng lúc thì sao có thể bỏ qua. Các vị tưởng rằng hiệu suất phá án nói tăng là tăng, nói giảm là giảm được sao? Dân chúng cảm thấy an toàn nói tăng là tăng được sao? Không có trụ cột công việc chống đỡ thì chỉ là trò chơi con số. Bí thư, thị trưởng. Tôi xuất thân ngành này nên hiểu rõ nó. Tôi ở vị trí này cũng được mấy năm, cũng mong có thể làm được việc gì đó, không nói tạo phúc một phương, ít nhất cũng muốn không phụ lương thưởng của vị trí này mang lại. Nghe Mã Nguyên Sinh nói như vậy, Trung Dược Quân cùng Tiêu Phượng Minh cũng hơi có chút xúc động. Hai năm qua áp lực công việc của Mã Nguyên Sinh không hề nhỏ. Lạc Dục Thành đảm nhiệm Cục trưởng Cục Công an thì hắn cũng không dễ dàng hơn là bao. Kinh tế Ninh Lăng phát triển quá nhanh, quá trình đô thị hóa nhanh. Nhất là khu khai phát, Đông Giang, Tây Giang, một loạt công trình cao tầng mọc lên, nhiều dân cư từ ngoài tiến vào khiến dân thường trú của nội thành Ninh Lăng trong 2 năm qua tăng lên 3 lần. Từ 300.000 thoáng cái lên 900.000, trong đó dân thường trú bên ngoài tới đạt kỷ lục 460.000, vượt quá dân bản địa. Dân thường trú tăng nhanh sẽ mang lại áp lực trị an và ổn định cực lớn. Mà quá trình đô thị hóa nhanh cũng khiến cho việc lấy đất nông nghiệp, nông dân sẽ làm gì? Mấy năm qua thị xã Ninh Lăng mặc dù duy trì tốc độ tăng trưởng cao, cũng có cục diện ổn định, nó có công không hề nhỏ của hệ thống chính pháp. Lão Mã, bỏ đi, anh đừng ở đó mà kêu than. Bây giờ còn chưa đến lượt anh được nghỉ ngơi, hệ thống chính pháp có công lớn đối với sự phát triển của Ninh Lăng, đây là điều ai cũng thấy. Sao, hôm nay anh có tình huống gì mới à? Trung Dược Quân cười nói. Ngồi xuống từ từ nói chuyện. Ừ, cũng không có chuyện gì nhiều. Hôm qua tôi cùng Lão Lạc lên tỉnh ăn cơm với Bí Thư Tương, thuận tiện báo cáo qua tình hình ổn định xã hội của Ninh Lăng chúng ta. Bí Thư tỏ vẻ trong thời gian tới sẽ đến điều tra về tình hình phát triển xã hội trong tình hình mới của Ninh Lăng chúng ta. Mã Nguyên Sinh nói. Ồ, Bí Thư Hữu Tuyền. Trung Dược Quân ngẩn ra, không ngờ Mã Nguyên Sinh nhanh như vậy đã có thể tạo quan hệ được với Tương Hữu Tuyền. Hắc hắc, Chủ tịch Triệu cũng ở đó. Nhờ Chủ tịch Triệu làm trung gian chứ tôi chưa có quan hệ kia với Bí Thư Tương. Còn có cả Phó Cục trưởng Cục Công an An Đô, Khương Nguyên Phong nghe nói sắp lên làm Phó Giám đốc Sở. Mã Nguyên Sinh nở nụ cười. Cho nên tôi liền dẫn Lão Lạc tới đó. Ừ, Hội nghị Thường vụ Tỉnh ủy đã nghiên cứu, Khương Nguyên Phong hình như sẽ làm Phó Giám đốc Sở. Lúc này Sở Công an và Cục Công an thành phố An Đô điều chỉnh nhân sự rất lớn. Lão Mã, anh khá quen với Lưu Triệu Quốc hả? Cũng từ chức Cục trưởng Cục Công an An Đô. Chủ nhiệm Ban Chính trị, Sở Công an đến thành phố An Đô làm Cục trưởng.
Trung Dự Quân suy nghĩ một chút, hắn mơ hồ biết quan hệ đặc thù giữa Triệu Quốc Đống và Khâu Nguyên Phong. Có lẽ Chủ tịch Triệu chúc mừng Khâu Nguyên Phong. Khâu Nguyên Phong là lão lãnh đạo của Chủ tịch Triệu. Ồ, tôi không biết Cục trưởng Khâu còn có quan hệ này với Chủ tịch Triệu đó. Mã Nguyên Sinh giật mình. Bình thường, ai đều có những điều người khác không biết. Trên mặt Tiêu Phượng Minh lộ vẻ sâu xa như đang suy nghĩ gì đó. Tôi thấy Bí Thư Tương cùng Chủ tịch Triệu có quan hệ rất mật thiết, nói chuyện cũng khá tùy tiện. Mã Nguyên Sinh Dương Minh Cử mới nói. Trung Dược Quân cùng Tiêu Phượng Minh đều nở nụ cười, đây sợ là điều Mã Nguyên Sinh muốn nói. Quyển 19, chương 118. Ba người nói chuyện một lúc, Mã Nguyên Sinh báo cáo xong rời đi chỉ còn lại hai người Trung Dược Quân, Tiêu Phượng Minh. Tiêu Phượng Minh thấy trên miệng Trung Dược Quân khẽ nở nụ cười, hai người làm việc chung lâu như vậy, tâm ý cũng tương thông. Tiêu Phượng Minh đoán được tại sao Trung Dược Quân cười như vậy nên cười nói. Có phải là anh cảm thấy chủ tịch tỉnh của chúng ta có chút biến hóa? Ha ha, mọi người đều thay đổi, đó là điều rất bình thường. Trung Dược Quân nhìn về xa xa. Chủ tịch tỉnh còn rất trẻ, lên quá nhanh cho nên cần một quá trình rèn luyện để bù đắp khuyết điểm về kinh nghiệm. Thời gian dài hay ngắn do chính chủ tịch quyết định, chẳng qua theo tôi thấy thì chủ tịch lướt qua giai đoạn này rất nhanh. Tiêu Phượng Minh đồng ý với cái nhìn của Trung Dược Quân. Mặc dù Triệu Quốc Đống từ An Nguyên điều tới Điền Nam, tới Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia đã tạo lịch sử, nhưng từ Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia ngang trời quay về An Nguyên mới là đỉnh cao. 37 tuổi làm chủ tịch tỉnh, sáng tạo lịch sử của cả Trung Quốc. Năng lực không thể nghi ngờ nhưng ở Trung Quốc thì cán bộ lãnh đạo cần phải có quá trình tích lũy lý lịch. Nó giống một chai rượu vậy, phải qua nhiều trình tự sản xuất. Triệu Quốc Đống có lý lịch phức tạp, nhưng một chai rượu từ lúc làm ra tới khi người dùng thưởng thức cũng cần đủ thời gian lắng động. Mà lúc này Triệu Quốc Đống như chai rượu dần thành thục, cần chính là thời gian để khống chế vững vàng cục diện trong tay. Khi đó thì Triệu Quốc Đống mới có hy vọng tiến thêm một bước hoặc vượt bước. Theo Trung Dược Quân và Tiêu Phượng Minh thấy Triệu Quốc Đống nếu quá mức chú ý thay đổi nhân sự trong tỉnh đó chính là thò tay quá dài, dễ dàng khiến Lăng Chính Dược phản cảm. Cho nên Triệu Quốc Đống rất xảo diệu đứng phía sau, đẩy Tương Hữu Tuyền ra. Tương Hữu Tuyền mới tới cũng cần cơ hội tạo uy tín. Hắn là bí thư đảng ủy chính pháp nên có quyền lên tiếng nhất định khi điều chỉnh nhân sự hệ thống chính pháp. Về phần khác vừa lợi dụng đợt điều chỉnh lớn này để thể hiện sự tồn tại và sức ảnh hưởng của mình, còn có thể được Triệu Quốc Đống ủng hộ. Về phần cảm tưởng của Lăng Chính Dược, Tương Hữu Tuyền cũng dự đoán được. Mặc dù là hắn hoàn toàn ngã về phía Lăng Chính Dược cũng không thể thay thế được Trần Anh Lộc, Tề Hoa cùng Long Ứng Hoa, càng đừng nói còn có một Viên Chí Kiên ở bên nhìn chằm chằm vào. Nghĩ tới Viên Chí Kiên, Trung Dược Quân không khỏi thở dài một tiếng. Mỗi người đều có oán niệm, mà Viên Chí Kiên ngày xưa có quan hệ khá tốt với mình nhưng bây giờ lại là đối thủ cạnh tranh của mình. Viên Chí Kiên trước khi làm phó trưởng ban thư ký, Chánh văn phòng tỉnh ủy thì đã làm phó thị trưởng thường trực Nguyên Châu, lúc ấy Trung Dược Quân làm phó giám đốc sở xây dựng tỉnh. Quy hoạch đô thị của Nguyên Châu khá tốt, Trung Dược Quân đến Nguyên Châu mấy ngày, thời gian đó hắn và Viên Chí Kiên có quan hệ khá tốt. Sau đó Viên Chí Kiên lên làm phó bí thư thị ủy rồi lên tỉnh ủy làm phó trưởng ban thư ký tỉnh ủy, con đường phát triển khá tốt. Mà khi ấy Trung Dược Quân đến Ninh Lăng làm thị trưởng. Khi đó Ninh Lăng có kinh tế chậm phát triển, làm thị trưởng không được cảnh tượng như Viên Chí Kiên nhưng quan hệ riêng của cả hai vẫn duy trì khá tốt. Viên Chí Kiên mới làm chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh chưa lâu, Tương Uẩn Hoa từ chức chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, Viên Chí Kiên liền kiêm chức này. Lúc ấy Trung Dược Quân đã cảm thấy người bạn của mình đã nhanh chóng tạo được quan hệ mật thiết với Lăng Chính Dược, nhưng nó không ảnh hưởng tới quan hệ của hai người. Mãi cho tới khi Triệu Quốc Đống quay về An Nguyên ngoài dự đoán của mọi người, quan hệ của hai người mới trở nên vi diệu. Bây giờ ánh mắt Viên Chí Kiên nhìn mình đã không còn trầm ổn, rộng lượng như trước, mà mình đối mặt với đối phương cũng vô thức muốn cân nhắc ý của đối phương, tâm trạng này hình thành thì khó có thể khôi phục trạng thái trước đây. Dù là Trung Dược Quân muốn diệt trừ nó nhưng rất khó khăn. Muốn lên một bước đúng là không đơn giản. Trung Dược Quân biết mình dối như vậy, Viên Chí Kiên cũng thế. Lần tranh đoạt này là cuộc đấu giữa Triệu Quốc Đống và Lăng Chính Dược, mà nó cũng phụ thuộc vào cái nhìn của Trung ương đối với cục diện của An Nguyên. Ổn định thăng bằng vẫn là nguyên tắc của Trung ương, nó cũng là thể hiện tập trung dân chủ. Trung ương nhận ý kiến của ai thì có lẽ phải chờ sau Đại hội Đảng 17 mới biết được. Chủ tịch tỉnh còn rất trẻ, dù là biểu hiện xuất sắc tới đâu chỉ sợ Trung ương vẫn có chút lo lắng, chẳng qua đây không phải chuyện chúng ta cần cân nhắc.
Tôi cảm thấy chủ tịch tỉnh có lẽ cũng không quá để ý điểm này, vẫn làm việc theo phương pháp của mình. Tiêu Phượng Minh từ tốn nói. Chủ tịch muốn thực hiện việc mình muốn làm, nhưng có lẽ sách JC hơi thay đổi một chút. Trung Dược Quân chớp chớp mắt giống như đang suy nghĩ lời Tiêu Phượng Minh nói. Anh muốn nói gì? Bí thư, anh và tôi làm việc chung nhiều năm, hai chúng ta hiểu rõ chủ tịch tỉnh hơn bất cứ ai. Chuyện chủ tịch đã nhận định thì sẽ quyết tâm mà làm. Lần trước tôi tới nhà gặp chủ tịch nói cần phải duy trì sự bình thản, không nên nghĩ quá nhiều, đi theo mục tiêu đặt ra. Ha ha, tôi về nhà mới từ từ hiểu ra đôi chút. Tôi thấy chủ tịch đã tính trước. Tiêu Phượng Minh vuốt cằm cười nói. Là của mình sẽ là của mình, nó không chạy thoát. Tôi tin như vậy. Đại hội đảng toàn quốc dần đến. Triệu Quốc Đống phát hiện sau khi mình về An Nguyên thì quan niệm thời gian như mơ hồ đi, nhất là thứ bảy chủ nhật cùng với thứ hai thứ ba đã không còn chênh lệch. Về cơ bản phải chờ Âu Dương nhắc thì mình mới có khái niệm cuối tuần. Trên thực tế công việc cuối tuần Âu Dương cũng có ý giảm bớt, nhưng có vài việc như các cuộc gặp, báo cáo chuyên đề thì Triệu Quốc Đống lại hỏi có thể tiến hành vào cuối tuần không? Không nên kéo dài sang tuần sau. Sau đó hắn phát hiện mỗi lần mình có tâm trạng xử lý xong chuyện vào tuần này thì tuần sau có rảnh hơn hay không. Chẳng qua công việc tuần sau vẫn không ít đi, mà còn có cảm giác nhiều hơn. Chẳng qua đại hội đảng lần thứ 17 sắp tổ chức, Triệu Quốc Đống cũng biết nhiều công việc phải để đó sau khi đại hội đảng kết thúc mới tiến hành. Vì thế trong thời gian này hắn về cơ bản không xuống dưới mà ở văn phòng nghiên cứu phương hướng phát triển, hoàn thiện quy hoạch công tác 5 năm lần thứ 11 của An Nguyên. Quy hoạch này thực ra từ khi hắn bắt đầu về An Nguyên đã có cấu tứ, mấy tháng nay hắn lục tục đi hết 14 thành phố, thị xã, mà hơn 100 quận, huyện cũng đi gần nửa. Mỗi khi điều tra khảo sát xong một địa phương thì hắn đều dành nửa ngày viết ra những gì mình thu hoạch được, kết hợp tình hình thực tế của địa phương mà viết mộ bản thảo ý kiến cá nhân của mình. Mấy tháng qua đi có nơi hắn thậm chí đến 2-3 lần, mỗi lần điều tra với góc độ khác nhau. Hơn tháng trước hắn bắt đầu tiến hành chỉnh lý lại suy nghĩ và ý kiến của mình, cuối cùng viết ra ý tưởng phát triển 3 năm tới của An Nguyên. Một tháng này Triệu Quốc Đống chỉ cần rảnh là ngồi viết, có đôi khi đột nhiên nghĩ tới gì đó cũng viết vào, sau đó hắn giao cho Âu Dương để Âu Dương tiến hành sửa lại theo ý của hắn. Đương nhiên đây chỉ là ý của riêng hắn, không có nghĩa hoàn toàn khoa học hợp lý. Vì thế Triệu Quốc Đống cũng giao tài liệu này cho mấy thành viên nghiên cứu ở Viện Nghiên cứu Phát triển. Ủy ban tỉnh, dù sao đây mới là nhân viên chuyên môn. Mình chỉ là đưa ra bộ khung, muốn có đầy đủ các chi tiết thì cần bọn họ đưa thêm vào. Bây giờ đặt trước mặt hắn chính là một thứ đã cơ bản thành hình. Quyển 19, chương 119. Bản thảo này của Triệu Quốc Đống được đưa đến cho 5 vị phó chủ tịch tỉnh, một trợ lý chủ tịch, một trưởng ban thư ký, một phó trưởng ban thư ký kiêm chánh văn phòng ủy ban tỉnh. Dương Kính Quang sớm biết Triệu Quốc Đống đang một mình nghiền ngẫm gì đó. Từ khi Triệu Quốc Đống bắt đầu xuống thị xã, huyện khảo sát, mỗi nơi Triệu Quốc Đống đều tìm hiểu rất rõ. Dương Kính Quang từng thấy Âu Dương Cẩm Hoa đã thu thập các tài liệu ở các ủy ban thị xã, thành phố. Vì thế Dương Kính Quang đã hỏi Âu Dương Cẩm Hoa, Âu Dương Cẩm Hoa nói mấy thứ này Triệu Quốc Đống cần dùng, điều này làm Dương Kính Quang rất kinh ngạc. Bây giờ ít lãnh đạo tự viết, Dương Kính Quang xuất thân giảng viên. Hơn nữa làm trưởng ban thư ký tỉnh ủy nhiều năm nên không quen để người khác viết thay mình. Mặc dù là vậy thì khi hắn sang làm phó chủ tịch thường trực cũng giảm nhiều thời gian tự mình viết, đôi khi xem mấy thứ thư ký đưa lên chỉ viết vài chữ vào đó, đưa ra bộ khung chung rồi thư ký dựa vào đó mà viết. Không ít lãnh đạo thậm chí gọi thư ký hoặc nhân viên đánh máy vào viết theo lời bọn họ nói, cuối cùng sau khi văn phòng sửa chữa rồi chỉ đọc là phê duyệt lần cuối. Nếu Triệu Quốc Đống tự mình chấp bút thì khẳng định là chuyện quan trọng. Vì thế Dương Kính Quang rất hứng thú với việc này. Dương Kính Quang nhanh chóng thấy được bản thảo này thể hiện rõ phong cách của Triệu Quốc Đống, chẳng qua văn phòng đã chỉnh lại và hoàn thiện nhiều, có tính hệ thống hơn. Một vài quan điểm của Triệu Quốc Đống kết hợp tình hình thực tế của An Nguyên, đồng thời cũng bám chặt chính sách tinh thần của Trung ương, bao trùm không chỉ ở phương diện kinh tế, còn cả về xây dựng hệ thống và phát triển xã hội. Bản quy hoạch không quá đầy đủ này có thể nói là quy hoạch bổ sung. Tăng cường cho quy hoạch 5 năm lần thứ 11 của An Nguyên, tiến hành điều chỉnh 2 năm đầu, nhất là với vài điểm còn thiếu sót. Bản quy hoạch Triệu Quốc Đống đưa ra lấy An Đô làm trung tâm của An Nguyên, lấy Ninh Lăng làm trung tâm của hành lang kinh tế thông thành, Tân Châu An Đông. Lấy đường cao tốc để làm ràng buộc, tập hợp thành ưu thế kinh tế, hình thành sản nghiệp, lộ rõ ưu thế địa hình, phát triển sản nghiệp trụ cột tiên tiến, kéo các ngành khác lên theo,
xúc tiến vành đai kinh tế nhiều vòng. Vành đai kinh tế An Trung là điểm làm người ta chú ý nhất. Triệu Quốc Đống đưa ra ý tưởng Hoài Khánh, Nam Hoa, Đường Giang, Vĩnh Lương dung nhập vào An Đô lớn, mà An Đô phải phát huy đầy đủ ưu thế trung tâm khu vực, sau đó phúc xạ sang các khu vực khác, tranh thủ phát triển thành trung tâm khu vực đất liền. Định vị của Ninh Lăng cũng rất xảo diệu, muốn làm dẫn đầu của An Đông, thúc đẩy thành điểm sáng của khu vực Trung Tây, không chỉ thúc đẩy kinh tế An Nguyên phát triển mà còn mở rộng ra bốn tỉnh lân cận như Tần, Ngạc, Tương, Quế, tạo thành trung tâm kinh tế của khu vực này. Về phần Miên Châu, Kiến Dương cùng Thiên Châu, Dương Kính Quang cảm giác được hai nơi Miên Châu, Kiến Dương còn miễn cưỡng, Thiên Châu lại bổ sung cho hai thành phố kia thì không quá hợp lý. Nếu nói Thiên Châu bổ sung cho khu vực kinh tế An Trung còn hợp lý đôi chút. Ví dụ như thành nơi cung cấp nông sản. Lam Sơn, Vinh Sơn cùng Lô Hóa, tam giác phía Nam 10 năm trước rất chói mắt nhưng bây giờ gần như là u ám. Mặc dù kinh tế Lam Sơn phát triển vẫn khá tốt, Vinh Sơn mặc dù có khởi sắc nhưng so sánh với các nơi khác trong tỉnh thì vẫn kém nhiều, phải rất lâu nữa mới đuổi kịp với tốc độ phát triển hiện nay. Về phần Lô Hóa thì sau khi Trừ Lương bị điều chỉnh, Lăng Chính Dược có lẽ vẫn sẽ điều chỉnh mạnh bộ máy ở đây. Điểm này Dương Kính Quang và Triệu Quốc Đống đều đồng ý. Với một người bệnh nặng thì không phẫu thuật thì không thể chữa khỏi được. So sánh với Dương Kính Quang chú ý đến sự phát triển của thành thị thì khi Long Ứng Hoa cầm bản quy hoạch này trong tay lại chú ý hơn đến đề nghị quy hoạch sản nghiệp cụ thể. Triệu Quốc Đống có thể dùng chiêu này làm Long Ứng Hoa rất kinh ngạc. Theo Long Ứng Hoa nhớ cán bộ ở tầm này rất ít tự mình làm việc, chủ yếu dựa vào đề nghị của Văn phòng Nghiên cứu Chính sách và Trung tâm Nghiên cứu Phát triển đưa ra rồi tổng hợp. Tự mình đưa ra phương hướng phát triển này rồi yêu cầu chuyên gia ở Trung tâm Nghiên cứu Phát triển phân tích, bổ sung đúng là rất hiếm thấy. Hắn không cho rằng cách làm này của Triệu Quốc Đống đáng phổ biến, khen ngợi. Mỗi người có chức trách của mình, chủ tịch tỉnh cần làm là thống nhất quy hoạch, an bài hợp lý, nói cao một chút, quyết định cao một chút mà không phải tự mình tiến hành. Chẳng qua cảm thấy bản quy hoạch này của Triệu Quốc Đống liên quan tới bố cục vĩ mô, không dính nhiều tới sản nghiệp kinh tế cụ thể, nói không ít về xây dựng hệ thống và phát triển xã hội, đây có lẽ là điều mà Triệu Quốc Đống muốn cố gắng thể hiện. Nhưng Triệu Quốc Đống đưa ra vài ý kiến phát triển sản nghiệp cũng làm Long Ứng Hoa rất hứng thú. Ví dụ như đưa ra thông thành lấy ngành khí thiên nhiên làm cơ sở, phát triển ngành hóa chất công nghệ cao. Nguyên Châu và Kiến Dương dựa vào xây dựng hành lang khoa học kỹ thuật Tỳ Bà Khê để nhanh chóng thăng cấp ngành cơ giới chế tạo, nhất là tích cực kết hợp nhu cầu phát triển quốc phòng của quốc gia, biến Nguyên Châu, Kiến Dương thành trụ sở ngành công nghiệp quốc phòng Trung Quốc. Gặp bản quy hoạch lại, Long Ứng Hoa hít sâu một hơi. Triệu Quốc Đống đúng là có tài năng, trong bản quy hoạch này ít đề cập tới Ninh Lăng, chỉ nhắc tới cần lợi dụng vị trí đầu mối quan trọng về giao thông của Ninh Lăng, xây dựng trung tâm vật tư An Đông. Để Vĩnh Lương dung nhập vào vành đai kinh tế An Đô cũng rất có tính sáng tạo, dựa vào thị trường của An Đô mà khiến ngành thép, vật liệu xây dựng, hóa chất của Vĩnh Lương phát triển nhanh hơn, đạt không gian thị trường lớn hơn. Nhưng Long Ứng Hoa không cho rằng Vĩnh Lương nên bỏ qua việc phát triển theo hướng của Ninh Lăng. Dù sao đường sắt An Tương, cao tốc An Tương có thể khiến hàng hóa Vĩnh Lương nhanh chóng tiến vào cảng Ninh Lăng, thông qua vận chuyển đường thủy mà giảm bớt chi phí. Vẫn lấy An Đô làm trung tâm kinh tế là điều làm nhiều người ngạc nhiên. Nhất là năm nay GDP của Ninh Lăng vượt qua An Đô, mà 2-3 năm sau khoảng cách giữa Ninh Lăng và An Đô sẽ càng lúc càng lớn. Vậy mà Triệu Quốc Đống không hề do dự đặt địa vị kinh tế của An Đô lên thứ nhất, dù là nó bị Ninh Lăng vượt rất xa. Quan Kinh Sơn đọc sẽ thấy như thế nào, Trung Dược Quân sẽ nghĩ ra sao? Có lẽ Triệu Quốc Đống đã sớm cho Trung Dược Quân ăn đường nên mới nói như vậy. Long Ứng Hoa biết Lăng Chính Dược đang cố ý muốn đẩy Viên Chí Kiên làm thường vụ tỉnh ủy, hơn nữa cũng rất tự tin. Nhưng Long Ứng Hoa vẫn có chút lo lắng về phản ứng của Triệu Quốc Đống. Trong thời gian này hai người Triệu Quốc Đống, Lăng Chính Dược coi như hòa thuận, nhưng nó không có nghĩa ở vài vấn đề mấu chốt Triệu Quốc Đống sẽ nhượng bộ. Triệu Quốc Đống nhất định đang vận động để Trung Dược Quân vào thường vụ. Trung Dược Quân có thể vào thường vụ hay không chính là đại biểu cho sự tán thành công việc của Ninh Lăng. Cho nên Triệu Quốc Đống thà rằng thoáng nguyện ý hạ thấp trong vài vấn đề để hòa hợp với Lăng Chính Dược cũng là để Trung Dược Quân vào thường vụ. Sau khi đại hội đảng kết thúc, Trung ương nhất định sẽ cân nhắc vấn đề này, sẽ trưng cầu ý kiến Lăng Chính Dược, Triệu Quốc Đống và Miêu Trấn Trung. Nhưng có bóng ma lần trước. Long Ứng Hoa vẫn cảm thấy Lăng Chính Dược chưa chắc có thể được như lúc mình mới tới An Nguyên, mọi ý kiến đều được Trung ương thỏa mãn. Trần Anh Lộc, Tề Hoa, thêm mình, điều chỉnh ba thường vụ, kể cả Dương Kính Quang sang bên ủy ban tỉnh,
Trung ương đều làm theo ý Lăng Chính Dược. Hơn nữa lần này Ba Kiên Cường đi, Trung ương vốn có ý điều người từ ngoài tới nhưng do Lăng Chính Dược vận động nên khiến Hồ Vạn Sơn lên chức, có thể nói sức ảnh hưởng của Lăng Chính Dược ở tỉnh ủy đã đạt đến đỉnh. Lên tới đỉnh nhất định sẽ suy, Lòng Ứng Hoa tin vào lời này. Trung ương không phải không rõ tình hình của An Nguyên, nhất là có Qua Tĩnh từng làm trưởng ban tổ chức cán bộ An Nguyên, Qua Tĩnh có quyền lực trực tiếp báo cáo công việc với lãnh đạo chủ yếu Trung ương. Cô ta nhất định sẽ hò hét thay cho Triệu Quốc Đống. Dù là Chư Hiền có quan hệ tốt với Lăng Chính Dược cũng không thể một tay che trời. Hơn nữa sau đại hội đảng vị trí của Chư Hiền có thể sẽ bị điều chỉnh, ai biết tân trưởng ban sẽ là ai. Chẳng qua có một nguyên tắc sẽ không thay đổi, Trung ương sẽ không cho phép một địa phương sẽ do một người nắm quyền tuyệt đối, như vậy thích hợp cân nhắc người của Triệu Quốc Đống tiến vào là cần thiết. Căn cứ suy nghĩ này, Lòng Ứng Hoa rất lo lắng Lăng Chính Dược sẽ gặp khó ở vấn đề này. Đương nhiên trong đó còn nhiều ẩn số. Ví dụ như Trung ương tính tới để Trung Dược Quân rời khỏi An Nguyên, lên chức. Tỉnh ủy để Tiêu Phượng Minh làm bí thư thị ủy Ninh Lăng để đền bù, Viên Chí Kiên lên làm thường vụ tỉnh ủy. Khả năng này cũng có nhưng bây giờ không ai phán đoán ra được. Quyển 19, chương 120. Lòng Ứng Hoa nghĩ rất nhiều, bên trong Trung ương không ngừng xuất hiện nhân tài, trang bị vào bộ máy các tỉnh, quan hệ thân sơ. Ban tổ chức cán bộ Trung ương cùng Ủy ban Kỷ luật Trung ương đều có một nhóm người phụ trách phân tích, đánh giá. Làm như thế nào để khiến bộ máy đạt được tổ hợp tốt nhất, tránh cho hình thành độc đoán chuyên quyền, không mặc cả hoặc là cục diện phân tranh quá mức là điều Trung ương cần làm được. Vì thế Lòng Ứng Hoa luôn cảm thấy Lăng Chính Dược quá tự tin. Hắn thậm chí mơ hồ ám chỉ Lăng Chính Dược có nên cân nhắc sắp xếp kết hợp một vài thường vụ để tăng cường sức chiến đấu của Lăng Hệ không, nhưng có mấy lời hắn chỉ có thể ám chỉ. Không thể nói thẳng. Nhất là thân phận mẫn cảm của hắn rất dễ khiến Lăng Chính Dược hiểu lầm mình có ý đồ gì. Lòng Ứng Hoa thật ra cảm thấy Lăng Chính Dược đã bắt đầu thấy bực với Tề Hoa. Điều chỉnh vị trí của Tề Hoa là lựa chọn khá sáng suốt. Dù sao Lăng Chính Dược mới tới An Nguyên chưa đầy 2 năm, cuộc sống còn dài. Nếu như nói vị trí trưởng ban tổ chức cán bộ thiếu một nhân vật đủ sức nặng chống đỡ thì công việc sau này thậm chí cục diện thăng bằng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Muốn làm một trưởng ban tổ chức cán bộ tốt thì không chỉ dựa vào sự trung thành, hiểu tâm ý của bí thư, hiểu rõ tình hình tài nguyên cán bộ trong tỉnh, nắm giữ sự vận động của cán bộ, rất nhiều thứ không hề dễ dàng. Nếu Tề Hoa rời khỏi vị trí đó, Lòng Ứng Hoa hy vọng mình có thể tiếp nhận, đương nhiên hắn biết Lăng Chính Dược tính tới Trần Anh Lộc đầu tiên. Điều này làm Lòng Ứng Hoa có chút rối rắm. Cân bằng trong hệ phái cũng khá khó khăn, Lòng Ứng Hoa thừa nhận Trần Anh Lộc là lựa chọn tốt. Nhưng hắn vẫn cho rằng Trần Anh Lộc làm tốt ở vị trí trưởng ban thư ký, nếu không như vậy thì Lăng Chính Dược sẽ khó khăn hơn lúc này nhiều. Mà do mình ở vị trí phó chủ tịch nên nhiều lúc mình không thể phát huy được tác dụng. Lăng Chính Dược mong mình có thể tạo được tiếng nói riêng biệt bên ủy ban tỉnh gần như là hy vọng xa vời. Thủ đoạn, sách lược của Triệu Quốc Đống không thua gì kẻ làm chính trị vài chục năm. Hắn chẳng những kéo được hai người Dương Kính Quang cùng Khang Nhân Lương về phía hắn. Hơn nữa còn đẩy Dương Thiếu Bằng đứng đối lập với mình, khiến bây giờ Dương Thiếu Bằng có ý thù địch với mình, mà Tào Ninh tựa hồ cũng bị thủ đoạn của Triệu Quốc Đống áp chế. Về phần Hoàng Trì Trung, Lòng Ứng Hoa cảm giác đối phương như kẻ câm điếc, mỗi một lần tổ chức hội nghị thường trực ủy ban thì chỉ cần không dính tới phạm vi công việc của hắn là hắn ngậm miệng ăn tiền. Trợ lý chủ tịch Trương Hoành Vĩ có tính tích cực hơn xa so với người bình thường tưởng tượng. Trương Hoành Vĩ cũng có chút bản lĩnh, thành cánh tay phải của Triệu Quốc Đống. Hơn nữa Trương Hoành Vĩ còn kiêm chức chủ nhiệm ủy ban kế hoạch phát triển tỉnh càng làm hắn như hổ thêm cánh, gần như chuyện gì cũng có thể xen chân vào. Bây giờ Triệu Quốc Đống còn chưa chính thức được bầu làm chủ tịch tỉnh, mới là quyền chủ tịch tỉnh mà đã thể hiện được sức nặng. Mặc dù đối phương khá thu liễm ở hội nghị thường ủy nhưng trong công việc bên ủy ban tỉnh thì đối phương nắm chặt quyền chủ động. Rất nhiều chuyện Lòng Ứng Hoa thậm chí cảm thấy mình như thành một mắt xích trong hệ thống của Triệu Quốc Đống. Nghĩ vậy Lòng Ứng Hoa không khỏi run lên, mình giống như một nhân vật không quan trọng trong hệ thống, có mình cũng như vậy, không có mình cũng thế. Loại cảm giác này làm hắn rất không thoải mái, chỉ ở trong hội nghị thường ủy thì hắn mới có thể mượn lực lượng trong hệ thống của Lăng Chính Dược mà đạt được ủng hộ, tin tưởng. Dấu hiệu này rất nguy hiểm, chứng minh Triệu Quốc Đống đang tăng cường lực lượng của hắn một cách rất tự nhiên. Hắn về An Nguyên chưa đầy nửa năm đã làm được như vậy, hơn nữa còn làm rất lặng lẽ. Ai nói hắn chỉ là kẻ xúc động, chỉ biết cắm đầu lao tới trước. Bị người đàn ông bên trên không ngừng đẩy mạnh, Cù Vận Bạch rên lên như thiên nga bị trúng tên, hoặc như bước hụt xuống vực,
người không ngừng run lên, hai chân quấn chặt lấy cơ thể hắn, để mặc hắn phát tiết trong người mình. Mặc dù đang ở cuối thời kỳ an toàn nhưng Cù Vận Bạch không quá lo. Mình đã là người phụ nữ 40 tuổi, thời kỳ dụng chứng rất chính xác. Tuy cơ thể bên ngoài được chăm sóc tốt nhưng công năng sinh sản đang dần thoái hóa, không mấy khi được ở bên hắn, cô không muốn hắn mất hứng. Mà hắn từ trước đến giờ không thích dùng bao. Triệu Quốc Đống cũng có thể cảm nhận được Cù Vận Bạch đang không ngừng co rút khi mình tiến tới, nó càng làm hắn lên đỉnh. Sau cơn ân ái, hai người ôm lấy nhau. Đây là lần đầu hai người ở bên nhau sau khi Triệu Quốc Đống làm quyền chủ tịch tỉnh An Nguyên. Mặc dù mỗi tuần đều có nhân viên đến quét dọn nơi này, thậm chí cây xanh cũng có người đến tưới, tỉa, nhưng do trong thời gian dài không có người ở lại nên có cảm giác rất lạ. Cù Vận Bạch dọn phòng cả nửa buổi mới xua mùi vị đó đi. Triệu Quốc Đống cảm thấy lối suy nghĩ của mình rất tỉnh táo, ngón tay đặt trên bộ ngực vẫn cao vút của cô, núm đổ hồng trên nền trắng thật mê người. Cù Vận Bạch khẽ thở dài một hơi, Triệu Quốc Đống vẫn lưu luyến cơ thể cô làm cô rất vui. Cô mặc dù biết cơ hội như hôm nay sẽ càng lúc càng ít, thậm chí ngay cả gặp mặt, nói chuyện điện thoại cũng ít đi. Sự quen thuộc và tin tưởng của hai người đã đến mức không cần giấu giếm gì. Ngoài việc Triệu Quốc Đống bởi vì bận tâm cảm nhận của Cù Vận Bạch nên không nói tới cuộc sống cá nhân của mình ra thì hắn không giấu gì cả. Đương nhiên hắn cũng cảm nhận được Cù Vận Bạch cũng mơ hồ biết một chút về mình. Chẳng qua Cù Vận Bạch có thái độ bình thản nhìn nhận tất cả, vậy là đủ. Tình hình Thiên Phu gần đây hình như không tốt lắm thì phải. Tuy không quan tâm sự vụ cụ thể của Thiên Phu nhưng không có nghĩa hắn mặc vận mệnh của Thiên Phu không quan tâm. Triệu Quốc Đống khá tự tin vào bộ máy lãnh đạo của Thiên Phu. Dương Thiên Bồi trầm ổn lão luyện, Kiều Huy giỏi giao tiếp, Cù Vận Bạch cẩn thận, Hứa Minh Viễn có đầu óc rõ ràng, đội ngũ này kết hợp có thể nói là hoàn hảo. Gì gọi là tình hình Thiên Phu không tốt? Cù Vận Bạch nhướng mày khẽ oán trách. Cả ngành bất động sản là như vậy, hỗn độn không rõ ràng, chính sách quốc gia lúc cao lúc thấp làm người ta không rõ. Lúc thì liệt ngành bất động sản là sản nghiệp trụ cột, lúc lại nói phải chỉnh đốn thị trường bất động sản, để nó phát triển khỏe mạnh, có trật tự. Hạn chế như thế nào, thị trường hóa thì hạn chế ra sao? Ha ha, đây đúng là giọng điệu của nhà kinh doanh bất động sản rồi. Mặc dù là nhà kinh doanh thì cũng cần có lương tâm xã hội chứ. Nhà kinh doanh ngoài kiếm tiền có phải nên cân nhắc đến nhu cầu xã hội không? Chẳng lẽ nói làm ra tiền là đủ cả sao? Triệu Quốc Đống cười cười véo mông đối phương. Bọn chỉ có thể nói không hoàn toàn là vì kiếm tiền nhưng còn các cổ đông thì sao? Xây dựng Thiên Phu là công ty lên thị trường chứng khoán, mặc dù bất động sản Thiên Phu không lên thị trường chứng khoán nhưng cũng là công ty cổ phần. Ngoài mấy cổ đông lớn ra thì cũng có rất nhiều cổ đông nhỏ, trong đó còn có nhiều là nhân viên lâu năm của Thiên Phu. Làm cho bọn họ đạt tài sản nhiều hơn không phải là phù hợp với vấn đề làm nhiều người giàu lên sao? Cù Vận Bạch nói đầy lý lẽ, gương mặt ửng hồng. Có lẽ do có chút kích động nên hai bên ngực không ngừng run rẩy. Triệu Quốc Đống không thể không kéo váy ngủ che điểm mê người đó, hắn trầm giọng nói. Em không muốn can thiệp vào hoạt động của Thiên Phu, em cũng không có năng lực lớn như vậy để thay đổi xu thế phát triển của ngành bất động sản Trung Quốc. Nhưng em phải nhắc chị không nên vì lợi nhuận nhất thời mà che mở hai mắt. Kiếm lợi nhanh sẽ không lâu, khi sản phẩm này thành thống khổ của toàn dân thì em nghĩ tầng lớp quyết định mặc kệ cân nhắc từ góc độ nào cũng không hề do dự sửa chữa sự bất bình thường đó. Quốc Đống, em nói hình như có ý gì đó. Cù Vận Bạch lúc này đã bình tĩnh lại, thậm chí không hề bị việc hai người vẫn còn dính vào nhau ảnh hưởng, ánh mắt rất rõ ràng. Em biết nếu làm thế sẽ mang tới gì không? Quyển 19, chương 121. Triệu Quốc Đống rất thích tâm lý công tư rõ ràng của Cù Vận Bạch, lúc nào cũng phân biệt được tình cảm cá nhân và công việc, tâm trạng không bị nhân tố bên ngoài quấy rầy. Làm lãnh đạo một tập đoàn khổng lồ thì điểm này rất quan trọng. Đồng thời Triệu Quốc Đống cũng biết nếu muốn làm tốt công việc thì mình cũng cần có năng lực này, cũng may hắn tự nhận mình không kém ở phương diện này. Chị cảm thấy nó sẽ mang lại gì? Triệu Quốc Đống thản nhiên nói. Quốc Đống, chị cảm thấy em hẳn phải thấy rõ vấn đề này mới đúng, không cần chị chỉ cho em, đây là ngược. Cù Vận Bạch cũng biết tâm lý của mình thay đổi quá nhanh, có phần không được tự nhiên. Cô mỉm cười áp sát vào người hắn. Toàn dân thống khổ cũng tốt. Công địch của toàn dân cũng được, đó là do ai tạo thành? Chỉ do các nhà kinh doanh bất động sản sao? Vấn đề này em lên mạng tìm một lúc là thấy câu trả lời, là hiểu. Ai có năng lực thay đổi tất cả thì phải do người đó chịu trách nhiệm này. Triệu Quốc Đống im lặng,
tin tức bây giờ càng lúc càng nhạy bén, chỉ trong thời gian ngắn nhất đã truyền khắp nơi, muốn giấu cũng rất khó khăn, gần như không thể. Nơi nào giá đất tăng cao, giá vật liệu xây dựng tăng cao, lợi nhuận của các công ty bất động sản đến mức nào, chính quyền địa phương kiếm được bao tiền từ bất động sản, tất cả đều có trên mạng. Câu trả lời chỉ có một, chính quyền. Chính quyền các cấp mới là mấu chốt để giải quyết vấn đề này. Nhưng chính phủ và chính quyền địa phương chẳng những có xung đột về lợi ích, kết cấu, đồng thời có điểm giống nhau là ngồi đợi. Tình hình kinh tế Trung Quốc đang tốt nhưng chị không tin không ai thấy nguy cơ ẩn sau đó. Không biết Cù Vận Bạch muốn thể hiện trước mặt hắn, hay do cô bị lời nói của hắn làm hứng thú nên lúc này biểu hiện của cô có vẻ hưng phấn. Đầu năm nay chỉ số Case-Shiller, đại biểu cho giá bất động sản Mỹ lần đầu tiên sụt giảm, tập đoàn cho vay tiêu dùng New Century phá sản, các công ty tài chính Mỹ rơi vào nguy cơ, các ngân hàng tổn thất có lẽ đạt mấy chục tỷ USD, đây gọi là nguy cơ tín dụng. Bây giờ người Mỹ đang rất hoảng sợ, vậy còn Trung Quốc? Mỹ là thị trường nước ngoài lớn nhất của Trung Quốc. Kinh tế Mỹ rơi vào khủng hoảng không thể không ảnh hưởng đến Trung Quốc. Quốc đống, em bây giờ đến tầm này cũng có thể hiểu được khu vực duyên hải phụ thuộc chính vào xuất khẩu thì sẽ bị ảnh hưởng lớn đến đâu. Bây giờ mới bắt đầu, vậy sang năm tình hình xấu hơn thì dựa vào gì thúc đẩy kinh tế phát triển? Dựa vào tiêu dùng trong nước, lúc nào tiêu dùng trong nước có thể kéo nền kinh tế quốc dân phát triển? Chị nói với em chỉ có thể dựa vào ngành bất động sản. Nếu như quốc gia tiếp tục chèn ép thị trường bất động sản, như vậy ở tình huống này mà thị trường bất động sản đóng băng thì sẽ gây ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế quốc dân. Mà thị trường bất động sản liên quan tới bao ngành, thép, vật liệu xây dựng, hóa chất, xây dựng, đó còn chưa tính tới ngành thương mại, thiết bị điện, không tính tới lợi ích từ mua bán đất của chính quyền địa phương. Chính quyền địa phương các cấp bây giờ không ngừng xây mới trụ sở, dựa vào gì để có tiền này, đều lấy bất động sản ra làm thế chấp. Nếu giá bất động sản giảm mạnh, ngân hàng sẽ như thế nào? Trung ương chẳng lẽ dương mắt nhìn các ngân hàng bị phá sản? Cù Vận Bạch hừ một tiếng. Quốc đống, tất cả mọi người kể cả em đều không phải không biết các mắt xích trong đó, cũng không có ai là không hiểu nhưng ai dám đến phá giải chứ? Triệu Quốc Đống khẽ thở dài một tiếng. Em thừa nhận chị nói về cơ bản là thật, nhưng chị cảm thấy vì thế mà Trung ương sẽ mặc kệ sao? Không, chị không nói như vậy, nhưng ít nhất bây giờ không thể dùng biện pháp như em nói. Khủng hoảng kinh tế Mỹ sẽ nhanh chóng lan khắp toàn cầu, tới Trung Quốc. Quốc đống, Thiên Phu không phải là công ty vì tiền mà bất chấp thủ đoạn nhưng chị muốn nói Trung ương đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để điều chỉnh thị trường bất động sản. Cù Vận Bạch mỉm cười. Bây giờ ai dám mạo hiểm chọc vào thị trường bất động sản? Chị thấy bọn họ còn cân nhắc làm ấm thị trường bất động sản lên nữa đó. Triệu Quốc Đống lại im lặng không nói. Hắn có phần kinh ngạc vì biến hóa của Cù Vận Bạch. Mỗi lần nói chuyện dài là hắn tìm được điểm khác của cô. Chẳng qua lần này Cù Vận Bạch làm hắn bị chấn động nhiều hơn mà thôi. Quốc đống, chị nói không chính xác sao? Cù Vận Bạch vén mái tóc lướt trên ngực hắn, mắt không giấu được tia đắc ý, giống một đứa bé hy vọng người lớn khen sau khi làm thành một chuyện vậy. Triệu Quốc Đống gật đầu cười khổ một tiếng, Cù Vận Bạch nói không sai, không ai dám đi ngược trào lưu. Khi thị trường nước ngoài bị ảnh hưởng, đường xuất khẩu của công ty khu vực Duyên Hải bị ảnh hưởng, sản xuất không hết công suất thì chỉ một thời gian sau là sẽ lan vào khu vực đất liền. Mặc dù ảnh hưởng đối với khu vực đất liền không rõ bằng khu vực Duyên Hải nhưng cũng có tác dụng trái chiều. Lúc này mọi người một lòng một dạ thu hút đầu tư phát triển kinh tế, ai dám nhắc đến đề tài giảm nhiệt thị trường bất động sản. Sao, chị nói có lý không? Cù Vận Bạch nói làm Triệu Quốc Đông Á khẩu. Cù Vận Bạch rất hưng phấn, trước đây cô đều bị hắn thuyết phục. Lần này cô khiến hắn không nói được gì làm cô rất tự hào. Chị nói đúng là có lý nhưng em thật ra cảm thấy nếu vì kinh tế Trung Quốc bị nhân tố bên ngoài ảnh hưởng mà không dám hành động ngay thì về sau sẽ càng nguy hại hơn, thậm chí đến tình trạng không thể cứu vãn. Ở điểm này em cho rằng Trung ương cần phải có lựa chọn thật chính xác, phải thông qua điều chỉnh chính sách chứ không phải là tùy ý đưa ra mấy chính sách phù vơ để kích thích kinh tế. Triệu Quốc Đống nói làm Cù Vận Bạch thoáng giật mình. Cù Vận Bạch đã không còn là phó tổng giám đốc phụ trách nghĩa vụ hàng ngày của tập đoàn Thiên Phu như trước nữa. Theo thời gian làm ở Thiên Phu càng dài, cô càng cảm thấy kinh tế và chính trị có quan hệ rất chặt chẽ. Mà với vị trí của Triệu Quốc Đống đủ làm hắn nói ra quan điểm sẽ có tác dụng khác trước đây. Quốc Đống, còn có vài ngày là Đại hội Đảng 17, em có phải là định? Cù Vận Bạch có chút do dự hỏi, cô không dám xác định nhưng thấy ánh mắt của hắn nên cô hiểu. Quốc Đống,
Em bây giờ không còn là phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia, em là chủ tịch tỉnh An Nguyên. Em cần làm là cân nhắc sự phát triển kinh tế của An Nguyên chứ không phải quan tâm tới chính sách kinh tế vĩ mô. Nếu ở trường hợp này em mạo muội phát biểu quan điểm sẽ bị coi là không làm đúng chức trách, là vượt quyền. Triệu Quốc Đống nở nụ cười. Nói như vậy chị cũng thấy em nói có lý, chẳng qua lo lắng đến vấn đề thân phận của em. Không, quan điểm của em nhìn như có lý nhưng thời cơ sử dụng thì chị không thể phán đoán cho nên không thể đồng ý. Nhưng chị có thể khẳng định bây giờ em mà phát biểu quan điểm này thì ít nhất sẽ ngược lại quan điểm chủ lưu và dân ý. Cụ Vận Bạch nói rất kiên quyết. Đi ngược quan điểm chủ lưu thì em thừa nhận, nhưng đi ngược dân ý thì em không chắc. Triệu Quốc Đống vừa suy nghĩ vừa nói. Tình hình phát triển kinh tế của Trung Quốc sẽ không vì một ít nhân tố bên ngoài hoặc vấn đề cục bộ mà trở nên bi quan như vậy. Trung ương cũng đã sớm có vài chuẩn bị chẳng qua hiệu quả còn chưa rõ ràng. Nhưng nếu như bởi vì bị ảnh hưởng của bên ngoài mà kinh hoàng thất thố đưa ra chính sách sai lầm thì đó mới là mang lại tai họa khủng khiếp. Vì thế em thấy mình cần nói ra quan điểm của mình. Không, Quốc Đống, không được, tuyệt đối không được. Cụ Vận Bạch cảm thấy lo lắng, Triệu Quốc Đống sao lại không rõ cục diện. Lúc này nhảy ra nói sẽ trả giá bằng sinh mệnh chính trị, nhất là ở tình huống không có lý do chính đáng thì không phải tự tìm đường chết sao. Triệu Quốc Đống cảm động vỗ vỗ vai Cụ Vận Bạch, hắn biết Cụ Vận Bạch đang lo gì nên nhẹ nhàng nói. Yên tâm, em không phải là thanh niên nữa, dù em nói quan điểm của mình thì cũng sẽ có con đường và sân khấu thích hợp. Cụ Vận Bạch thoáng yên tâm nhưng lập tức nghiêm mặt nói. Chị biết em rất cẩn thận, nhìn xa, biết quan điểm của em có lẽ là chính xác nhưng chân lý có đôi khi phải mất nhiều thời gian mới nghiệm chứng được. Chị không hy vọng em phải trả giá. Triệu Quốc Đống gật đầu. Yên tâm, em biết nên xử lý như thế nào. Chẳng qua em phải nhắc chị, cũng hy vọng chuyển đạt lại với Bồi Ca cùng Huy Ca, không nên xem thường quyết tâm của Trung ương. Khi một vấn đề ảnh hưởng đến ổn định quốc gia, xã hội thì dù khó khăn bao nhiêu, mạo hiểm thế nào cũng không cao hơn ổn định xã hội. Hơn nữa em tin vấn đề này cũng không khó giải quyết. Cụ Vận Bạch khẽ gật đầu, Triệu Quốc Đống tự tin như vậy đương nhiên là hắn đã sớm có suy nghĩ. Có lẽ Đại hội Đảng lần thứ 17 là sân khấu biểu diễn của hắn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Quyển 19, chương 122. Sau khi lần lượt leo lên máy bay, Lăng Chính Dược và Triệu Quốc Đống sóng vai nhau đứng trước cửa máy bay mỉm cười vẫy vẫy tay hướng về phía các lãnh đạo tỉnh tới đưa tiễn, các đại biểu khác cũng bắt đầu lục tục lên máy bay. Từ An Đô tới Bắc Kinh phải bay mất hơn một tiếng đồng hồ, Lăng Chính Dược ngồi song song với Triệu Quốc Đống. Từ trước tới giờ An Đô vẫn thuộc trụ sở kinh doanh của hãng China Eastern Airlines, năm ngoái Southern Airlines cũng chính thức tiến vào An Đô với lời thề sẽ biến An Đô trở thành trụ sở kinh doanh chính, tạo thành tình trạng cạnh tranh với Eastern Airlines. Năm ngoái lưu lượng hành khách đã vượt qua con số 16 triệu, đứng đầu khu vực hành chính trong lục địa, dự án mở rộng sân bay Thái Bình giai đoạn 2 đã được duyệt vào năm rồi, tháng 3 năm nay sẽ bắt đầu khởi công, được thiết kế theo tiêu chuẩn dự kiến đạt 40 triệu khách một năm, sau khi hoàn thành sẽ trở thành một sân bay lớn nhất trong đại lục, phấn đấu 10 năm sau cũng không lạc hậu. Sân bay Đông Trại Ninh Lăng sau khi xây xong mặc dù phát triển rất nhanh, 8 tháng từ đầu năm đã phục vụ được hơn 200.000 lượt khách. Là sân bay phát triển nhanh nhất với các đường bay quốc nội, dự tính lưu lượng cả năm có khả năng vượt qua 300.000 khách, gần như mỗi tháng đều mở đường bay mới. Chẳng qua điều này cũng không gây được bao nhiêu áp lực đối với sân bay quốc tế Thái Bình An Đô, mà ngược lại lượng phục vụ hành khách ở sân bay quốc tế Thái Bình An Đô vẫn duy trì được đà tăng trưởng cao như cũ. Đối với chuyến bay tới Bắc Kinh của đoàn đại biểu tỉnh An Nguyên lần này cũng như nhân viên công tác đi cùng với giới truyền thông phóng viên trong chuyến tiền trạm lúc trước thì hãng Southern Airlines đã bỏ ra khá nhiều công sức. Nghe nói một vị lãnh đạo phía Southern Airlines đã nhiều lần tới thăm hỏi, sau cùng dưới sự trợ giúp của thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban thư ký tỉnh ủy Trần Anh Lộc nên đã đoạt được miếng thịt béo trước nay vốn thuộc về tay của Eastern Airlines, đó là được nhận nhiệm vụ chuyên chở chuyến bay mang ý nghĩa lịch sử này. Southern Airlines lựa chọn cạnh tranh trực tiếp với Eastern Airlines lại An Nguyên khiến cho An Đô trở thành tiêu điểm so kè của song phương, mà Southern Airlines cũng hiểu rằng nếu có thể được đảm nhiệm nhiệm vụ chuyên chở toàn bộ đoàn đại biểu tỉnh An Nguyên lên Bắc Kinh thì có ý nghĩa như thế nào. Điều này có ý nghĩa rằng địa vị độc quyền của Eastern Airlines đối với chính quyền An Nguyên đã xuất hiện lỗ hổng, rõ ràng là Eastern Airlines không ý thức được về phương diện này nên mới bị Southern Airlines đột phá.